Hello, hello. Hello. Là cái dở dở ương ương thế này chắc chả có ai xem mất. Hoài xinh quá, cái này tối qua không quên không bán này các chị, lên đầu live stream luôn. Em bán xương xương em lại nghỉ mấy ngày nhá các chị nha, thế nên là tranh thủ vào live stream nha. 573 rồi, 677 rồi, mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? Thả tim, thả like, chấm bài và chia sẻ live stream giúp em nhé. Nói chung là hôm qua đến bây giờ thì có vẻ là tương tác Facebook nó hơi ké, nhưng mà thôi kệ, em cứ bán để cho đủ đơn nhân viên làm thế thôi. Bao nhiêu tương tác bao nhiêu thì vẫn bán để cho đủ đơn nhân viên làm. Nghìn, em thấy 1000 chị đang xem live stream rồi. Mà váy em đang mặc này, đẹp chưa? Váy này là mới luôn đấy, mới về luôn. Đáng nhẽ ra nhá, hứa luôn, đáng nhẽ ra như những váy này là lúc nào em cũng phải bán rẻ nhất là 159 đến 163, 164 đúng không? Lúc nào cũng thế. Thế á, chị Gem Mi Đào, em cảm ơn chị nhá. Lúc nào cũng thế, mấy cái hình hình này. Và mọi người cứ để ý nhá, em bán chán bán chê thì bắt đầu mấy hàng rẻ người ta mới ra. Bởi vì những cái hàng hot này ra trước thì người ra hàng rẻ bắt đầu người ta mới cắt lại. Kiểu như thế á mọi người, được chưa? Sao chốt like mà không thấy gửi á? Nói chung là đơn của chị chốt từ lúc nào ạ? Set chốt, set chip chị ơi, 1300 người cao là đẩy view lên giúp em nào. 1500, nói chung là 1600 người là vẫn tặng cho người chia sẻ live này, nhiều nhất là 150. Buổi chiều em vẫn tặng, và buổi chiều thì chơi lại còn dễ hơn buổi tối, tại vì buổi chiều ít người chơi hơn. Buổi tối thì đông lắm, buổi tối nhiều người chia sẻ live stream. Buổi chiều ít, dạo này tốn tiền với Linh quá, 3 ngày hôm nay ngày nào cũng nhận hàng. Em cảm ơn chị Ngọc Anh rất là nhiều này. Cái váy em đang mặc sẽ gọi giúp em là váy chú hề. Và em tặng các chị đầu live stream luôn, chuẩn hàng như thế này thì em bao gì ạ? Bao giá thị trường cho các chị, còn hàng rẻ hơn, chất liệu khác và bằng màu khác thì thôi vui lòng đừng so sánh giúp em, được chưa? Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại, em hứa tặng là em tặng, mua đâu rẻ hơn nó hoàn hàng lại cho em. 156.000 đồng. Váy chú hề kèm màu và kèm số, form dáng nhà em các chị biết rồi, y xì như cái váy gấu nhưng mà hình này nó là hình khác. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại 156.000 đồng, được chưa? Chị Linh bán 180, dạ em có chứ. 180 nhà em bây giờ là có sẵn nhiều rồi, có sẵn số lượng nhiều rồi. Đơn hôm qua live thì bên em bây giờ mới đang gọi, các chị ơi mới đang gọi được rất là ít thôi. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại, còn set chip của em đây. Set chip này của em thì chỉ có giá 68.000 thôi. 1300 người xem, các chị cố gắng chia sẻ livestream và đẩy lên. 1500 người xem là tặng cho người chia sẻ live nhiều nhất là 150. Lên 1700 là tặng thêm 150 nữa là 300. Đó, em tặng với người thứ hai là 200 đi là 250. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại, màu em đang mặc sẽ là váy màu nâu. Váy chú hề màu này cho em sẽ là váy màu sữa, và váy chú hề màu này cho em sẽ là váy màu đen. Váy chú hề kèm màu kèm số điện thoại hôm nay là em live dở ương ương 2 giờ chiều. Cái thứ hai nữa là lại còn thả thứ hai đầu tuần nữa cho nên là nhiều người cũng bận không xem livestream được. Nhưng mà bởi vì em phải live để còn em nghỉ mấy hôm, thành ra là mọi người cố gắng nhá. Em nhắn váy dài đen, em nhắm thấy váy dài đen kia rồi, cái con xoắn đen này. Em thề em nói điêu mất sạch lộc. Ngày đầu tiên em tung ra, em trong một ngày đầu tiên em bán được 1400 váy nhá. Đến ngày thứ hai em tung ra em bán được 800 váy, và đến tối qua là tối thứ ba là bao nhiêu cái em cũng chưa check cơ. Đó, tóm lại là mới hai livestream mà bán 2000 mấy cái váy xoắn kia. Ghi ở em mã này sẽ là nó chưa loát được đấy. Nó anh không bấm dồn à? Hai set chip, ok, sơ mi trắng lên chưa? Em chưa chị ơi. Ghi ở em mua chờ mua bù lại muốn nhận hàng giờ. Mua chờ lâu quá muốn bỏ đi, bù lại nhận hàng quá cưng giờ có đuổi cũng không đi. Ôi ôi đáng yêu thế. Comment đáng yêu thế chứ đấy. Ghi ở em mã này sẽ là gì ạ? Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 156.000 đồng. 156.000 đồng nhá. Chốt hàng cọc tiền không thấy đâu thì gọi điện hotline báo kiểm tra đơn đi chị ơi. Váy em đang mặc sẽ là váy chú hề nâu. Váy này sẽ là váy chú hề sữa, và váy này cho em sẽ là váy chú hề đen. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại. Mua túi VIP nâu từ năm ngoái, ai cũng khen nay chắc mua thêm túi đen nữa có thay đổi. Mua túi VIP nâu từ năm ngoái, túi VIP năm nay chỉ có 248.000 thôi, rẻ hơn năm ngoái 20.000 rồi. Tranh thủ chốt đi bà ơi, vừa về tối ngày hôm qua xong nè. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại giúp em ơi, hot chưa? Mặc phát hot luôn đấy các chị, nhìn form nhà em này. 75 cân không vừa hoàn hàng lại giúp em, các chị thấy chưa? Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại, các chị chia sẻ tích cực livestream lên giúp em nhá. Chỉ còn quần vải không dạ em còn. Váy chú hề kèm màu và kèm số set chip bao nhiêu? Set chip của em là 68.000 đồng, hàng Quảng Châu nha các chị nha. Set chip của em là 68k. Cú pháp cho em là size set chip và cách số điện thoại. Em chỉ có duy nhất một set này thôi, và một set này là cứ ba màu như này, hết set nào cũng set nào không có màu khác nhau đâu, chỉ ba màu chủ đạo này thôi. Tứ chuông em vẫn chưa về ạ. Váy đen đi Linh, ok, em nói thật với mọi người, em thề luôn. Cái váy xoắn này của em hôm qua có khách vào comment bảo thôi váy xoắn thì không phải bàn nữa đâu, quá rẻ và quá đẹp, cái gì gì khách comment quá trời luôn. Cái váy xoắn này này
em bán là 148.000. Và mọi người thấy thị trường bây giờ hot girl cũng chưa cả bán. Và một thời gian nữa dù hot girl bán hay thị trường bán hay bất kỳ ai bán, em khẳng định các chị vẫn sẽ là người được mua giá rẻ nhất cái váy này, cái váy xoắn này này. Và mặc lên chỉ có nhá, cũng là váy nhưng mà cái váy hoa này này thì nó cũng chỉ đắt hơn mấy chục nghìn, nhưng nó không bao giờ bán được số lượng như váy này. Váy hoa này em bán chỉ được có 100-200 chiếc, nhưng váy này một livestream em có thể bán 1.400 chiếc. Đây là cái váy làm sao basic, dễ mặc, dễ phối. Nay nhận váy xoắn đẹp xuất sắc, sờ chất bao phê. Đọc comment giúp em. Nay nhận váy sáng xoắn đẹp xuất sắc, sờ chất bao phê. Nếu như nhận hàng sờ chất mà cảm thấy không ưng thì lẽ đương nhiên là các chị phải được hoàn lại rồi, cái đấy là chắc chắn rồi. Nhưng các chị quay lại đây bóc phốt em, bảo là Linh ơi cái váy xoắn này chất xấu lắm, form xấu lắm, vô tư. Các chị cứ vào đây comment đúng như các chị cảm nhận đấy. Khách vừa comment váy xoắn đấy mọi người, bây giờ là bắt đầu nhiều khách nhận được hàng rồi, bởi vì em đang giả đơn nhiều rồi. Hôm nay tối ngày hôm qua là gì ạ, quá trời quá đất mua con B99, muốn mua thêm chị ơi. B99 sắp về thêm rồi, like sau là sẽ bán tiếp, nhớ săn vào like sau, còn like này là vẫn chưa có. Váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại, em sẽ mặc váy xoắn cho các chị coi. 148.000 em khẳng định nhá, mặc quần kẻ nhà Linh như không mặc ý trời nhẹ tanh. Em cảm ơn chị Hải Yến rất là nhiều đấy mọi người. Đồng hồ có bán không? Dạ em không chị ơi, váy xoắn đi Linh ok ngay bây giờ em mặc, em đã bảo rồi. Cùng là váy nhưng cái váy hoa này này, cái hoa váy hoa này hot girl mặc cực kỳ nhiều và cực kỳ hot trên mạng, nhưng em bán chỉ được có 100-200 chiếc. Nhưng cùng là cái váy, nhưng cái váy xoắn này không có bất kỳ một hot girl nào mặc thì em lại bán được hơn 2.000 chiếc rồi. Thế nên là nhà em Linh ý, thì thật ra hot girl mà nhập cái gì mà hot thì em vẫn nhập. Nhưng mà tuy nhiên những cái sản phẩm mà em bán số lượng á, thì toàn là những cái sản phẩm mà em cảm thấy thích rồi em bán thôi, chứ không phải là hàng hot girl bán nhiều. G2 bánh bèo xinh quá trời, em cảm ơn chị G2, bây giờ đang hết sạch hàng luôn rồi. Nên là em không thể like được. Túi vừa đeo bao nhiêu, túi em vừa đeo là túi VIP 248.000 hàng Quảng Châu loại 1. Còn cái váy xoắn nhà em các chị không mua là tiếc, chắc chắn luôn là các chị tiếp, em mặc cho các chị xem nhá. Ghi hiểu em mã này sẽ là gì ạ? Váy xoắn kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Váy xoắn này em mặc không như thế này chưa phải làm một cái gì đó, đứng thẳng tưng các chị thấy chưa? Nó đã đủ đẹp rồi, nó đã quá đẹp rồi, các chị nhìn thấy không ạ? Em đứng bình thường này cho em chưa dưỡn dẹo gì đâu này. Đấy, điểm nhấn của nó là ở đâu? Là ở cái phần eo này này. Và mọi người đừng quên, dép ngày hôm nay em vẫn đang chốt cho các chị là 91.000 đồng, dép kèm size và kèm số điện thoại, bao giá thị trường. Các chị nhìn cái set váy em đang mặc này. Chỉ cần mặc lên là các chị chốt đơn, không cần phải dưỡn dẹo gì đâu. Bầu mặc được không? Chờ một tí em trả lời. Váy xoắn mà không mua thì đúng phí của rời cho, không lời nào diễn tả. Em cảm ơn chị Tuyết Mèo rất là nhiều, các chị đọc comment đi. Từ nãy đến giờ có bao nhiêu khách vào khen? Còn em nói rồi, nếu các chị nhận hàng mà các chị cảm thấy không ưng ý, các chị hoàn hàng lại là chắc chắn rồi. Các chị quay lại đây bóc phốt em là cái váy này xấu lắm, được chưa? Đúng cảm nhận, miễn là các chị nói thật lòng, các chị cảm nhận như nào, các chị nói đúng như thế. Váy xoắn kèm màu kèm số, bây giờ em đang mặc màu nâu và em đứng nghiêm chỉnh cho các chị nhìn thấy chưa, cái form của nó này. Đấy, và em nói luôn này, em là bụng là rất là mỡ luôn, nhưng mà khi mặc cái váy các chị nhìn thấy bụng em chưa? Không hề thở cố thở ra mà bụng em thực tế là như này. Vừa ăn cơm xong rồi, vì em thả ra này mọi người thấy không? Cái chỗ này là điểm nhấn, cái thứ nhất là tạo vòng eo cho các chị. Cái thứ hai là nó chỗ này nó suông ra thì nó sẽ không lộ bụng. Và cái thứ ba nữa, váy này các chị mặc đến lúc đi đẻ đến 70, 74, 75 cân các chị thấy chưa? Thế nên chị nào hỏi em bầu bì có mặc được không? Em khẳng định lại một lần nữa là chắc chắn mặc được, không mặc được hoàn hàng lại cho em. Màu em đang mặc ở đây là màu nâu. Và váy xoắn này của em có hai màu, 148.000. Em bảo các chị mặc chán chê, thị trường mới bán và kể cả thị trường có bán, các chị chắc chắn vẫn sẽ là người được mua rẻ nhất. Váy này cho em sẽ là váy xoắn màu đen, đẩy view lên 1.500 người xem cho em, để em tặng cho người chia sẻ like này nhiều nhất là 150.000 nhá. Thế thôi, rồi là lên đến 1.700 thì tặng thêm 100.000 nữa. Chứ bây giờ bảo 1.300, 1.400 và bảo em tặng tiền thì không tặng được. Mỗi lần link like là y rằng tốn tiền, bởi vì bây giờ hôm nay là thứ nhất là thứ hai nữa là em giờ like cái giờ ước ương, thành ra là cũng không có nhiều người xem. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn màu nâu và màu này cho em sẽ là váy xoắn màu đen. Các chị nhìn đi, váy xoắn chất nhà em này, đây này, các chị nhìn thấy chất chưa? Chất của nó như này này, chứ không phải chất zip đâu nhá, hoàn toàn không phải chất zip. Chất của nó này tăm dày như thế này. Nói chung là nhận hàng nếu mà chất xấu, nếu như mà chất nóng, nếu mà chất không đẹp, mạnh dạn hoàn hàng lại cho cô ta. 148.000, váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Em đang mặc ở đây là màu nâu và dép em đang đi là dép trắng 35, 36, 37, 38 và 39. Hôm nay chốt cho các chị 91.000. Set chip ngày hôm nay đang bán cho các chị 68.000. Có cần em mặc màu đen nữa không ạ? Em bảo rồi, riêng váy, tất cả các váy, nếu như tất cả các váy em đang bán ở đây mà các chị hỏi em là nên mua váy nhận nào nhất thì em khẳng định là nên mua váy này nhất. Mặc dù váy này mới về, mặc dù váy này hot girl mặc rất nhiều và váy này không có bất kỳ một hot girl nào mặc, nhưng em vẫn khuyên các chị là nên lấy váy này. Mỗi người chỉ thử một chiếc thôi, nếu sau đó thấy đẹp ưng thì quay lại đây mua thêm một váy nữa. Váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại 148.000 đồng. Em có váy xoắn màu em đang mặc sẽ là màu nâu và em có váy xoắn màu này cho em sẽ là màu đen, được chưa? Bạn bầu mặc được váy xoắn không? Dạ em trả lời luôn bằng hình ảnh đấy các chị. Bầu bí bon trên thoải mái lúc đi đẻ. Có cần mặc cả đen không? Ok, em sẽ mặc nhanh cả đen cho các chị. Nói chung là cái nào hot thì thông báo cho các chị một tin là sáng
sáng nay áo QC của em về hàng rồi, nhưng mới chỉ về được có 500 chiếc. Và khoảng 3 ngày, 4 ngày nữa hàng về tiếp. Áo QC của em sáng nay về hàng rồi. Và livestream tối qua nhá, em bảo livestream tối qua của em mặc dù là một cái livestream bán ế, bởi vì là hôm qua tương tác rất là kém, gọi là nếu mà so với em bình thường á thì là bán ế. Thế nhưng tối qua em vẫn bán được hơn 800 cái áo QC này, hơn 800 cái áo QC này, cái áo QC này của em này. Và tin vui là sáng nay ngủ dậy là nhà xe báo hàng về, về được hơn 500 chiếc. Đúng là trộm vía là về được rồi. Và khoảng 3 ngày nữa sẽ về chuyến tiếp theo. Thế nên là bây giờ các chị cứ chốt đơn vô tư đi, nhanh thôi. Nói chung là hàng tàu bây giờ bắt đầu về nhanh rồi. Cái con áo QC là cái áo nhất định các chị phải mua, ít nhất là thử một chiếc thôi. Sau đó đẹp thì mua thêm một chiếc. Không, hàng này là hàng trơn, form khác mà. Đây, áo này là áo kẻ. Áo kẻ về hàng rồi à? Sao lại không giống, nó là áo kẻ đen mà anh bị làm sao ấy. Con áo gấu nó là form to, áo kẻ đen 76.000. Mặc thử váy chẳng sao, váy đấy ghi cho em là trước kia từng mất niềm tin mua hàng qua mạng nhưng gặp nhà chị Linh chốt liên tiếp. Cảm ơn Ngọc Ánh rất là nhiều. Thật ra là ngày trước thì bây giờ đấy, lên view rồi, 1.500 rồi. Tặng luôn cho người chia sẻ like này nhiều nhất là bao nhiêu? Là 150.000 đồng. Vậy lên 1.700 em tặng tiếp. Em bảo mọi người, ngày trước thì còn bảo là bán hàng like và bán hàng là trên mạng chộp giật, chứ còn bây giờ ui, chưa nói xong đã tụt rồi. Chứ còn bây giờ chị Linh còn áo mũ không? Em đặt 2 tiếp bây giờ ai cũng muốn đặt thêm. À thế à em ơi, nhưng mà chị đang hết rồi, chắc là tối nay hàng mới về tiếp ấy. Có gì em cứ đặt đi. Tối nay là hàng đã về rồi thì đơn ngày hôm nay nhé, em cũng phải ngày mai nhé, em mình chốt. Đấy các chị nhìn giúp em màu đen này, váy nơ đen và cách số điện thoại. Và em xin lỗi, không phải váy nơ, váy xoắn đen và váy xoắn nâu. Màu đen thì mặc lại siêu gầy, trời ơi, màu đen mà nhìn mặc vào em tưởng eo em gần độ là 65 chứ không phải là 72 đâu. Mọi người biết không, eo của em không có bao giờ, từ khi đẻ xong bây giờ không bao giờ dưới 70, lúc thì 70 lúc thì 72, mà hiện tại em đang mặc ở đây màu đen mà nhìn như eo 65, các chị thấy chưa? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn đen và cách số điện thoại, váy xoắn kèm màu, váy khội, váy chú hề không lên, lên rồi, lên ngay đầu livestream, treo lại váy cho em đi anh. Váy chú hề em lên rồi, bán có 156.000 ngay đầu livestream. Trời ơi, du lịch này, trời ơi, mùa hè đi Đà Nẵng này, đi chơi này, đi du lịch, đi biển, đi đồ mặc mà cái set này này. Hoặc là ngay cả bây giờ các chị mặc đi làm váy này vẫn quá lịch sự, trừ những công ty nào mà bắt mặc đồng phục nhá. Còn không là này, mọi người nhìn này. Thế em cứ đặt, nếu có hàng bên mình gọi là được đúng không? Được, em cứ đặt áo mũ kèm màu và kèm số đi, bởi vì tối nay là hàng nhà chị về thêm rồi. Chị Thạch Nguyễn ơi, lên số điện thoại giúp em đây, từ nãy giờ nhá. Mặc dù là chỉ có 1.400 người xem nhưng em bán được hơn 200 chiếc váy xoắn tiếp rồi. Thế nên em mới nói là cái váy xoắn này này, dù em các chị có than thở là em mặc nhiều thì em vẫn phải mặc, bởi vì cái gì mà bán được nhiều thì chắc chắn là phải mặc nhiều rồi. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn nâu và váy xoắn đen, em mặc cả hai màu cho các chị đây này. Chia sẻ livestream tích cực lên cho em nhá. Mua một bộ lụa nhà Linh mặc thích quá, giờ muốn mua tiếp hai bộ nữa nhưng lại sợ giống nhau, nhà em hết bộ lụa rồi, tối qua em xả hết sạch rồi chị ơi. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn nâu và váy xoắn đen, 148.000. Bắt buộc phải kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu mọi người không kiểm tra hàng đó là mọi người đánh mất quyền lợi của mọi người. Nên là mua ở đâu em không quan tâm, nhưng mua ở nhà em là bắt buộc kiểm tra hàng. Mình nghe kỹ chỗ này được chưa? Em qua mẫu luôn ở đây. Trời ơi, các chị chốt váy xoắn quá nhiều, quá nhiều, sung sướng quá, cứ bán được váy này là em sướng. Và các chị hỏi em là bầu bí đồ đẹp lắm em Linh ơi, em cảm ơn chị. Ôi ôi, lâu lắm em mới thấy chị lạc đà này, em cảm ơn chị yêu lúc nào ủng hộ em. Các chị nhìn này, các bà hỏi em bầu bí mặc được không, các bà hỏi em bụng to mặc được không, các bà hỏi em bụng phèo mỡ mặc được không, thì đây, mặc đến lúc đi đẻ luôn, mặc đến lúc lên mà đẻ luôn. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn đen, và em mặc cái váy này lên nhìn như em nhỉ, eo 65 ấy. Thực tế là eo của em là 72 cm. Em ơi, không có một cái bà nào làm mẫu livestream mà eo 72 như em đâu, bụng chà bá lửa luôn. Váy chú hề đây, lúc nãy vừa lên đây rồi, 150, em chốt có 100 bao nhiêu nhỉ? 156.000 thôi. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại 156.000. Con này bao vừa đến 75 cân, 75 cân không vừa, hoàn hàng lại. Đẩy view lên 1.700, em tặng thêm 100.000 nữa. Đẩy view lên 1.900, tiếp tục tặng thêm 100.000 nữa. Mới nhận được đồ rồi, đẹp lắm Linh. Em cảm ơn chị Ngô Hạnh rất là nhiều. Và tất cả các chị đang xem livestream ở đây, nếu ai có đơn đừng quên rồi một cái quần Ngô Thái nhà em vào. Và chị nào đang xem livestream ở đây đã mua quần Ngô Thái nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi cảm thấy chân thực nhất. Chị nào đang xem livestream ở đây mua cái quần Ngô Thái này, cảm thấy mặc có sướng không ạ? Thật sự em hỏi chân thành luôn đấy. Ok Lê thì Hồng Nhung lên số điện thoại giúp em, áo sơ mi kẻ xanh đi chị. Ok, chờ em một chút. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Váy chú hề đen, váy chú hề sữa và váy chú hề nâu, 156.000 đồng. 1.700 người xem rồi. Chị Nguyễn Nụ ơi, lên số điện thoại giúp em, chị thấy em không? Em có thấy. Váy xoắn em đang mặc, em chốt trong livestream này là 148.000, còn váy chú hề là 156.000. Tất cả những sản phẩm bên em các chị bắt buộc phải kiểm tra hàng. Ngô Thái mặc như không mặc. Em cảm ơn chị Linh Phạm rất là nhiều. Các chị đọc comment đi ạ.
38.000 đồng. Mình nhận quần Ngố Thái mặc phê lắm nhưng không mặc ý. Em cảm ơn chị Hải Anh rất là nhiều. Em cảm ơn chị Hải Anh nha. Các chị tiếp tục đọc comment đi ạ. 38.000 đồng và nhà em cả nhà cùng mặc nha mọi người. Mặc nhưng không mặc ấy phê lắm. Em cảm ơn chị Thủy Tiên chia sẻ trang cá nhân thì có được không chị? Đương nhiên là không được rồi. Chia sẻ trang cá nhân chỉ được tính tối đa 3 lần, ngoài ra phải chia sẻ lên các hội nhóm lớn trên 3.000 thành viên. Chị Mai Anh lên số điện thoại giúp em, váy xoắn đen bao nhiêu? 148.000 đồng như em đang mặc ở đây. Em ơi, bây giờ em nói thật, em cứ đứng nguyên như thế này thì các chị vẫn tiếp tục năm mua năm Ngố Thái đồ nhà Linh chất ưng lắm. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Khách của em mua 10 cái là bình thường, vừa nhận con váy xoắn chất đẹp co giãn siêu thích luôn ý. Cảm ơn Phương Xe Cherry rất là nhiều, các chị đọc comment đi. Vừa nhận con váy xoắn cái gì chất đẹp co giãn siêu thích luôn ý của bà Phương Cherry lại tiếp tục comment váy xoắn khen. Em hỏi này, vừa rồi xem là like của Linh chốt quần lại chảy tối quần lại chảy túi. Em cảm ơn chị Nguyễn Khuyên rất là nhiều, em cảm ơn chị nhá. Được chưa? Em qua mẫu ở đây, váy này là váy chú hề 156.000. Còn váy em đang mặc là váy gì ạ? Váy em đang mặc sẽ là váy xoắn và hôm qua có một cái mã quần nổ đơn này. Anh tìm cho em cái màu đen ở đâu rồi, cái quần này này. Cái quần rút dây này em thề là tối qua là một cái like không hề đắt hàng, bởi vì tối qua tương tác rất là kém. View lên kịch kim chỉ được có đến 3.000 người xem là tụt. Mà cái quần này kẹp đi anh, em bán được hình như là hơn 400 con. Quần này ghi giúp em là đây này. Quần giặt máy tít mù đường may không hề bục. Em nói thật với chị, em mặc nhiều sờn đít thủng cả đít. Em không hề nói điều, mặc nhiều đến nỗi thủng cả đít luôn đấy chị, là em thay quần khác. Trời ơi, cái quần Ngố Thái này bán khủng khiếp, bán không một ngày nào nhà em đi dưới 700. Đợt đầu năm là một ngày đi 500, mà bây giờ một ngày đi 700 cái quần Ngố Thái ngày nào cũng như ngày nào. Cái quần rút dây này các chị biết em là bao nhiêu? 68.000 đồng một quần, nổ đơn tối ngày hôm qua. Cái quần rút dây này 68.000, quần rút dây trắng, quần rút dây ghi và quần rút dây đen. Quần này em bảo con trai con gái nam nữ mặc đôi được, con trai chỉ cần dưới 65-67 cân là mặc thoải mái. Hai vợ chồng mặc quần đôi đi ngủ này đáng yêu cực kỳ luôn. 1.900 người coi, tặng tiếp cho người chia sẻ nhiều tiếp theo 100.000 đồng nữa. Cố gắng tương tác và chia sẻ lên giúp. À không, tụt xuống luôn này không được. Hiện tại em đang tặng cho hai người chia sẻ like nhiều nhất. Người đầu tiên là 150, người thứ hai là 100.000. Bây giờ lên lại 1.900 thì em tặng thêm cho mọi người nhé. Ghi cho em mã này sẽ là quần rút dây 68.000 đồng. Còn cái váy xoắn em đang mặc, em khuyên tất cả các chị ở đây, em chỉ nói thế này thôi. Các chị lấy màu nâu cũng được, các chị lấy màu đen cũng được. Vậy vì váy này 70 cân đổ về thì hầu như các chị sẽ mặc được. Các chị chỉ mua thử một chiếc thôi. Hàng đến kiểm tra hàng trước mặt bưu tá, cảm thấy ưng lúc đấy mình mới nhận. Nhận xong mình vào nhà mình mặc thử đi, cảm thấy đẹp lúc đấy quay lại mua thêm một màu nữa. Em nói thật lòng, cái váy hoa này rất hot trên thị trường và rất nhiều người gì ạ? Rất nhiều người bán, nhưng em bán cực kỳ bình thường, chỉ bán được mấy trăm chiếc. Còn kể cả hot girl bán, người ta bán một mã sản phẩm cũng chỉ mấy trăm, chứ cái váy hoa này ai bán cho các chị một lần được mấy nghìn váy? Không có, bởi vì váy hoa này không phải ai cũng mặc được. Nó kén dáng mặc hơn, nó phải eo ót, nó phải ngon nghẻ chứ hơi phèo mỡ tí cũng không mặc được. Nhưng đồ cái váy xoắn em đang mặc thì gì ạ? Mỡ màng các thứ là chấp tất. Mà nói thật chị em phụ nữ mình, trừ những bạn nào còn con gái thôi, chứ còn sau sinh thì hầu như ai bụng chẳng có mỡ. Trừ khi bà nào phải thực cực kỳ là gì ạ? Có động lực để mà tập tành, chứ còn nếu không á, ai cũng có mỡ hết, ít hay là nhiều thôi. Mặc này nó giấu bụng luôn, các chị nhìn rõ không? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn đen và váy. Và nói thật không phải ai cũng có body đẹp để mặc được váy ấy đâu. Mặc mấy cái váy này giấu dáng này, giấu bụng thôi rồi luôn. Váy xoắn đen và váy xoắn nâu, cách số điện thoại 148.000 đồng. Khẳng định với các chị là các chị mặc đầu tiên, chưa có ai mặc đâu. Em qua mẫu lần đây nhá. Còn quần rút dây của em là bao nhiêu ạ? Là 68.000 đồng. Còn ngay bây giờ em xin phép lên cái áo QC. Áo QC này của em là hàng Quảng Châu. Em bảo tối ngày hôm qua là một cái livestream để mà nói so với, em không nói về so sánh với bất kỳ một shop nào, nhưng so với em bình thường là một cái livestream bán ế, mà em bán được hơn 800 cái áo QC này và khách toàn lấy hai chiếc thôi. Hot kinh khủng khiếp luôn. Bây giờ em sẽ lên cái con áo QC này cho mọi người xem. Và áo QC này em sẽ mặc cho mọi người với quần rút dây đi. Quần rút dây có 68.000 đồng một quần thôi. Quần rút dây 68.000 mà mặc sướng, mà quần đấy năm ngoái em bán là 70.000. Mọi người yên tâm nhận hàng, không nghĩ hàng đẹp rẻ như thế. Em cảm ơn chị Nguyễn Khuyên rất là nhiều nhá. Khách VIP cả của em, khách quen nhà em, ngày nào like nào cũng mua. Em thề nhiều khách của em nhá, rất nhiều khách like nào cũng mua. Mà em cũng chưa giải thích được là người ta mua nhiều thế người ta có mặc hết không. Đây quần rút dây của em đây, em mặc cho mọi người quần rút dây này. À không, bây giờ em xin phép mặc cái quần nằm. Mặc QC xanh đi Linh, mặc QC xanh ok, QC xanh chơi luôn, chị thích vào gì em mặc vào đó. Bây giờ em mặc cái quần rút dây này đã, 68.000 đồng một quần rút dây. Bây giờ em mặc cho các chị xem luôn. 1.900 người xem, tặng tiếp cho người chia sẻ tiếp theo đi nhỉ. Nhờ, mọi người phải chia sẻ đủ lượt cho em. Mỗi một lượt chị, mỗi một người em tặng là phải tương đương với 700 lượt chia sẻ. Thì nếu mà em tặng 3 người thì phải là 2.100 lượt chia sẻ. Bây giờ các bà đề nghị em mặc QC xanh, em mặc màu xanh luôn. Thích em mặc màu gì em mặc cho các chị màu đó. Cái màu xanh là cái màu kén nhất đây này. Cái màu xanh là cái màu kén nhất, còn mấy cái màu kia thì nó là thôi không phải nghĩ nữa rồi. Đây này mọi người nhìn giúp em này, áo QC. Tại sao em gọi nó là QC? Vì áo này của em nó là hàng Quảng Châu. Nếu phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, các chị được hoàn hàng ngay lập tức, ngay lập tức, và bóc phốt em thoải mái là em nói điều. Đây nhìn hàng giúp em, cái này của em là hàng Quảng Châu được chưa?
Chứ còn nếu như áo này áo trơn mà chất cốt tông khô bình thường thì áo này mọi người biết rồi đấy, các cốt tông khô em bán có 59.000 đồng một áo đấy. Còn áo này em đang bán ở đây là 136.000 đồng một áo, áo QC kèm màu và kèm số điện thoại. Em đang mặc ở đây màu xanh và em thề em nói điều này, em nói đi mất sạch rồi. Trước khi em bán cái áo này cho các chị, bản thân Linh đã mua 2 chiếc và cất trong tủ đồ rồi. Trước khi em bán này em đã mua 2 chiếc và cất trong tủ đồ rồi đó mọi người. Áo QC màu em đang mặc sẽ là màu xanh và em đọc cho mọi người bảng màu áo QC. Áo QC xanh là màu khó mặc nhất. Màu đen, màu tím, màu trắng và màu bò. Áo QC kèm màu kèm số điện thoại 136.000 đồng. Nhận hàng nếu phát hiện ra xưởng Việt Nam hoàn hàng luôn. Hôm qua có một khách của em vào comment, trời ơi tiếc quá, vừa mua áo QC này 200.000. Khách mua áo này 200.000, em nói điêu mất lọc luôn. Khách mua 200.000, ghi cho em không hết được, mặc không hết được đâu. Nhưng xem nhà Linh kiểu như ma lực ý, xem là mua, em cảm ơn chị Hải Yến rất là nhiều. Em mặc mới quần 68.000 và em mặc một cái áo QC ở đây là 136.000. Và màu xanh này là màu kén nhất. Còn ngay bây giờ em sẽ cởi màu xanh, em mặc màu bò cho các chị. Các chị không thể đỡ được cái sự sung sướng xinh đẹp đấy đâu. Ghi cho em mã này sẽ là áo QC và cách số điện thoại 136.000 đồng. Bây giờ em sẽ mặc cho màu bò. Trước khi em bán cho các chị nhá, trước khi em bán cho các chị, bản thân em đã mua một chiếc màu bò và một chiếc màu trắng đang cất ở tủ ở nhà. Em nói đi em mất sạch lòng luôn, em đã bảo em rất thích cái áo này. Và nhưng mà bây giờ em mới nhập để mà bán được cho các chị, thành ra các chị yên tâm. Bản thân em còn mua mặc trước, sau đó mới bán cho các chị. Nhưng mà thật ra là để trong tủ nhưng chưa có cơ hội mặc, tại vì chưa có lại, chưa có nóng. Thành ra là cũng chưa mặc đến, nhưng mà đã mua và cất vào tủ và em rất là thích thì em mới mua hai chiếc hai màu. Mọi người nhìn giúp em này, em đang mặc ở đây màu bò, đang mặc áo QC màu bò và mặc với quần rút dây màu đen. Chia sẻ livestream tích cực lên để em tặng cho người thứ ba 100.000 đồng nữa. Hiện tại là đang tặng hai chị rồi, bây giờ 1.900 thì tặng luôn người thứ ba đi cho nó hoan hỉ. Là người đầu tiên 150, hai người tiếp theo mỗi người 100.000. Chia sẻ tích cực lên cho em. Em đang mặc ở đây là áo QC màu bò. Áo QC màu bò, áo QC màu rịa, màu đen, áo QC màu tím, áo QC màu trắng, màu bò giống như em đang mặc và màu cuối cùng của em sẽ là màu xanh. Em có tất cả là 5 màu, em chốt trong line là 136.000. Và nhận hàng nhớ giúp em một điều, hãy kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Chỉ cần nhớ từng đó thôi, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Anh lên trên nhà lấy cho em một cục áo QC xuống đây, màu gì cũng được, em dơ cho các chị xem chuẩn có đúng là hàng Quảng Châu không hay là em bốc phê nha. Lên áo kẻ đi ạ. À, ok chờ em một chút. Còn quần em đang mặc này, quần em đang mặc sẽ gọi là quần rút dây. Quần rút dây này nam nữ mặc đôi được bởi vì nó là dáng lỡ, không phải là dáng ngắn. Ví dụ như quần sóc bù đùi bình thường mình mặc sẽ là đến đây đúng không? Thì đây là dáng lỡ thế này này, thành ra là nam nữ mặc được. Các chị mua đôi ở nhà, hai vợ chồng mặc đôi với nhau. Áo QC và quần này cho em sẽ là quần rút dây. Quần rút dây này của em là bao nhiêu? 68.000 đồng. Quần rút dây em có màu em đang mặc sẽ là màu đen. Quần rút dây em có màu này cho em sẽ là màu trắng. Và quần rút dây màu này cho em sẽ là màu ghi. Em chốt trong line này là 68.000 đồng. Còn áo QC là 136, em hứa danh dự luôn. Các chị nhận hàng bắt buộc phải kiểm tra hàng, và kiểm tra hàng nếu không ưng các chị hoàn hàng lại, chứ đừng có cưỡng ép mình, gọi là ép buộc mình là phải lấy hàng nhá. Không ưng thì thôi không lấy, được chưa? Quần gì ạ? Quần rút dây và áo QC và cách số điện thoại em qua mẫu luôn ở đây. QC nam mặc được không? Em nam mặc được chị ơi, tại vì form này nó là form suông này, nhưng mà nam nếu như mà cao quá là mặc sẽ bị ngắn, chứ còn form dáng thì nam mặc vô tư. Đây này, áo QC của em này, em bảo bây giờ mặc áo QC màu trắng. Quy sẽ nhiều cái chưa mặc được mà những gì mình bỏ bùa. Trời ơi em, trời ơi các chị nói em làm em nghe hoang mang. Khách thì thường em bỏ bùa, khách thì chết. Đây là em đang mặc ở đây là của em, sẽ bây giờ cầm đây em rơi cho các chị xem nhá. QC nhà em này, đấy các chị thấy chưa, nhìn hàng này chuẩn hàng Quảng Châu chưa, 100 cái như 1.000 cái chưa. Đang mặc F21 nhà chị đây, phải đặt thêm một cái nữa đẹp vãi trưởng, các chị thấy chưa, chuẩn hàng Quảng Châu. Áo QC kèm màu và kèm số điện thoại, em cầm một cục xương xương để cho các chị nhìn thôi. 136.000 đồng một áo, đủ màu, đủ màu. Và màu bò, màu trắng là những cái màu mà em bán rất là đắt hàng. Màu bò, màu trắng và màu tím. Và màu đen, còn màu xanh thì bán được bình thường thôi, bởi vì màu xanh nó rất là kén da. Màu xanh đấy phải ai da trắng thì mặc được, chứ còn nếu mà da ngăm ngăm thì không mặc được màu xanh đấy đâu. Còn tất cả những cái màu kia thì thôi, đỉnh của chót rồi, không phải nghĩ nhá. Không phải nghĩ nữa đâu. Mặc thử áo QC với chân váy CV8 đi chị, chắc chắn là hợp luôn em ạ. À, nhưng mà em đang định mặc Q5. Q5 của em này, các chị này. Bây giờ em đang định Q5 để mặc với áo QC màu trắng, là áo trắng đi với quần bò xanh, nó rất là hợp và trẻ trung luôn đấy. 1m50 chị cao mét bao nhiêu? Em cao 1m6 nhá. 1m50 mặc được cái gì đây? Em chưa kịp đọc comment nhảy mất rồi. Quần chị mặc bao nhiêu? Quần em vừa cởi ra là quần rút dây. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên giúp em nào. Quần rút dây 68.000 màu đen em vừa cởi ra đấy. QC bò đen tím, trời ơi khách toàn lấy hai chiếc. Nhớ để nhận hàng, kiểm tra hàng, đẹp hãng lấy, không đẹp thì thôi. Em nói thật lòng em đấy chứ không phải là em chém gió đâu. QC kèm màu và kèm số điện thoại. Và đây là cái áo em bán được nhiều nhất tối ngày hôm qua. Đây bây giờ em đang mặc áo QC và mặc cái quần bò Q5. Tất cả những chị đang xem livestream ở đây, em mua đồ nhà chị nhiều quá. Anh ship hỏi em là sao chỉ mua đồ ở một shop này thôi à. Trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều đây. Bây giờ em sẽ mặc sang QC trắng cho các chị, bởi vì em đang mặc quần bò xanh cho nên là em sẽ mặc sang áo QC trắng 136.000. Em cao 1m50, mặc quần kẻ
có bị dài không? Không ạ, bình thường. Quần kẻ nó không quá dài đâu, nhưng mà bà nào mà cao quá thì mặc sẽ cộc, chứ còn 1m50 thì mặc được. Quần chip mã là gì? Quần chip mình ghi cho em là set chip. Set chip bởi vì em bán nguyên set không bán rời. Một set như thế này là 3 quần này, được chưa? Set chip của em là 68.000. QC chất gì đó, nó là cái chất, nói chung là chất tàu ấy, em không biết gọi là chất gì đâu. Mọi người nhận hàng cứ kiểm hàng, nếu cảm thấy ưng chất thì mọi người lấy, mà không ưng chất thì thôi. Chứ bây giờ hỏi em là chất gì thì nói thật em rất không biết trả lời như thế nào ấy. Bởi vì là nó là từ ngữ gọi là bây giờ kể cả em có nói với mọi người chất A, chất B mà mọi người chưa sờ đến chất thì mọi người cũng không khó mà hình dung. Thành ra là mọi người cứ nhận hàng, kiểm hàng và sờ chất này này. Tay của nó là tay gập sẵn rồi chứ không phải là em gập đâu. Nó gập sẵn và nó may chiết ở đây luôn rồi này, nó cố định luôn rồi. Cho nên là mọi người trời ơi mặc này, cái áo QC trắng và mặc với cái quần Q5 như em đang mặc. Q5 nhà em bán đến giờ phút này là quá nhiều, hơn 5.000 cái quần Q5 này rồi. Q5 này của em nó là quần bò dáng baggy, quần bò dáng baggy như em đang mặc, và em đang mặc ở đây là size S. Q5 của em có 3 size ML, size to nhất thoải mái cho các chị đến 64 cân đổ về mặc được. Size S, size M, size L và em nói rồi, cùng là quần baggy nhưng mỗi năm nó sẽ khác nhau. Ví dụ như có năm thì logo theo gì đó, hay in gì đó, hay rách gì đó, hay là vẩy sơn gì đó. Nhưng mà em đang bán cho một cái mã trơn thì dù 10 năm trước hay là 10 năm sau thì quần này cũng không bao giờ hết mốt được, bởi vì nó là hàng trơn và hàng trơn luôn luôn là cái hàng basic và dễ mặc nhất. Cũng như cái áo phông trơn này, 10 năm trước em khẳng định các chị cũng đã có áo phông trơn rồi, và bây giờ hay 10 năm sau thì chắc chắn vẫn sẽ có áo phông trơn, là cái không thể thiếu. Còn ví dụ như áo in hình hay là theo hình thì tất nhiên là mỗi một năm hay mỗi một tháng nó sẽ được thay đổi theo mốt. Nhưng đối với hàng trơn thì 10 năm hay 5 năm thì vẫn là mặc một loại hàng trơn rồi. Ghi cho em mã này sẽ là áo QC trắng và quần Q5. Q5 này em chốt trong line là 138.000. Nhận hàng nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Em đang mặc ở đây là size S và nó chỉ có một màu như em đang mặc thôi. 138.000. 138.000 nhớ kiểm. Hello chị Thúy. Trời ơi Thúy ơi là Thúy. Là cái chất ối rồi ơi, mua là nghiện đấy. Ôi chết cười với cái bà này. Bao nhiêu ạ? 138.000, còn quần em đang mặc 136, còn quần em đang mặc là 138. Quần này của em là có 3 size, em đọc cho người bảng size luôn này. Dưới thì ạ, chia sẻ live stream tích cực lên cho em nhá. Nhớ là em đang tặng cho 3 người chia sẻ live này nhiều nhất. Người đầu tiên 150 và 2 người tiếp theo mỗi người 100.000. Ngày nào cũng tặng dù trưa hay dù tối. Bà nào rảnh xong phi vô đây kiếm tiền dễ cực kỳ luôn. Nha mọi người nghe kỹ này, dưới 50 cân như em đang mặc mặc size S, từ 51 đến 56 cân là mặc size M, và từ 57 đến 63, 64 cân mặc giúp em size L. Em có 3 size S, M, L. Nếu biết size gì để lại size, không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên có size. Mã sẽ là Q5, còn áo sẽ là áo QC. Áo QC của em là hàng Quảng Châu, có full 5 màu như em đang giờ ở đây. 136.000, nhận hàng, kiểm tra hàng. Nếu cảm thấy ưng, nếu cảm thấy đẹp mới nhận. Nếu cảm thấy không ưng, cảm thấy không đẹp hoàn hàng lại. Trời ơi, áo QC không có màu nâu, màu này sẽ là màu bò. Cú pháp của nó sẽ là bò, không phải nâu chị nhá. Toàn bộ nó là gập tay trực tiếp rồi này. Nó gập tay sẵn cho mình và nó máy vào đây, chứ không phải là em gập đâu. Áo QC đen, áo QC tím, áo QC trắng, áo QC bò và áo QC xanh. Nhìn cái hàng biết đẳng cấp rồi, các chị nhìn thấy chưa? Áo QC 136.000. Em nói mọi người, kể cả cái hàng bình thường em bán 60.000 là hàng Việt Nam thì cũng không đắt hàng bằng một cái áo Quảng Châu em bán 136.000. Thế nên là mọi người yên tâm, khi mà em đã bán đến cái mức này, mức giá này thì nó phải hàng cực kỳ đỉnh của chóp. Khách của em ngày hôm qua vào comment, trời ơi tiếc quá, vừa mua áo QC này 200.000. Khách nói như thế nhá, khách mua 200.000 mà em bán 136.000. Áo QC trắng và quần này cho em sẽ là Q5. Em qua mẫu luôn ở đây, lên cho mọi người một mã tiếp theo, một cái áo ngôi sao hàng Quảng Châu siêu đắt hàng. Đây này, cái con này này. Con này của em lại là tiếp tục một mã áo hàng Quảng Châu, và em bán bao nhiêu ạ? 79.000 đồng một áo. Nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng. Đây mọi người nhìn giúp em, 79.000 đồng một áo. Em xin phép mặc với chân váy CV. CV bao nhiêu ạ? CV8 nhà em đây. Trời ơi, không có gì mà diễn tả nữa luôn. Các chị nhìn giúp em này. Đây, sau mã này thì em sẽ lên với quần short và mặc cái áo này. Bây giờ xong set này đã xong, sẽ đến cái áo này, rồi đến một cái quần short khác, được chưa? Cố gắng chia sẻ livestream và đẩy view cho em nhá. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, em mặc cái set này vào thôi, các chị lại hết nước chấm luôn, được chưa? Thôi em qua mẫu QC ở đây nhá. Mọi người chốt QC nhiều khủng khiếp luôn. Quần Q5 size L, chị Ngọc Trường San lên số điện thoại giúp em đây, các chị nhìn form quần Q5 nhà em này, được chưa? Q5 138.000 full size. Nếu biết size gì hãy để lại size, nếu không biết size gì cứ để lại cân nặng, nhân viên bên em có trách nhiệm chốt size cho các chị. Khi các bạn ấy chốt đơn cho các chị thì bắt buộc là các bạn ấy phải hỏi size, bởi vì không có size làm sao gửi được hàng. Những cái hàng có size là bắt buộc các bạn ấy phải hỏi các chị size. Thành ra là mình cứ để lại cân nặng nếu như mình không biết size. Chị Thu Hiền ơi, hai áo QC vui lòng lên số điện thoại giúp em. Đặt hàng làm ơn lên số điện thoại, em năn nỉ chị Dương Thanh ơi lên số điện thoại giúp em. Không có chị Lê Ngọc Á, Lê Hồng Ngát lên số điện thoại giúp em. Chỗ em nhắc các chị lên số điện thoại mỏi mồm luôn. Chị Mộng Thắm Lê Thị lên số điện thoại giúp em. Có bán buôn không Linh? Dạ không chứ, nhà em xỉ bằng lẻ như nhau hết, bởi vì nói thật nhá, giá lẻ nhà em còn rẻ hơn giá xỉ ngoài thị trường. Thế nên là nhà em xỉ bằng lẻ thôi, chứ không có những rất nhiều khách lẻ của em mua bill lên đến 20 mấy triệu. Mua bill giá lẻ
bill giá lẻ 20 mấy triệu, em nói điêu mất lọc luôn. Thì chắc chắn những khách hàng đó là mua về để bán, chứ ai mua mặc mà mua 20 mấy triệu. Nhưng mà người ta mua về để bán nhưng người ta vẫn mua giá lẻ, bởi vì người ta biết là giá lẻ nhé vẫn rẻ hơn giá sỉ mà. Lên cái là mua được đó chị ạ, khổ lắm ấy. Lên cái nào là mua cái đó. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đây, mọi người nhìn hộ em cái set này có sang chảnh không? Cả set này của em là hàng Quảng Châu. Cả chân váy và cả áo này đều là hàng Quảng Châu. Trời ơi, cái set này mặc sao? Mặc sao? Mặc đỉnh chứ mặc sao nữa. Bây giờ em đi một cái sục da nguyên set này nhá, nguyên set này luôn. Trời ơi, ta nói không mua thì phí cái cuộc đời này nha. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, các chị nhìn đi. Nguyên set em Linh nhưng mà đều phục vụ và đều là hàng tàu. Áo này, chân váy này, chia sẻ đây, sục này, túi này và kính là 5 cái sản phẩm, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái sản phẩm em đang mặc trên người đều là hàng tàu và em đều có bán, đều có sẵn để phục vụ các chị. Được chưa? Em đã nói là các chị chỉ ngồi ở nhà thôi và vung tiền một phát là em Linh ship tận chân giường cho các chị. Không cần phải đi đâu để tìm cái gì, không phải để tìm túi sách, không cần phải đi tìm giày dép. Kể cả là cái set quần chip các chị ngồi nhà cũng mua luôn, không thiếu một cái gì hết. Áo này sẽ ghi giúp em là áo ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại hàng tàu giúp em. Áo ngôi sao này của em có tất cả là 3 màu. Ngôi sao nâu của em đâu rồi anh ơi? Ngôi sao màu này cho em sẽ là màu đen. Ngôi sao màu em đang mặc sẽ là màu trắng và một màu nữa cho em sẽ là màu nâu. 79.000 đồng. Áo này em bao vừa cho các chị đến tận 75 cân vẫn vừa, bởi vì nó là chất len và co giãn và nó là nhấn mạnh lại một lần nữa, nó là hàng tàu. Áo ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại, em có ngôi sao màu nâu, em có ngôi sao màu đen và em có ngôi sao màu trắng giống như em đang mặc, 79.000 đồng. Còn chân váy em đang mặc này, chân váy em đang mặc mã của nó sẽ là CV8. CV8 này của em là có 3 màu, mã này là em bán từ năm 2021. Và bản thân em Linh có tận 3 cái chân váy CV8 này ở trong tủ, 3 chiếc, em có đúng 3 chiếc luôn. CV8 này của em là hàng Quảng Châu, đằng trong của lớp lót quần, màu em đang mặc sẽ là sơ mi ngựa đi Linh. Sau mã này lên luôn sơ mi ngựa cho các chị, hôm qua cũng bán được hình như 400 con, không hot như cái con kia 1.000 mấy con nhưng mà cũng bán được 400 con vì em hình như mặc có một lần thôi. Áo này sẽ là ngôi sao trắng và chân váy này CV8 màu ghi, CV8 màu đen và CV8 màu nâu. CV8 này của em sẽ có 3 màu và sẽ có 3 size. Như em đang mặc 49 cân đổ về mình mặc giúp em size S, từ 50 đến tầm 54 cân mình mặc giúp em size M và từ 55 đến 59 60 cân mình mặc giúp em size L, hàng Quảng Châu. Ghi cho em mã này sẽ là CV8 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại, hoặc CV8 kèm màu kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream để cho các chị là 128.000 đồng. Em xem lại các màu từ VIP với ạ. Ok, chờ em một chút, em đọc lại bảng màu ngôi sao một lần nữa để em qua mẫu cháy hàng ngôi sao luôn. Được chưa? CV8 kèm màu và kèm số điện thoại nguyên set này. Sục da em đang đi là 245.000, phung bút phung hộp. Còn chân váy em đang mặc là 128.000, áo em đang mặc là 79.000, túi xích em đang đeo là 194.000 và kính đen em đang đeo là 102.000, hàng phun hộp và phun túi da. Em đã bảo các chị chỉ cần ngồi ở nhà huýt sáo một phát em Linh ship tận giường cho các chị, không phải đi đâu hết mà lại còn mua rẻ nữa thì đi đâu làm cái gì, ở trong nhà mua hàng shopping online là hợp lý thông minh nhất rồi. Có xỉ không ạ? À, nhé em xỉ bằng lẻ chị ơi. Áo BBR còn không, còn chị ơi, áo sơ mi kẻ nâu tối nay hàng sẽ về nhiều, em mặc thêm cho các chị màu nâu nữa nhá. Ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại đây này, màu nâu đi với chân váy nâu nó lại là hợp lý luôn đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là áo ngôi sao sơ mi kẻ xanh. Sao các bà hỏi sơ mi kẻ xanh nhiều thế? Sơ mi kẻ xanh này mã là A50, 107.000. Còn sơ mi ngựa của em là bao nhiêu? Sơ mi ngựa của em là 103.000, cho em xin cốc nước. Được chưa? Ghi cho em mã này là gì? Áo ngôi sao nâu và cách số điện thoại. Em đã nói rồi, ngôi sao này không lấy hai chiếc thì nó là thiệt. Thì là thiệt cho các chị thôi, bởi vì áo này đẹp, dễ mặc. Mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa xuân thì mặc được hết. Vì nó là chất len mỏng vừa vừa đây này. Em đang mặc màu nâu thì chưa? Ngôi sao nâu mặc với chân váy nâu cũng hợp. Ngôi sao trắng mặc cũng hợp. Còn ví dụ như ngôi sao trắng mà các chị mặc với chân váy ghi nó lại là nhức nách. Tối qua em thử rồi. Ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại màu đen này có thể mặc với chân váy ghi cũng được. Được chưa? Sơ mi kẻ caro bao nhiêu? Sơ mi kẻ xanh đi ạ. Sơ mi kẻ xanh này của em đâu rồi anh nhỉ? Cái sơ mi kẻ xanh A50 à, mẫu đâu ấy nhỉ? A50 này của em là 107.000. Và cái con gì ạ? À hình như là kia. Chờ em một chút em lên cho. À thun ngôi sao, con này không phải ngôi sao, con này là mã của nó sẽ là cái gì ý. Chờ em một chút em lên, nó là hàng thêu toàn bộ luôn. Đây mới là ngôi sao này. Áo này là ngôi sao, còn con này phải là mã khác. Nếu không là nó sẽ lẫn lộ giữa hai mã nên em bắt buộc phải đặt tên khác. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là CV8 nâu và áo em nó mặc sẽ là ngôi sao nâu. Em ơi mặc cái set này không muốn cởi. Em thề là em không muốn cởi luôn. Tại vì đẹp mà. Đẹp này ai muốn cởi, áo ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại. Ok, bây giờ em lên sơ mi ngựa cho các chị. Sơ mi ngựa đây, sơ mi ngựa tối qua em bán rất là đắt hàng đây. Sơ mi ngựa và cách số điện thoại 103.000 đồng một cái sơ mi ngựa. Ngựa này của em là theo 100%, các chị nhìn rõ không? Theo nhá, bây giờ mặc sơ mi ngựa luôn này. Nhận hàng thích lắm em mà, tháng nào cũng mấy đơn, em cảm ơn chị yêu nhá.
chị lạc đà này này, chị này là khách quen rồi, khỏi nói là khách VIP nhà em. Chị ý là giáo viên nhưng mà chị con lớn lắm rồi, con nhìn lớn lắm rồi ấy, nhưng mà không có một cái, không có một cái tuần nào là không mua hàng nhà em. A50 xinh nhất trong mấy mã sơ mi nhà chị Linh, em mua rồi, dáng đỉnh cái gì đây, trời ơi cảm ơn em nhá, chưa kịp đọc tên luôn. A50 xinh nhất và đỉnh nhất trong các sơ mi nhà chị Linh, trời ơi nó hot đến mức đấy. Thật sự A50 là một cái con áo sơ mi mà em bán được số lượng mà em bị giật mình. Bởi vì trong suy nghĩ của em nghĩ là like đầu tiên chắc bán giỏi lắm được 500. Nhưng like đầu tiên em bán được 1.400 cái A50, ngoài sức tưởng tượng luôn ấy. Và bây giờ khách bảo là đỉnh nhất trong các sơ mi nhà chị Linh thì em cũng hơi giật mình ấy. Bởi vì nhà em rất nhiều mã sơ mi đỉnh, thế mà khách bảo A50 là đỉnh nhất thì em nghĩ rằng là khách rất là thích cái mã đấy thì mới nói như thế. Chờ em một tí, sau mã này em sẽ mặc A50 cho các chị luôn. Còn áo em đang mặc sẽ là sơ mi ngựa và cách số điện thoại. Sơ mi ngựa kèm số điện thoại chỉ có một màu duy nhất như em đang mặc thôi. Con này mặc thì siêu trẻ luôn này. Sơ mi ngựa và cách số điện thoại giúp em nhé. Sơ mi ngựa của em là 103.000 đồng thôi. Q99 còn không linh, dạ em còn, vẫn 100 bao nhiêu ạ? Vẫn 118.000 trong livestream con Q99 nhà em, không bao giờ hết hot được. Không thể nào hết hot được. Chờ em một chút em buộc lại cái tóc. Áo đang mặc bao nhiêu em? Áo em đang mặc ghi giúp em là sơ mi ngựa 107.000, mã sơ mi mới nhất của nhà em. Anh cho em xin con A50 ở bên kia em mặc luôn. A50 nhà em shop có dạ có size cho người 70 kg không? Dạ nhà em rất nhiều sản phẩm 70 kg mặc được chị ơi. Nhà em rất nhiều sản phẩm 70 kg mặc được. Mọi người nhìn giúp em này. Sơ mi ngựa em đang mặc ở đây là bao nhiêu? Mọi người nhìn nhá. Sơ mi ngựa này là 103.000 đồng. Sau cái sơ mi ngựa này em sẽ mặc cho mọi người sang A50, là một cái áo mà khách bảo là sơ mi đỉnh nhất trong sơ mi nhà em thì em thấy hơi gọi là giật mình nên lấy cho em A50 đi. Ghi cho em mã này sẽ là sơ mi ngựa và cách số điện thoại này. Mặc trẻ trung cho các chị mặc này cho em. Em Linh năm nay 32 tuổi rồi, em vẫn thích mặc cái kiểu như thế này. Nên là yên tâm các chị mặc được hết. A50 đã chốt hóng nhận hàng quá Linh ơi. Sơ mi nhà chị em mua hết rồi nên mới đánh giá đó. A50 mặc để cái gì đây? Cảm ơn em rất là nhiều. Sơ mi nhà chị em mua hết rồi nên mới đánh giá đó. Các chị thấy chưa? Khách bảo là con này đỉnh nhất. Bây giờ em lên lại con này. Còn áo em đang mặc sẽ là sơ mi ngựa. Sơ mi ngựa này là 103.000, nói chung là mấy cái set này mặc rất là trẻ, siêu trẻ luôn. Con ngựa này của em là thêu 100%. Em qua mẫu luôn ở đây nhá. Sơ mi ngựa chị Linh Hà lên số điện thoại giúp em, chị Lan Anh lên số điện thoại giúp em. Ship hàng có cho xem hàng không chị? Dạ không phải cho xem hàng mà bên em bắt buộc khách kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Đó là điều kiện các chị bắt buộc phải làm khi mua hàng nhà em. Được chưa? Set chip của em là 68.000 và Ngô Thái em đang cầm là 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Túi em vừa cầm đấy là túi VIP 248.000 hàng Quảng Châu lại một. Để mà nói về túi sách và tay giày dép, em luôn luôn tự tin 200% cho các chị có biết tại sao không? Bởi vì túi sách giày dép toàn bộ em đều tự nhập cho các chị hết. Hàng quần áo thì có những cái là nhập lại, có những cái là tự nhập, có những cái là đặt may, có những cái là đặt xưởng, có những cái là đặt nhà máy. Nhưng riêng túi sách và giày dép đồ đẹp lắm chị, em nhận hàng rồi nha. Chỉ riêng cái sụp NI này này là hàng Việt Nam và cái dép trắng là hàng Việt Nam. Còn tất cả những hàng khác đều là hàng tàu hết, từ túi sách đến giày dép em đều bán hàng tàu. Nên là các chị yên tâm. Và nói chung là giá thì thôi không phải nghĩ nữa rồi. Tóm lại là em bảo là tự tin 200% mà là em mặc cái set này cho các chị xem. Cái túi này thì đang hết rồi nhưng mà em phối vào đây nhìn cho nó xinh, nhỏ nhỏ nhắn nhắn xinh xinh này. Trời ơi, nhìn hộ em cái đi, cái set này hỏi có trẻ không? Hỏi thật các chị thấy trẻ không? Ghi cho em mã này sẽ là A50 cách số điện thoại, một màu duy nhất như em đang mặc. Còn chân váy em đang mặc sẽ là CV8. Đeo thêm một cái túi này, nhưng túi này hiện tại đừng đặt đã giúp em bởi vì hết hàng rồi. Túi này thì là túi mã, nói chung là hôm nay em sẽ không đọc mã nữa để các chị không đặt. Bao giờ hàng về nhiều lúc đó mới đặt. Hôm trước chỉ về được có 279 mấy chiếc thì em bán hết sạch trong một livestream rồi. Ghi cho em mã này sẽ là A50 và cách số điện thoại. Còn chân váy em đang mặc là CV8. Em bảo mọi người cái con A50 này mà mặc với CV8 màu ghi thì nó còn đỉnh hơn nữa. Tuy nhiên là cái CV8 màu ghi này hiện tại em đang hết size S cho nên là hôm nay là em chỉ mặc cái màu nâu thôi. CV8 này của em là 128.000. Con áo này sẽ là A50 và khách đấy của em là khách quen, quen rất là nhiều năm rồi, bảo là mua hết các mã sơ mi nhà em và đánh giá con này là đỉnh nhất. Con này để mà nói về chất liệu thì nó không quá xịn sò, nhưng bể mà nói form dáng thì mặc rất là trẻ. Còn chất liệu thì nó bình thường, so với giá tiền này thì nó quá ok rồi. Nhưng nó không phải là quá quá xịn sò, nó vừa phải, vừa đủ với giá tiền, vừa tầm ấy. Em mặc A50 với CV8 ghi đẹp xỉu như học sinh cấp 3 á. Cảm ơn Phương Ngọc rất là nhiều. Em mặc A50 với chân váy CV8 đẹp xỉu như học sinh cấp 3. Cái set này là set hách tuổi. Ngày mai đổi tên cái set này ra là set hách tuổi. Bởi vì ai mặc vào cũng trẻ. Ai mặc vào cũng trẻ luôn, các chị thấy chưa này. Kể cả bản thân em 32 tuổi mặc cái set này, bây giờ chắc là chỉ còn 27-28 thôi đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là CV8 màu nâu. Và áo này của em sẽ là A50. Túi này đang hết cho nên em sẽ xin phép không đọc mã. Và quần này là quần Ngô Thái cho tất cả các chị dồn đơn. Trời ơi, vừa nhận G2 và CV8 của chị đẹp quá à. Cảm ơn em rất là nhiều đấy. Nói chung là siêu hách tuổi luôn đó mọi người. Siêu hách tuổi và siêu ảo ma Canada vãi trưởng luôn. Các chị thấy chưa? Ghi cho em mã này sẽ là A50 và chân. Thôi, lên con A50 và phát nổ đơn luôn. Nổ đơn luôn. Comment nhanh lên giúp em.
Trời ơi, cái bà gì vừa khen con A50 đỉnh, bây giờ làm các bà khác cũng chốt A50 quá trời. Thế thật ra nó cũng phải đẹp chứ, nếu mà em mặc không ok thì dù người khác có khen 1000 lần thì các chị cũng không mua. Mà thực tế các chị phải cảm thấy ưng thì các chị mới mua, đúng không? Chỉ là gì là người khác khen thì mình có thêm động lực thôi. Váy này cho em sẽ là CV8 128.000. Túi này thì hết hàng, còn áo này sẽ ghi cho em là A50. Em xoay cho các chị một vòng để nhìn lại đằng sau này. Đằng sau cũng rất là trẻ chứ phải mỗi đằng trước thôi, được chưa? Thôi em qua mẫu luôn ở đây nhá. A50 bao nhiêu ký? Vừa A50 thì chỉ tầm 58 đổ về thôi, còn trên 58 thì không nên mua. Tại vì cái form của con này nó là dáng ngắn. Kính em đeo thì không có, nhưng kính này thì em có này. Kính này thì ghi giúp em là kính đen. Kính đen thì em chốt trong line là 102.000. Kính đen 102.000. Quần ngố thái có quần đùi ôm mặc dấu quần không linh, nó là quần ngố thái đấy chị, hay là quần gì nhỉ, đùi ôm mặc dấu quần. Quần ngố thái đây này em mặc nhá, em mặc nếu mà bình thường nó sẽ như thế này, nhưng khi nào mà thay đồ trước mặt các chị lúc nào em cũng sẽ kéo lên để mặc bên trong như thế này. Thế nên là mặc bên trong bình thường luôn chị ạ. Quả áo sơ mi gấu cái gì thế, quả áo sơ mi gấu ấy, có 74.000 mà hot nhỉ, nhưng mà đang hết hàng mất rồi. A30 nhà em cũng đang hết sạch rồi. Sơ mi ong hình như cũng đang hết rồi hay sao vậy, sơ mi ong có 88.000 đồng thôi. Sơ mi ong của em đâu rồi nhỉ, đây con sơ mi ong nhà em ở đâu rồi. Sơ mi ong nhà em có 88.000 đồng thôi, bán hot quá trời quá đất luôn. Mọi người chờ em chút, em buộc lại cái dây nhá. Nhớ này, em đang tặng cho 3 người chia sẻ livestream này nhiều nhất. Người đầu tiên là 150.000 và 2 người tiếp theo mỗi người 100.000. Buổi chiều thì em chỉ tặng sương sương thế thôi. Quan trọng là cái tấm lòng của em và tấm lòng của các chị chia sẻ livestream cho em thôi. Và em mặc cái sơ mi ong mặc về váy này cũng siêu đỉnh. Sơ mi ong này em chốt trong line là 88.000 đồng. Còn vừa nhận A50 siêu xinh, em cảm ơn chị Nguyễn Hương Giang rất là nhiều, lại thêm một feedback về A50. Thế nên là sao ạ? Là phải mua A50 chứ còn sao nữa? Là sao nữa? Là mua đi chứ sao nữa? Con A50 có 107.000. Và đương nhiên là vẫn được kiểm tra hàng trước khi nhận bình thường. Dù là kể cả cái quần 38.000 thì vẫn kiểm hàng, mà cái áo trăm mấy, 200 mấy thì vẫn kiểm hàng. Nhìn giúp em này đẹp chưa? Sơ mi ngựa và cách số điện thoại em chốt trong livestream này là 88.000 đồng. À em không, em xin lỗi, không phải ngựa, sơ mi ong. Ở đây là có con ong ở đây này, và ong này của em là ong thêu. Ong này là ong thêu nhá. 88.000 đồng một sơ mi ong, không phải sơ mi ngựa là mã lúc nãy. Con này cho em sẽ là sơ mi ong. Áo dây em đang mặc bên trong ghi giúp em là áo dây thái đen 25.000. Chốt kỵ kính trắng ok. Kính này chị ghi giúp em là kính kem, và kính này chị ghi giúp em là kính đen. Hai màu này chị nhá. Túi em đang đeo hết hàng, vui lòng chờ hàng về lúc nào em sẽ bán sau. Chị yêu ơi, em đang hết rồi, phải tầm khoảng nếu như theo lịch là hôm nay Trung Quốc giả hàng thì 5 ngày nữa hàng sẽ về đến Việt Nam. Là mọi người chịu khó chờ nhá, sắp về rồi, sắp về rồi, được chưa ạ? Lúc nào về là em đăng ảnh em thông báo liền. Sơ mi ong một cách số điện thoại em qua mẫu luôn. Cổ u đằng sau bao nhiêu? Em xem lại sơ mi ngựa em vừa mặc rồi, tí nữa em sẽ mặc lại sau nhá. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái con sọc đỏ mà like trước em bán được rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Con sọc đỏ đây, sơ mi sọc đỏ của em đâu, sơ mi sọc đỏ ấy, sơ mi sọc đỏ của em ấy siêu rất hàng luôn. Hình như đừng có lấy về cái hàng rẻ nhá, cái hàng loại một cái hàng. À đây, đây, sọc đỏ đây, sọc đỏ trên này này, trên móc trên nghèo u ấy. Được chưa? Áo dây có trắng không? Dạ có, hai màu trắng đen. Áo dây thái em đang mặc là 25.000 và mặc ngon thế này. Mặc xinh thế này 25.000, cho nên ngày nào cũng đi đơn. Nói chung là áo dây thái và quần ngố thái thì em là hai cái sản phẩm mà ngày nào cũng đi rất nhiều. Một cái sản phẩm gọi nói chính xác ra nó là sản phẩm câu khách. Nhưng mà câu được nhiều khách lắm luôn. Thề lên cái áo tím kia chị, áo tím nào nhỉ? Áo tím kia là áo tím nào? Áo này sẽ ghi giúp em là áo QC. Áo QC 136.000, tối ngày hôm qua bán được hơn 800 chiếc. Thêm chiều nay nữa phải chắc giảm ít nhất là 1.200. Hot hit vô cùng luôn. Đây, áo này sẽ gọi cho em là sơ mi sọc đỏ. Em đã bảo là sai với hàng hot girl ở đâu, em đền tiền cho các chị ở đấy. Cái sơ mi sọc đỏ này chất của em là chất loại 1. Có một cái hàng rẻ hơn em nhập cái kia mà em phải bỏ đi, không bán được, các chị đang nhập thử nhưng mà chất xấu nên là em phải nhập lại đó mọi người. Nói chung là trước khi mà em mang ra bán cho các chị em đều phải test chất, test dáng các thứ ok thì lúc đó em mới bắt đầu bán cho các chị. Không phải là bán vớ va vớ vẩn đâu. Mọi người nhìn giúp em này. Áo này sẽ ghi cho em là sơ mi sọc đỏ. Sơ mi sọc đỏ này em chốt trong line là 113.000. Hôm trước em bán được 700 con này đấy. 113.000 một cái áo sơ mi sọc đỏ, toàn bộ bên trong là máy này, máy sọc này, và có một cái logo cô nhỏ xinh ở đây, một cái túi ở đây, chất thô mềm. Nhận hàng phải kiểm tra hàng, ưng thì mới lấy. Nghe kỹ giúp em, ghi cho em mã này sẽ là sơ mi sọc đỏ và cách số điện thoại. Rồi sau mã này em sẽ lên cái con tha theo này này và mặc vào cái quần mà hôm qua em bán được rất là nhiều, đó là cái quần kaki ấy, quần sóc kaki ấy. Này con này này, quần này này mọi người, đây hai màu đen trắng này mọi người, đây này quần này này. Sau đó em sẽ mặc cái quần này, được chưa? Nhớ chia sẻ livestream giúp em. Áo dây thái 4 chiếc, quần đùi thái 4 chiếc ok chị luôn. Nói chung là đó là những cái sản phẩm không thể thiếu nhá, không thể thiếu được đâu. Áo trắng này giặt nhanh không chị? Áo trắng này nếu như giặt máy là nhanh nhúm luôn ấy. Thế nên áo trắng này là phải giặt tay.
cái nào nhăn em sẽ bảo nhăn, cái nào không nhăn em sẽ bảo không nhăn. Ví dụ như cái áo sơ mi gấu mà chỉ có 74.000, em bao các chị giặt máy vô tư, nhưng đối với áo này em khuyên các chị là phải giặt tay, bởi vì nếu giặt máy nó sẽ nhăn nát. Và nói chung là tất cả các áo sơ mi trắng thì đương nhiên mình nên giặt tay, chứ nói thật sơ mi trắng mà vứt nó máy thì nó sẽ, kể cả không nhăn đi chăng nữa thì nó sẽ bị cái màu của quần áo khác nó phai ra thì nó cũng không đẹp đâu, nó sẽ thành màu cháo lòng ngay. Cho nên là tất cả sơ mi trắng mọi người khuyên mọi người nên giặt tay đi. Ví dụ em bán này sẽ là sơ mi sọc đỏ và cách số điện thoại 113.000 đồng, còn chân váy em đang mặc là CV8 128.000 đồng. Lên quần bò Lily ơi, ok chờ em một chút, em lên cho một cái quần xích hôm nay em về thêm hàng rồi nè. CV8 size S bao nhiêu cân vừa, CV8 thì em size S thoải mái đến 60 cân đổ về mặc được nhá. Sơ mi sọc đỏ 113.000, áo này kể cả mọi người mặc thế này, em thấy có cái bạn diễn viên gì bạn ấy mặc áo này, bạn chỉ mặc thế này thôi cũng không cúc hẳn vào đâu, khoác này nhìn cũng rất là đẹp. Nhưng khoác này thì mọi người có thể thay vào một cái áo trắng ở bên trong, tại vì bên ngoài đang là áo trắng thì mình có thể mặc áo dây trắng hoặc là một cái dây ghi, chứ còn dây đen thì nhìn nó không liên quan lắm. Đây là em đang mặc tạm thế này thì em phối cho mọi người thôi, được chưa? Em qua mẫu ở đây, sơ mi sọc đỏ 113.000 đồng giúp em. Rồi, đưa cái đấy lại đây. Xả. Ok. Thế lấy cho từ từ, bây giờ để em lấy cái áo ở đây. Bây giờ em mặc áo này. Siêu đẹp luôn, mọi người nhìn giúp em cái áo này. Trời ơi. Thêu 100% luôn. Tí nữa chờ em một tí em xả áo phông trơn cho các chị luôn. Mọi người nhìn thấy chưa? Thêu 100%, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người mã này và mặc với cái quần mới kia. Chờ em một tí để em lót gì ạ? Lót mẫu, lót mã. Cái đang nói thật là, nói thật với mọi người là đầu óc là không nhớ được cái gì hết, không nhớ được một cái gì cũng quên. Đây mọi người nhìn giúp em, đây là em đang mặc tạm với cái chân váy này, đã đỉnh chưa? Tí nữa em sẽ mặc vào cái quần kia, nhưng tạm thời đang mặc với chân váy này đã. Áo này là gì, check mã cho em đi, em bây giờ không nhớ được cái gì. Con này là G6 hay K6, từ từ để em check đã nhá, hình như G6 đúng không? Phải không? Chuẩn chưa? Con này này G6 và cách số điện thoại. G6 và cách số điện thoại. Hàng của em là hàng thêu và thêu to, không phải thêu nhỏ đâu. Không phải thêu nhỏ xíu mà thêu rất là to, chữ này là thêu nổi luôn. Thêu toàn bộ và form rất là to. Áo này sẽ là G6, không phải ngôi sao nhé. Ngôi sao là áo len bên này này. Còn áo em đang mặc sẽ là G6 và em có đủ 3 màu. G6 đen, G6 nâu và G6 trắng. Màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Em rơi cho các chị xem. Em đã bảo là cái nào cũng đẹp như cái nào hết. Đây này em bóc cho các chị xem. Cái nào cũng xịn như cái nào và cái nào cũng như cái em đang mặc, chứ không phải là một mình cái em đang mặc là đẹp và xịn sò đâu. Và quan trọng là giá này, 89.000 đồng một áo G6. Đây này em gặp giả vờ đóng thùng này. 89.000 đồng một áo G6 này. Nó là theo toàn bộ và chất zip dày. Nhận hàng hãy vui lòng kiểm tra hàng trước khi nhận. Bóc cho các chị xem thêm một cái nữa xem có đúng cái như em Linh đang mặc hay không, hay là chỉ có cái em đang mặc mới đẹp thôi. Rồi hàng em ship cho các chị là vớ vẩn linh tinh. 89.000 mà nhìn hàng nhìn tăng mát hộ em cái đi. Đây màu này cho em vẫn đang cầm màu trắng tiếp. Và hàng này của em là có 3 màu, G6 kèm màu và kèm số điện thoại. G6 đen, G6 nâu và G6 trắng. G6 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là 89.000. Áo này thì 80 cân vẫn vừa, tại vì chất của nó là siêu giãn luôn. Các chị thấy không? Đó, chân váy em đang mặc là có 3 size ML. Size to nhất thoải mái đến 60 cân. Mã của nó sẽ là CV8 chị ơi. Lên quần bò chưa em? Dạ em lên rồi, tí nữa em lên sau. Trời ơi, cái con này mà đóng thùng với con quần bò nữa thì thôi cũng hết tiền luôn. Đây này, con áo trắng này mặc đóng thùng với quần bò này. Tí nữa em mặc cho chị xem đẹp lắm luôn. Ghi cho em mã này sẽ là G6 kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc sẽ là màu trắng, màu nâu và màu đen, tổng 3 màu. Em chốt trong live là 89.000. Còn bay ngay bây giờ em sẽ lên cho một cái quần này. Quần này nó là một cái quần sóc kaki mới về và mã của nó sẽ là Q7. Mã của quần này sẽ là Q7. Em sẽ đóng thùng với cái áo này rất là hợp luôn. Chờ em một chút thôi. Áo chị mặc chất gì? Áo nó mà là chất zip, gọi là chất zip tàu ấy. Nói chung là xịn sò lắm, chất nó giãn nhiều và nó không phải là chất cốt tông khô mà cũng không phải là chất cốt tông tàu mà nó là chất zip thì nó sẽ đắt hơn, nó sẽ dày hơn nhưng mặc sướng lắm, mát vô cùng luôn. Áo điệu bao nhiêu? Áo điệu của em là hôm nay em đang giảm có 148.000 nhưng mà tối qua chắc là bán hết rồi. Đây bây giờ em mặc cho mọi người với Q7 này. Trời ơi, hết tiền luôn. Mình đặt bộ kẻ mà không thấy ship nhỉ. Chị ơi, chị đặt lâu chưa ạ? Quần bò còn màu đen không em? Dạ em còn, chờ tí em lên luôn cho. Đúng rồi, áo này mặc với quần kaki đen thôi mẹ ơi. Chờ em một tí, em mặc áo này với quần kaki đen thôi ngất. Còn quần em đang mặc sẽ là Q7, nó cũng là chất kaki. Nhưng mà cái mã kaki ở bình thường em hay bảo nó là chất bò, chẳng qua là em đặt sai tên thôi. Quần em đang mặc đấy là chất kaki và mã của nó sẽ là Q7. Trời ơi, em mặc cái nguyên cái set này vào cho các chị. Các chị không chốt nguyên cái set này thì là các chị sai rồi. Các chị sai lắm luôn. Trời ơi, đi du lịch này, đi uống cà phê cuối tuần, đi ăn uống này, làm cái set đồ này, em nói thật, hack lên 5 tuổi cho
cho em, chứ không phải là hack lên 2 tuổi, 3 tuổi, hack lên 5 tuổi cho em. Mặc cái set này mà bảo không hack tuổi nữa này. Một cái áo trắng mặc với một quần nâu nhìn vừa tây, vừa sang, vừa xinh, vừa đẹp, đúng không? Quần này sẽ là Q7, màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Q7 màu này cho em sẽ là màu trắng và Q7 màu này cho em sẽ là màu đen. Q7 này của em sẽ có 3 M và có 2 size SM thôi. Tại vì Q7 này nó là chun, các chị nhìn rõ không? Nó là chun. Thành ra là co giãn thoải mái, dưới 55 cân chỉ mặc đến size S và từ 56 đến 65 cân mới mặc đến size M. Mã này của em sẽ là Q7. Em chốt trong line là có 106.000 đồng thôi. Và nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. 106.000 một con Q7 này, 2 size SM thôi, không có L bởi vì form nó rất là to. Dưới 55 như em là chỉ mặc size S thôi. Còn áo này sẽ là gì? Sẽ là G6 và cách số điện thoại. Các chị nhìn hộ em cái ngôi sao này đi. Theo nét kinh khủng, toàn bộ đều là theo. Và có tận 3 màu, màu đen, màu nâu và màu trắng. 89.000, đang định đọc 98.000. 89.000 đồng một áo. Bắt buộc kiểm tra hàng, thích thì ướm thử lên người, ưng hãng lấy. Và mọi người dùng cho em một phép tính này. 89.000 cộng 106.000, tức là cả bộ này chưa đến 200.000. Mà mặc trẻ chưa? Em hỏi mọi người mặc này có trẻ không? Đi theo cái sục này của em 94.000 đồng. Ghi giúp em là sục NI94K. Trời ơi là trời, đẹp quá là đẹp trời. Còn bây giờ em mới lên quần kaki để mặc với áo này cũng sẽ rất là hợp. Thôi em qua quần Q7 ở đây nhá. Vì Q7 này em chưa đặt số lượng nhiều, cho nên là sợ tối qua là bán hết bốn rồi còn đâu. Áo lệch vai ok, lệch vai chiều nay nhà em sẽ về 800 cái lệch vai. Ghi cho em mã này sẽ là Q7 nâu, Q7 trắng và Q7 đen kèm size, hoặc Q7 kèm màu kèm cân nặng nhân viên chốt size. 106.000 đồng một quần như em đang mặc ở đây. Còn áo này cho em sẽ là áo G6, G6 trắng, G6 đen và G6 nâu, 89.000 đồng. Lúc nãy em bóc ra các chị cùng xem rồi đúng không? Em bóc hẳn ra em bảo là cái nào cũng đẹp như cái nào, chứ không phải mình cái em mặc mới đẹp đâu. Nhìn hàng của em này, các chị nhìn hàng của em cái đi. Đây, khi các chị nhận hàng một cái áo 89.000 mà nó như thế này thì thôi em hỏi các chị chứ suy nghĩ làm cái gì giãn này. 80 cân còn 80 cân còn mặc vừa, chứ nói gì là 5868 thì nó là mũi luôn, các chị thấy không? 89.000 đồng, em qua mẫu luôn. Bây giờ em lên cho một cái quần kaki. Ok. Sau quần kaki em sẽ lên Q100. Sau Q100 thì sẽ lên Q99. Đây em hỏi mọi người này, một cái quần kaki đen mà mặc với cái áo này hết nước chấm. Quần kaki này bình thường em bán là 146.000 và không bao giờ giảm 1.000 nào. Nhưng bây giờ em đang chốt cho các chị trong livestream này 139.000. Bà nào mua quần kaki ở nhà em rồi phát biểu cho em một câu, mặc có sướng hay không? Đợt trước là em bán cả màu sữa và cả màu nâu, nhưng bây giờ hai màu đấy em dừng rồi, em không bán nữa, bởi vì là màu bán nhiều rồi, bây giờ chủ yếu là màu đen là màu bán được nhất. Còn hai màu kia thì khách cũng mua nhiều rồi, cho nên là em dừng, bởi vì em sợ là nhập nữa lại tồn ấy, thành ra là em chỉ nhập đen nữa thôi. Áo đang mặc, quần đang mặc mã là gì? Áo đang mặc mã là G6, quần vừa cởi ra mã là Q7, quần đang mặc vào mã là kaki đen. Đấy, mọi người cứ nghe kỹ mã cho em đấy, không biết mã là hỏi lại em. Rồi là đặt, không phải đến lúc là đặt nhầm lại ship sai hàng, mất công ấy mọi người, được chưa? Bây giờ em mặc cho một cái quần kaki đen này và mặc với cái áo này, trời ơi, hợp nhau đến từng chi tiết luôn này. Một cái áo trắng này ngôi sao đen mặc với quần kaki đen, em đã bảo hợp nhau đến từng chi tiết luôn. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Ngôi, cái này không phải ngôi, tí bỏ mẹ. Mã này sẽ là G6 trắng. Quần kaki em nhận rồi, chất đẹp lắm mà. Em còn một đơn shop chưa đi hàng, check tin nhắn em đổi địa chỉ với. Ok Phạm Khanh, cảm ơn em rất là nhiều, các chị thấy chưa? Đây em cất tạm cái mác này vào trong túi này, ghi giúp em là túi VIP 248.000. Còn áo đang mặc sẽ là G6 trắng. Còn quần em đang mặc sẽ là quần kaki đen kèm size và kèm số điện thoại. Quần kaki của em nó là dáng baggy, thật ra là em đặt tên kaki là bị sai, chứ thật ra chất này nó là chất bò, không phải chất kaki đâu. Chất đẹp hơn kaki, chất bò đẹp lắm. Ghi cho em mã này sẽ là quần kaki đen. Em chốt trong live ngày hôm nay là 139.000. Giá cũ em bán là 146.000, bây giờ đang bán cho mọi người là 139.000 đồng. Em có 3 size SML, dưới 50 cân như em đang mặc mặc size S. Từ 51 đến 56 mặc size M, từ 56, 57 đến 63, 64 mặc giúp em size L. Bao giá thị trường cho các chị 139.000 đồng. Nhớ chia sẻ like trên giúp em. Mã này sẽ gọi cho em là quần kaki đen. Còn áo em đang mặc sẽ là G6. Áo em đang mặc có những màu gì? Màu em đang mặc sẽ là màu trắng, màu thứ hai sẽ là màu nâu và màu thứ ba sẽ là màu đen. G6 kèm màu và kèm số điện thoại. Kaki kèm size hoặc kaki đen kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Đúng cú pháp là máy tính lên đơn. Nếu không biết mã ở đâu hỏi em trả lời cho các chị rồi các chị đặt. Chị đang Thái Kim Anh ơi, lên số điện thoại giúp em. Trời ơi, mặc cái set này trẻ không ạ? Em hỏi thật với các chị chứ em thì mặc dù ba mấy tuổi nhưng lúc nào cũng thích trẻ, lúc nào cũng chỉ thích cái gì trẻ thì mới thích mặc thôi, mới thích diện thôi. Ghi cho em mã này sẽ là chị Thái Kim Anh ơi, lên số đi ạ. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ?
G6 gì ạ? G6 trắng, G6 đen và G6 nâu. Em chốt trong live này là 89.000 đồng. Trời ơi, nổ đơn G6 riêng tối qua đã hơn 500. Về thêm trưa nay nữa thì không biết bao nhiêu. Còn quần em đang mặc sẽ là gì ạ? Quần kaki đen kèm size và kèm số điện thoại 139 cộng 89. 139 cộng 89. Em đã nói với mọi người là đến nhà em cái gì cũng rẻ. Nên là cái thói quen của khách bây giờ là không hỏi giá nữa. Cứ thích mã gì là comment mã. Đến có những mã mà em bán quá trời quá đất xong mới nhớ ra mình từ nãy giờ mình chưa đọc giá. Không hiểu luôn ấy. Được chưa? Em qua mẫu quần kaki và áo G6 ở đây nhá. Qua mẫu luôn nha các chị nha. G6 áo lệch vai đi ạ. Trời ơi lệch vai em đang nợ đơn một cách khủng khiếp luôn ấy. Túi vip của em là 248.000 hàng Quảng Châu lại 1. Và em nói rồi, nếu như các chị có đơn thì đừng quên hai việc. Một là dồn cái set chip này vào. Set chip này là bao nhiêu? Là 68.000 đồng một set 3 quần hàng tàu. Và hai ấy, là cái quần ngố thái này vào. Quần ngố thái này là 38.000 đồng. Các chị dồn hai quả này vào giúp em. Dồn hai phát này vào giúp em đi. Đẹp lắm luôn. Ok, chị Huỳnh Thị Kim Vân lên số điện thoại giúp em. Áo sọc đen em treo em xem. Áo sọc đen treo là áo gì vậy? Ghi cho em mã này. Em bảo trời ơi, đang mặc cái quần kaki này, xin phép cho em mặc lại cái áo GC đi. Yêu ơi, sao mà đẹp vãi trưởng đi. Mặc lại cái áo GC rồi mặc đóng thùng cái quần này nữa. Em nói thật với mọi người chứ không có gì mà nói nữa luôn á. Túi VIP em có đủ màu luôn, đủ trắng, đủ nâu và đủ đen. Em về đủ 3 màu luôn chị. Đây này, túi VIP nhà em này. Một là trắng này, hai là đen nâu này chị, và ba là đen. Em về đủ màu mà đúng như ảnh em up lên 3 màu thì em sẽ có 3 màu. Hàng Quảng Châu loại 1. Túi này bản thân em Linh cũng lấy đeo và vẫn còn một chiếc trong tủ. Vẫn đang để tủ ở nhà. Yêu mất lập luôn, đấy là cái túi này nha. Nhà em là ai? Nói chung là khách của em mua nhiều. Nay có hàng xả không chị? Dạ không, tối qua em xả hết rồi. Xem ngố thái với, dạ ngố thái em đang mặc bên trong một tí nữa. Khi mà em cởi quần dài này ra là chị sẽ thấy, chờ em một chút nhá. Đấy mọi người thấy chưa, mặc không đã đẹp rồi này. Chỉ cần gập nhẹ lên, không cần phải một cái làm một cái gì. Cái tay nó gập sẵn rồi. Cái tay đấy nó gập sẵn là nó gập sẵn cho mình nha. Đeo thêm một cái túi VIP nâu nữa. Trời ơi, ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là áo gì ạ? Áo GC bò, quần kaki đen và túi VIP nâu. Em đã bảo là em phục vụ các chị từ A đến Ná. Mới nhận hàng nhà Linh ưng dã man mà đặt chân váy CV9 rồi bị gạch đi là sao nhỉ? Hết hàng hay sao vậy? Sao anh sang anh bảo nhân viên sao lại gạch đơn CV9 của khách vậy? CV9 về hàng rồi mà. Cái thứ hai nó là mã mới sao lại gạch được? Hôm qua cũng đã có một khách kêu là khách báo hết CV, nhân viên báo hết CV9 trong khi CV9 mới bán lại trước. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là lên bảo và nói đi, không phải gạch linh ta linh tinh, cái đấy là mã mới mà sao gạch được. Tối qua có một khách kêu ghi cho em mã này sẽ là gì, áo GC. Còn quần em đang mặc sẽ gọi cho em là quần kaki đi lại. Các chị thấy mặc xe này chơi chưa? Các chị thấy em mặc xe này chơi chưa? Phục vụ từ A đến A luôn. Kính có bán, túi có bán, áo có bán, quần có bán, sục có bán. Thế nên là các chị chỉ cần ngồi ở nhà vung tiền ra một phát, có người ship tận chân giường, các chị chả phải đi đâu, vẫn có đồ để mặc. Đến ngày đi chơi đi du lịch là lên đồ, các người phải đi sắm sửa gì cho nó mệt mỏi đó, đúng không này? Đây, mọi người thấy chưa? Nguyên set luôn. Sục nơi nhà em là 94.000, quần kaki em đang mặc là 139.000, áo GC em đang mặc là 136.000, gọi là áo GC bò hàng Quảng Châu. Áo GC bò, mã áo nổ đơn tối ngày hôm qua. Được chưa? Mọi người nhìn giúp em này. Và túi em đang đeo sẽ là túi VIP nâu. Kính em đang đeo sẽ là kính đen và kính trắng. Chỉ có thế thôi. Đấy, và em đọc cho mọi người quả giá luôn này. 102 cộng 136 cộng 248 cộng 139 cộng 94. Ôi ôi, cả set này bao nhiêu có bao nhiêu đâu. Ghi cho em mã này sẽ là kính đen hoặc là kính kem và cách số điện thoại 2 màu. Được chưa ạ? Túi VIP là 248.000. Quần kaki là 139.000. Áo GC là 136.000. Và cụ cái gì nữa? Em đọc hết giá chưa? Được chưa? Em show lại bảng mẫu áo GC một lần nữa này. Áo GC của em là hàng Quảng Châu. Và tin vui là như nào? Tối ngày hôm qua, em nói thật là tối ngày hôm qua em bán cho các chị với một cái tâm thế hoang mang là không biết là có hàng về hay có về kịp hay không, bởi vì nhà mới sẵn được có mấy trăm. Sáng nay ngủ dậy là thấy tin nhà xe báo là hàng về, là về được 500 áo. Đấy là mừng rồi. Và khoảng 3 ngày nữa sẽ là về chuyến tiếp theo. Thế nên là áo QC bỏ mẹ đây, mày đọc GC à, ngáo mẹ rồi. Áo QC. Sửa giúp em áo QC. QC là viết tắt Quảng Châu ấy ạ. Ghi giúp em là áo QC và cách số điện thoại nhá. Áo QC màu em đang mặc áo sục, em đang đi gọi là sục NI 94.000. Áo QC màu bò là màu này, màu xanh, màu trắng, màu tím và màu đen. Em chốt trong line là 136.000. Sửa lại giúp em là QC không phải GC nhá. Em vừa có đọc nhầm nên những ai mà comment GC thì sửa lại giúp em, bởi vì trong lúc live là em hay nói nhầm ấy, nói nhầm suốt à. Thì sửa lại giúp em là áo QC, QC viết tắt của Quảng Châu, được chưa? Màu bò này,
màu xanh, màu trắng, màu tím và màu đen. Em chốt trong live là 136.000 đồng. Còn quần em đang mặc sẽ là quần kaki 139.000 đồng. Túi em đang đeo là túi vip nâu 248.000 đồng. Kính em đang đeo là kính đen 102.000 đồng. Và sục em đang đi là sục NI 94.000 đồng. Đó, nguyên set này em có bán cho các chị luôn. Áo này này các chị chỉ cần gập lên như thế này thôi. Em bảo là trước khi em bán cái áo này, bản thân em đã mua 2 chiếc và cất trong tủ áo này luôn. Đúng 2 chiếc, một chiếc màu bò và một chiếc màu trắng. Em đã nói tâm sự với các chị mấy lần từ hôm qua đến bây giờ, em nói em thích cái áo này lắm. Bây giờ em lên cho mọi người một áo hôm qua cũng rất là đắt hàng. Đây, à không, áo này thì cũng không phải áo này là áo khác, áo này là áo kẻ đen. Còn cái áo kẻ mà có con gấu thêu này thì gọi là gấu kẻ. Con này thì là gấu kẻ, con này là 97.000. Còn con kẻ đen này em bán được siêu nhiều, 76.000. Em bán được siêu nhiều luôn. Bây giờ mặc cái mã này cho mọi người nhá. Quần kaki ok. Gấu thêu đi ạ. À. Gấu thêu là à, cái gấu thêu đấy em về thêm hàng rồi đấy. Con gấu thêu và thêu trắng với thêu đen đấy gì? Sục có màu không linh dạ không chứ? Một màu duy nhất như em đang đi thôi. Bây giờ em mặc cho mọi người cái con áo kẻ đen này, 76.000 đồng. Bán quá trời rồi. Ngày đầu tiên em tung ra em bán được 1.500 chiếc cả hai màu, màu nâu và màu đen. Tuy nhiên là màu nâu thì hết lâu, bây giờ chỉ còn mỗi đen thôi. Và đen thì cũng là mới em bán là nhiều hơn. Ôi toàn áo QC, nó bảo là cứ mặc con QC đấy vào là các bác hết tiền với em mà này. Đây này, áo này nó là dáng vừa. Còn như con gấu kẻ này nó là dáng dài, nó là dáng sổ thùng như thế này và nó có con gấu thêu ở đây. Còn con này nó là dáng vừa 65 67 cân thoải mái. Mã này sẽ ghi giúp em là áo kẻ đen và cách số điện thoại. Áo kẻ đen này em chốt trong live là 76.000 đồng. Quần rút dây chị Thủy Phạm hai cái lên số điện thoại giúp em, chị Hiền Thụ Đào QC bò lên số điện thoại giúp em nhé. Các chị đặt hàng vui lòng làm ơn hãy lên số điện thoại, bởi vì mình khi mình không lên số điện thoại là hệ thống máy tính nó không lên đơn đâu. Mọi người nhìn giúp em này, đúng rồi, mẫu quần này là form giống như Q5 chỉ khác màu thôi, form nó cũng thế. Đây các chị thấy chưa, ghi cho em mã này sẽ là áo kẻ đen và cách số điện thoại. Áo kẻ đen này em chốt trong live cho các chị là 76.000 đồng, 76.000 đồng được chưa, 76.000 đồng. Còn quần em đang mặc sẽ là quần kaki được chưa. Bây giờ em lên cho mọi người mã lệch vai và mặc với CV9, là một cái mã cực kỳ đình đám và hot hit nhà em. Đây có CV9 nhà em đâu rồi, lại mất tích đi đâu rồi, trời ơi, CV9 của em đâu nhỉ. CV9, bây giờ em mặc CV9 nhá, anh để CV9 của em đâu. Bây giờ em mặc cho các chị CV9 nhá. CV9, CV9 là một cái chân váy cực kỳ hot hit và live trước em bán được hơn 800 chiếc, gần 900 chiếc ấy. CV9 mà mặc với con lệch vai là thôi, lại hết tiền, lại tốn tiền. Và chị nào có đơn này, đừng quên bán rồi cái quần F21 này nhà em vào. F21 em chốt trong live cho các chị là 88.000 đồng một chiếc và mua từ hai quần sẽ là 85.000. F21 này thì bán đi, bán lại, bán tài, bán hồi, bán chán, bán chê thì vẫn cứ đắt hàng. Bán gần 10.000 quần này F21 này rồi, được chưa? Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người CV9, lấy cho em bảng màu lệch vai luôn. Lệch vai chiều nay nhà em sẽ về rất là nhiều cho nên là các chị yên tâm. Quần chị mang bao nhiêu? Quần em đang mang ghi giúp em là quần kaki đen 3 size SML thoải mái cho các chị đến 64 cân đổ về mặc được. Màu em đang mặc là màu đen. Cú pháp cho em là quần kaki đen. Em chốt trong line này là bao nhiêu ạ? Là 139.000, giá cũng là 146 đấy. Và chị nào cứ thắc mắc quần ngô thái của em thì đây, ngô thái nhà em đây, 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn và ai cũng có thể mặc được. F21 là quần gì chị? F21 của em nó là một mã legging và nó có đủ size SML XL và thật sự nó rất là đắt hàng. Chị nào đang xem live ở đây của em mua F21 nhà em rồi comment cho em phát nào, được chưa? Rồi bây giờ em sẽ lên quần chân váy này với áo gì, áo lệch vai nhà em. F21 nó là quần legging các chị nhá. Quần legging, chờ em một chút có thời gian em sẽ lên cho mọi người. Áo nào rộng để mặc với quần ngô thái rất nhiều chị, ví dụ như là áo gấu kẻ này này, con gấu kẻ này này nhiều lắm ấy. Quần ống suông là chị không? Sao lại quần ống suông không? Nó là quần legging mà. Quần legging đây nhá, CV9 em đang mặc, các chị nhìn cái form của nó lại đỉnh chưa? Nó có một cái độ xòe nhẹ nhưng nó không ẹp xuống như thế này đâu. Mà nó này, để em mặc lên một phát để nó xòe, nó dáng chữ A. Bây giờ em mặc cho mọi người với con lệch vai này, nó là thôi này, đẹp hết bà luôn ấy. Shop chốt đơn lâu quá, dạ đúng rồi chị ơi. Một livestream của nhà em phải chốt trong vòng 3 đến 4 ngày mới xong. Thành ra là ví dụ như ngày hôm nay là vẫn đang chốt của đơn của live ngày em trước chưa xong ấy mọi người. Thành ra là mọi người cố gắng chờ đợi giúp em nhé. Váy thun gân đi chị, váy thun gân là váy gì ạ? Váy này là váy xoắn nhất nhà em, không có mã nào là váy thun gân cả. Chị lấy một quần F21, ok chị Viên Trần, chị lên số điện thoại giúp em nha chị ơi. F21 của em là 88.000 đồng một chiếc, mua từ 2 chiếc là 85.000 đồng. Em bán gần 10.000 quần F21 rồi. Đây, còn bây giờ trước hết mắt em mặc con lệch vai này. Lệch vai này mọi người có thể mặc này thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là không phải ai cũng thích mặc kiểu như thế này. Và có những người vai người ta hơi thô thì người ta cũng thích mặc. Nhưng nếu bình thường để mà đẹp nhất thì nên mặc như thế này, thì nó sẽ là đẹp nhất, nó sẽ là ăn chơi nhất, được chưa? Lệch vai ngày đầu tiên em tung cái áo này ra em bán là 1.400 chiếc. Em ơi hot kinh khủng, em không thể nghĩ là cái khi mà em bắt đầu bán ấy, em không thể nghĩ là cái áo này đắt hàng như thế. Nhưng đến khi mà em mặc vào người thì em mới trả lời được tại sao đắt hàng như thế, bởi vì mặc lên quá đẹp. Và cái giá tiền là bao nhiêu? 68.000 đồng.
em bao giá thị trường cho các chị và nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Lệch vai ở đây là em đang mặc kiểu đẹp nhất. Còn nếu bình thường thì cũng chẳng cần mặc này, nếu ai không thích hay là đi làm có những khi không phù hợp để mặc như thế. F21 đẹp thật, mua hai cái lận. Em cảm ơn chị Tuyết Anh Nguyễn rất là nhiều. Thì mình mặc bình thường như một cái áo bình thường chứ không nhất thiết phải mặc kéo lệch ra như vậy đâu. Đấy mọi người, mặc như một cái áo cổ thuyền bình thường như thế này sẽ ghi cho em là lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại, nghe giá 68.000 đồng một áo lệch vai. Cho nên là cố gắng lấy từ hai cái hoặc dồn đơn với sản phẩm khác giúp em, chứ một cái bên em không thể đi đơn được. Các chị nhìn giúp em này, thấy chưa? Một cái áo này là 68.000 và kể cả mặc như thế hay là đóng thùng nhẹ nhảy vẫn ok. Nhưng mà áo này thì bỏ ra như thế này em nghĩ là đẹp hơn. Em đọc cho mọi người bảng màu lệch vai. Lệch vai có màu gì Linh ơi? Lệch vai của nhà em có tất cả là 4 màu. Màu em đang mặc sẽ là lệch vai nâu. Màu này cho em sẽ là lệch vai màu sữa. Màu này cho em sẽ là lệch vai màu đen. Và màu này cho em sẽ là lệch vai màu trắng. Lệch vai của em có tất cả là 4 màu. 68.000 đồng một chiếc. Shop đỉnh lắm, hàng lỗi shop đổi luôn mà chất ưng lắm. Đơn trước chưa về cái gì đấy. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bạn nhá. Chị Gầm Nguyễn ơi, lên số điện thoại giúp em nhé. Còn quần chun không bạn? Quần chun là quần gì chị ơi? Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại 68.000 đồng. Cái thứ nhất là em bao giá cho các chị này. Bởi vì mỗi một cái áo này 68.000, em nói thật em chỉ được mấy nghìn thôi. Nhưng một live stream em có thể bán được 1.400 áo các chị ơi. Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai nâu, lệch vai sữa, lệch vai đen và lệch vai trắng, 68.000 đồng một chiếc. Cho nên là các chị cứ mạnh lạ dạn lấy hai chiếc, hàng đến đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hoàn cả hai. Còn nếu không mạnh dạn lấy hai chiếc thì lấy một chiếc này và dồn một cái quần ngô thái này để bên em đi đơn. Bởi vì một áo này 68.000 thì bên em không thể đi đơn được. Bởi vì các chị bỏ 30.000 tiền ship chỉ mua cái áo 68.000 thì các chị cũng tiếc tiền ship. Mà bản thân bên em sau khi trừ chi phí nhân viên, túi bóng, băng dính rồi các thứ thể loại ra thì không có lời nữa. Thành ra là 68.000 này cố gắng lấy hai áo hoặc dồn đơn với sản phẩm khác giúp em. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai kèm màu và hầu như là khách lấy hai chiếc thôi. Áo này 62 cân đổ về thoải mái, từ từ em thay cái sụp da cho hợp với cái set này nhá. Em thay cái sụp da chân váy em đang mặc ngay giả phả mã giúp em này. Chân váy em đang mặc mã của nó sẽ là CV9, một mã chân váy siêu đắt hàng của nhà em. CV9 em chốt trong live là 97.000 đồng một chân váy. Và hàng nhà em có 3 size SML, nó là một cái chân váy kiểu chữ A này, hơi bồng nhẹ mọi người thấy không? Chứ nó không ép xuống này, nhìn nó rất là xấu và đùi to. Mọi người thấy chưa? Dù em mặc như thế nào em không cần phải ấy gì, nó nguyên chỉnh, nó cũng đã nó bùng lên như thế này rồi thì nhìn cái chân váy nó mới đẹp và mặc cảm giác cái đùi mình thon lại ấy. Bởi vì khi chân váy rộng ra thì cảm giác đùi lúc nào bé, khi chân váy bó vào thì cảm giác đùi lúc nào cũng to. Đó là nguyên tắc mặc đồ rồi đúng không, là các chị ai cũng biết rồi. Ghi cho em mã này sẽ là CV9, em sẽ có 3 size SML. CV9 này của em chốt trong live có 97.000 đồng, 97.000 đồng một CV9. Em đọc cho mọi người, em mới nhận đồ đẹp quá luôn, giá thì rẻ nữa. Cảm ơn Duyên Hoàng rất là nhiều. Em đọc cho mọi người bảng size của CV9 nhá. CV9 này của em dưới 49 cân, như em đang mặc ở đây 49 là em mặc size thoải mái, là dưới 49 cân là mặc size S. Từ 50 đến tầm 54 cân là mặc giúp em size M. Và từ 55 đến tầm 58, 59 tối đa là 60 cân mặc giúp em size L đối với CV9. CV9 em chốt trong line cho các chị là 97.000 đồng. Còn áo lệch vai là 68.000 đồng. Các chị dùng hộ em một phép tính, lấy 97 cộng 68 ra nguyên size em đang mặc sang như thế này, nhưng có hơn 100.000 thôi đúng không ạ? Thì các chị chỉ có mua nhà em và còn được kiểm hàng nữa. Đẹp thì mới, không đẹp thì thôi. Và em sẽ mặc thêm cho mọi người một màu lệch vai trắng nữa. Lệch vai nhà em chỉ có đỉnh của chóp thôi. Màu đen cũng sẽ rất là đẹp. Màu đen thì mặc nó siêu gầy, hay là mặc màu đen đi. Mà màu trắng nhiều rồi, bây giờ em sẽ mặc đen đi. Trắng em mặc mấy lần rồi. Bây giờ em sẽ mặc cả đen cho các chị. Đen thì một cây rồi, là đen thối lùi luôn. Nhìn siêu gầy. Nói chung là nếu mà mặc đen vào thì eo em chắc thì chỉ còn nhìn như kiểu eo 65 thôi, chứ không thể nào mà eo 72 được như bình thường được. CV9 có quần bên trong không? Tất cả những mã này của nhà em bắt buộc phải có quần bên trong chị nhá. Vì không quần bên trong hở ngay. Có quần, không những có quần mà quần này còn quần chun nữa cơ. Này các chị chảy nhảy các thứ vô tư, chứ cái váy này mà nói thật nhất mà không có quần bên trong các chị hẩy phát là lộ luôn. Hẩy phát là lộ luôn. Cho nên là bắt buộc những mã váy ngắn thì lúc nào cũng phải có quần bên trong. Hàng nhà em váy ngắn nào cũng có, ví dụ CV8 hay là CV9, tất cả những mã váy nào mà ngắn á, thì sẽ có quần bên trong. Lệch vai 60kg vừa không? Đương nhiên là vừa rồi chị ơi. Đương nhiên là vừa. Em mặc cho màu đen này. Màu đen mặc vào là siêu gầy luôn này. Gầy lắm luôn này, các chị thấy chưa? Eo ót chưa? Các chị mặc đẹp nhất ý. Nếu mà đẹp nhất của lệch vai này thì nên mặc lệch xuống một chút như thế này, đúng như cái tên của nó đây, là gọi là lệch vai, thì nhìn nó sẽ kiểu như là gọi là nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà nếu như có những khi mà mình đi làm không phù hợp, hay là ví dụ như sở thích mình không thích, thì mình mặc bình thường như cái áo cổ thuyền, nó giống như cổ thuyền ấy đấy, thì mặc bình thường như này nó vẫn đẹp, chứ không nhất thiết là phải mặc trễ xuống đâu. Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai đen và cách số điện thoại, các chị thấy chưa? Eo ơi, mặc cái màu đen này nhìn nó gầy dễ sợ, gầy luôn. CV9 của em là 97.000 đồng, quần áo lệch vai của em là 68.000 đồng. Đấy các chị thấy chưa? Em đang mặc màu đen này. Em đã bảo nếu mà mặc cái set này màu đen nữa thì nó là siêu gầy. Eo, các chị thấy chưa? Eo này nhìn như kiểu eo 65 ấy. Eo em 72 cm ấy.
Còn chân váy này của em sẽ là CV9 được chưa? Màu trắng cũng dễ mặc. Còn màu sữa là cái màu mà em ít mặc nhất, bởi vì màu sữa thì không kiểu như là em không chủ đạo để em bán nhiều ấy. Và mọi người nhớ nhá, có đơn thì dồn set chip và quần ngố thái này vào để đi đơn nhá. Mặc hồng đi bạn, màu này không phải màu hồng đâu, màu này em gọi là màu sữa. Chính xác thì nó giống màu hồng đỗ hơn ấy à. Nhưng mà em gọi nó là màu sữa. Còn màu này sẽ là màu trắng, màu em đang mặc sẽ là màu đen và màu vừa cởi ra nữa là màu nâu. Con lệch vai này cứ mặc lên là chỉ có chốt đơn thôi. Không phải nói gì thêm nữa luôn ấy. Chỉ mặc lên là chỉ có chốt đơn thôi. Màu này mặc lên thì em chắc chắn là vẫn đẹp, chắc chắn là vẫn đẹp luôn. Chỉ có điều là em lười mặc thôi. Eo Linh bao nhiêu vậy? Eo em phải 72 chị ạ. Thời điểm mà to nhất thì tầm 72. Thời điểm nào mà nhỏ nhỏ chắc tầm 69-70. Vì từ lúc ngày xưa mà khi mà em chưa có con á thì eo em có những thời điểm chỉ có 60 thôi, 60-62 thôi. Lúc đấy eo nhỏ. Nhưng mà từ lúc đẻ xong rồi bây giờ là toàn 70-72, chứ làm gì có 6 mấy, xa xỉ không có đâu. Đẻ xong rồi em cũng không tập tành gì ấy, thì nói chung là nó chỉ nhìn thì tưởng là cũng có eo, nhưng eo thì thắt eo thì thật ra là bản thân thì vẫn có, nhưng mà nó vẫn mỡ, bụng nó vẫn mỡ. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Màu này thì giống màu hồng hơn đấy nhỉ, mà em gọi nó là màu sữa. Em gọi nó là màu sữa thì các chị cứ gọi nó là sữa đi. Nhưng mà chính xác ra thì màu này nó là sữa kiểu màu đỗ đỗ, kiểu như là sữa sữa hồng hồng đỗ đỗ kiểu kiểu vậy á. Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai sữa ở cách số điện thoại. Thế nên là cái con lệch vai này á, kể cả em có mặc 4 màu xong thì các chị cũng chả biết chọn màu gì. Khi mà em dơ lên thì các chị có thể là ừ sẽ thích cái màu em mặc hơn. Nhưng bây giờ các chị muốn em mặc đủ màu mà em đặt đủ màu xong rồi thì cũng không biết chọn màu gì, bởi vì cả 4 màu đều đẹp. Chỉ có là mình phù hợp với màu gì, sở thích của mình là màu gì và làn da của mình hợp với màu gì thì mình chốt thôi, được chưa? Treo lại cho em cái lệch vai đủ màu cái này. Lệch vai này, 4 là 4 màu tất cả. Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại. 68.000 đồng một áo. Em ơi, 68.000 đồng một áo thì lấy 2 áo, nhận hàng kiểm hàng đẹp thì lấy cả 2. Không đẹp thì hoàn cả 2. Em làm sao mà ép các chị nhận hàng được? Còn chân váy em đang mặc sẽ là CV9, 97.000 cộng 68.000 một cái áo. Nói chính xác, áo này đủ tiêu chí là vừa đẹp vừa rẻ luôn, quá đủ tiêu chí luôn ấy. Váy xoắn này của em này, like đầu tiên em bán là 1.400 chiếc, like thứ hai em bán được 800 chiếc và like tối qua là like thứ ba thì ít nhất từ hôm qua đến bây giờ ít nhất em phải bán được 500 chiếc, khẳng định luôn. Cái váy xoắn này của em nó phải dùng ba từ đỉnh của chó, được chưa? Còn bây giờ em lên cho một cái mã quần mà ngày hôm qua mà rất là đắt hàng. Đây hai cái màu kia đâu rồi anh nhỉ? Cái quần này này, Q100 kèm màu và kèm số điện thoại. Không biết hai màu kia chẹo đâu rồi. Q100 à đây, màu nâu đây. Không biết màu đen ở đâu rồi. Màu nâu thì đây rồi này. Cái màu đen thôi. Q100 này. Đây, mã này thì ngày hôm qua em bán được rất là nhiều, được chưa? CV9 ok, vẫn là lệch vai thôi, các chị vẫn chỉ chốt lệch vai thôi mà làm sao mà cưỡng lại cái sự sung sướng này được bao giờ, đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai sữa ở các số điện thoại và chân váy em đang mặc sẽ là CV9 đây. Q100 này em hôm qua em bán được rất là nhiều, bây giờ em sẽ lên Q100 này cho mọi người nhá. Đây, Q100 này sẽ mặc với áo gì được ta? Đây, Q100 này thì mặc với áo gì cũng đẹp ấy. Em xem áo cổ vuông với, ok chờ em một chút, áo đấy không phải là cổ vuông đâu, áo đấy thì sẽ gọi là K8 hay sao ấy. Chị Huyền Trang hai áo lệch vai lên số điện thoại giúp em. Chị nào lấy CV9 đã chốt giúp em nhé. Chỗ em không nghĩ chiều thứ hai mà trộm vía nhiều người xem thế này luôn đấy. Em cứ nghĩ là lẹt tà lẹt đẹt ấy, ai ngờ trộm vía quá trời người xem ấy. Không hiểu kiểu gì. Bây giờ mặc vậy áo gì ta? Lệch vai hai chiếc, chị Huyền Trang lên số, chị Phan Thảo lên số điện thoại giúp em nha. Mọi người đặt hàng vui lòng bắt, không phải vui lòng mà bắt buộc phải lên số điện thoại. Không lên số điện thoại là không thể có đơn được. Ok, em sẽ mặc váy áo ngôi sao cũng được. Ok, quần này sẽ ghi giúp em là Q100. Nó là một cái quần dáng suông chất tăm. Và chất tăm này thì để mặc mùa hè, nhưng nó không phải là cái chất tăm mỏng tèo tèo mà nhìn thấy bên trong đâu. Nó đủ độ dày dặn nhưng nó không phải là chất nhung. Tăm này nó là tăm thường, không phải là chất nhung nha. Nói chung là vải này toàn phải đặt thì mới có, chứ không hàng không có sẵn đâu các chị ơi. Vải này toàn phải đặt ấy. Quần này sẽ ghi giúp em là Q100. Q100 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Và Q100 của em có tổng tất cả là 5 màu. Q100 nhà em là có 5 màu. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 118.000 đồng. Em có Q100 màu đen. Em có Q100 màu sữa. Em có Q100 màu hồng. Em có Q100 màu gì ạ? Màu kem. Và em có màu cuối cùng của em sẽ là Q100 màu nâu. 118.000 đồng. Nhận hàng nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em, được chưa? Nhận hàng nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Ghi cho em mã này sẽ là Q100. Q100 này là free size 65-68, tất đối với mặc được nó rất là rộng nha mọi người. Ghi cho em mã này sẽ là Q100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em đang mặc ở đây là màu đen. Và ví dụ như Q100 này thì mọi người có thể mặc với cái áo ngôi sao màu nâu như lúc nãy khách gợi ý cho em. Em nghĩ cũng sẽ rất ok đâu rồi. Cái áo ngôi sao của em anh treo rồi. Đưa cho em cái ba màu ngôi sao đây. Ngôi sao của em là chất len hàng Quảng Châu. Em chốt trong line để cho các chị là 79.000 đồng. Đây áo ngôi sao của em đây, 79.000 đồng. Ví dụ như quần này mặc với áo ngôi sao đen này cũng được này. Nãy giờ em toàn mặc trắng đâu, bây giờ em sẽ mặc màu đen cho các chị nhá. Q100 em không có màu trắng đâu, màu này sẽ là màu kem. Q100 kèm màu và kèm số điện thoại, chỉ ghi màu thôi. Quần này
Quần đấy tối đa thoải mái 65 đến 68, còn áo này cho em sẽ là áo gì? Áo ngôi sao và cách số điện thoại, hợp chưa? Ví dụ như mình mặc em, mình có thể cất cái dây này vào trong cũng được, như thế này cho em. Mặc thế này cho em, ví dụ như mặc đối với áo bó. Còn ví dụ như đối với áo phông thùng thùng, ví dụ như mình mặc với cả cái áo GC chẳng QC chẳng hạn, thì mình để dây ra bên ngoài mình gập gập. Còn mặc cái set này là em chơi luôn cái túi đen, nó là nguyên cây đen luôn và vẫn rất là đẹp nhá. Túi này sẽ ghi giúp em là túi gì ạ? Túi VIP đen đây. Em có túi VIP đen nhưng mà hôm qua là đã có một cái tháo một cái ra rồi mình ạ. Hôm qua là có một cái treo sẵn có dây rồi mà nhỉ? Đâu rồi nhỉ? Dưới cái nào? Đây là hộp kính. Em đeo tạm túi này. Ghi cho em mã này sẽ là áo ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần này cho em sẽ là Q100 kèm màu và kèm số điện thoại nha. Đây à. Về đối với cái set này em sẽ đeo túi đen cho nó hợp. Đây là túi đen đây này. Hai nhà em này các chị nhìn rõ chưa? Túi này ghi cho em là túi VIP. Túi VIP này em chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 248.000 hạt Quảng Châu loại 1. Áo này sẽ là áo ngôi sao, còn quần này cho em sẽ là quần Q100. Em đọc lại cho mọi người bảng màu Q100 một lần nữa. Em đọc lại cho mọi người áo ngôi sao một lần nữa nhé. Q100 của em chốt trong live này là 118.000 đồng. Em có màu em đang mặc sẽ là màu đen. Em có màu thứ hai cho em sẽ là màu gì ạ? Màu sữa. Đây sẽ là màu sữa, các chị nhìn rõ không ạ? Màu thứ ba cho em sẽ là màu gì ạ? Màu hồng. Màu thứ tư cho em sẽ là Q100 màu kem. Và màu cuối cùng cho em sẽ là Q100 màu nâu. Q100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này cho các chị là 118.000 đồng. Nhận hàng hãy nhớ giúp em một điều là bắt buộc kiểm tra hàng trước khi trả tiền, được chưa? Còn áo em đang mặc sẽ gọi là áo ngôi sao, một con áo chất len hàng Quảng Châu. Áo ngôi sao màu em đang mặc sẽ là màu đen. Áo ngôi sao màu này cho em sẽ là màu nâu. Và áo ngôi sao màu này cho em sẽ là màu trắng. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với màu trắng nữa luôn. Màu nào cũng đẹp. Quần Q100 và áo ngôi sao cách số điện thoại. Q100 này của em nó là vải tăm. Và tăm này là để mặc mùa, gọi là mùa này. Mùa này là ok. Mùa thu, mùa xuân là ok. Nói chung là quần này thì không quá dày, nó vừa phải. Nhưng nó không phải là chất nhung. Nó không phải là chất nhung tăm như hàng mùa đông đâu. Và đương nhiên là nó không phải mỏng tèo tèo đâu. Quần này là mặc đi học, đi làm vô tư. Chứ không, nó không phải là cái quần tăm mà mỏng mỏng. Hàng 60-70 nghìn, không phải hàng đấy đâu các chị ơi. Tụt view của em là cố gắng chia sẻ tương tác lên giúp em nha. Mã này sẽ gọi cho em là ngôi sao trắng. Đấy, ngôi sao trắng em đang mặc với Q100. Thì Q100 nó sẽ có một cái dây như thế này này. Nhưng mà đây là đang mặc set này cho nên em cất tạm cái dây vào trong. Ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại em đang mặc ở đây là ngôi sao trắng, và kể cả quần này các chị mặc với ngôi sao đen cũng ngôi sao nâu lại càng đẹp nữa. Tóm lại là cả ba màu này đều đẹp. Ví giúp em mã này sẽ là ngôi sao đen, ngôi sao trắng và ngôi sao nâu, 79.000 đồng. Còn áo nơ không lên áo nơ ngày hôm qua em xả hết rồi chị ơi. Áo QC ok chị. Và ví dụ nhá, quần này thì quần này mà các chị mặc với áo GC cũng siêu đẹp luôn. Q100 và áo ngôi sao ok chị này, em qua mẫu luôn. Áo ngôi sao của em 70 cân đổ về thoải mái. Tại vì sao? Tại vì nó là chất len và co giãn rất là nhiều đấy chị này. Nếu như mà ai 70 cân thì lấy màu đen mặc cho nó gọn đấy, các chị thấy chưa? Nó giãn rất là nhiều, bao nhiêu cân cũng vừa hết. Còn quần em đang mặc sẽ là Q100, em đọc lại bảng màu một lần nữa nhá. Quần em đang mặc sẽ là Q100 màu gì ạ? Màu đen. Màu thứ hai cho em sẽ là Q100 màu gì ạ? Màu sữa. Màu thứ ba cho em sẽ là Q100 màu hồng. Màu nói chung quần này màu nào cũng đẹp. Màu thứ tư cho em sẽ là Q100 màu kem, và màu cuối cùng cho em sẽ là Q100 màu nâu. Em có tất cả là 5 màu. Em chốt trong livestream này cho các chị là 118.000 đồng. 118.000 đồng nhận hàng, bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới nhận. Còn áo điệu không linh là em vẫn còn chưa? À không, tối qua bán rồi không biết còn không. Chị Tuyết Trinh lên số điện thoại giúp em nha. Bây giờ em qua mẫu luôn ở đây Q100 nhá. Chị nào lấy lên chốt luôn. À, cái váy này em về hàng rồi này. Cái váy V4 này em về hàng. À không, bây giờ lên quần xích. Quần xích hôm nay về thêm hàng mà quên chưa lên đây, quần xích đi. Quần xích này mặc với cái gì được ta? Quần xích này em sẽ mặc cho mọi người với áo QC đen đi, ok không? Mặc với áo QC đen có hợp không ta, hay là mặc với cái gì được ta? Từ từ để em mặc cái quần xích này xong để xem mặc với cái gì hợp lý nhá. Em qua mẫu Q100 ở đây, nó là free size, co giãn thoải mái đến 65, 68 và vô tư nha mọi người. Cái nào có size thì em bảo có size. Còn nếu các chị thích thì em có thể dán size vào cho mọi người, nhưng cái nào thực tế không có size thì thôi, không cần phải tư vấn có size làm gì cho nó mất công với mọi người. Thực tế nó chỉ có một size thì thôi, cần gì phải tư vấn nhiều size. Em xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nào, mọi người chia sẻ lên giúp em nhé. Em tặng cho ba người chia sẻ ra nhiều nhất. Người đầu tiên là bao nhiêu? Là 150. Hai người tiếp theo mỗi người 100. Trời ơi, mà mới chia sẻ được có 1.300 lượt, làm sao mà em tặng ba người? Một người thì phải tương đương với 700 lượt chia sẻ. Ba người thì phải tương đương với 2.100 lượt chia sẻ. Mà bây giờ mới được có 1.300 lượt chia sẻ. Thì em nói luôn là em không tặng được ba người, mà hiện tại mới chỉ đủ gần đủ để tặng hai người thôi. Nên là chia sẻ đủ 2.100 lượt chia sẻ giúp em nhé. Mỗi một lượt mà em tặng, một người mà em tặng phải tương đương với 700 lượt chia sẻ. Như ngày trước là phải 1.000, nhưng bây giờ em giảm xuống cho mọi người là 700 bởi vì tương tác nó kém hơn. Thế nên là phải chia sẻ lên giúp em. View bây giờ em không cần nữa, view đủ rồi. Được chưa? Bây giờ em mặc cho mọi người quần xích này. Chị nào đang xem livestream của em mua quần xích này, em mới cho em xin một câu phản hồi. Đẹp chưa? Này.
Quần xích này không bắt buộc mà có đặt nhầm. Khi các chị nhận hàng là auto sẽ có cái xích ở đây. Nhưng các chị không thích thì các chị có thể tháo ra bình thường. Cái xích này tháo ra bình thường được, được chưa? Tháo ra bình thường. Quần này thì em bao giá thị trường cho các chị. Quần này các chị sẽ ghi cho em là quần xích kèm style và kèm số điện thoại. Quần xích này của em chốt trong live cho các chị là 147.000 đồng. Hôm nay em chốt nốt cho các chị 145.000 đồng. Mua được đâu rẻ hơn nữa, quay đây hoàn hàng cho em. Ghi cho em mã này sẽ là quần xích. Và quần xích này của em kể cả các chị mặc với áo áo ngôi sao này này. Áo ảnh ngôi sao, con này sẽ gọi là cái gì nhỉ? G6 này này. Mà đóng thùng vào này cũng siêu đẹp luôn. Các chị thấy chưa? Nói chung là mặc với nhiều áo. Quần xích đẹp, form đẹp lắm. Em cảm ơn chị Cherry Bông rất là nhiều. Quần xích này của em sẽ có những size gì? 3 size SML. Quần xuông xích đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thu Trang rất là nhiều đấy. Em mới hỏi có một câu hai khách và comment, các chị cùng đọc đi ạ. Mà giờ này cực kỳ ít người xem luôn, mọi người thấy chưa? Ghi cho em mã này sẽ là quần xích kèm size và kèm số điện thoại. À, lấy cho em cái áo ren kia mặc với quần xích này là hợp này. Áo ren kia kìa, áo ren hai màu đen trắng kìa. Quần xuông xích đẹp lắm, em cảm ơn chị nha. Đây bây giờ em mặc cho mọi người áo ren này. Áo ren này của em sẽ là có hai màu, màu trắng và màu gì ạ? Màu đen. Bây giờ em sẽ mặc màu trắng này cho các chị xem. Quần xích này của em là gì ạ? Là có 3 size SML, dưới 49 50 cân như em đang mặc là mặc size S. Từ 50 cho đến tầm 55 cân là mặc size M, 55 56. Từ tầm 56 57 cho đến tầm 63 64 là mặc giúp em size L. Hàng nhà em là hàng form to, 3 size SML. Nếu biết size gì các chị để lại size, nếu không biết size gì các chị để lại cân nặng nhân viên bên em chốt size. Quần xích này em xin phép mặc với cái áo đang mặc này gọi là áo ren, tức là nó là quần xích đẹp lắm. Em cảm ơn Phùng Ánh Nguyệt, các chị thấy chưa? Bao nhiêu lâu rồi, hình như là 10 ngày mới về được tiếp ấy. Đây này, toàn bộ cái phần ren ở đây này, các chị thấy chưa? Bởi vì quần bò lúc nào chờ tái máu cũng sẽ rất là lâu, lâu hơn hàng bình thường rất là nhiều. Em đang mặc ở đây là áo ren và mặc với quần này sẽ gọi giúp em là quần xích. Trời ơi, ăn chơi quá luôn này các chị. Áo ren này của em là bao nhiêu ạ? 80 mấy nghìn đồng ấy nhỉ? 84 hay là 83, hình như là 84.000 đồng thôi. Áo ren này là 84 hai màu đen trắng, còn quần xích này là một màu duy nhất. Hôm nay em chốt cho các chị 145.000. Hàng chuẩn như thế này, tang mát như thế này, mua được ở đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại không cần phải rẻ hơn. Bao giá thị trường cho các chị luôn. Áo ngôi sao này của em là 979, còn áo bên này sẽ là G6 đúng không anh nhỉ? G6 này là 89, còn con này là ngôi sao là 79. Quần xích kèm size hoặc quần xích kèm cân nặng, em chốt size 3-4 khách cùng vào khen thì các chị biết đẹp hay không đẹp rồi. Quần xích này của em là 147, hôm nay em chốt cho các chị 145. Còn áo em đang mặc thì giá là áo ren 84.000 đồng. Quần xích sờ x xích thế thôi, viết đơn giản thế thôi, kèm size. Còn không biết size gì thì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Còn áo này sẽ là áo ren đen và màu em đang mặc sẽ là áo ren trắng. Em chốt trong line này là 84.000 đồng đó các chị, dồn vào giúp em. Túi xịn quá, túi này quá xịn luôn, 248.000 nha. Ghi cho em mã này sẽ là set chip 68.000 đồng. Chỉ có váy suông hè không có. Hôm nay em có một cái váy chú hề rất là đẹp. Và em chốt trong line chỉ có 156.000 thôi. Chú hề này hôm qua em up ảnh, ảnh em up lên là ảnh thật. Và ảnh đấy nếu như sai với hàng em bán ở đâu thì em đền tiền cho các chị ở đó, được chưa? Ảnh đấy sai với hàng em bán ở đâu em đền tiền cho các chị ở đó, được chưa? Quần xích kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Nếu biết size gì để lại size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên bên em chốt size. Mã này sẽ gọi giúp em là quần xích, còn áo này sẽ ghi giúp em là áo ren và cách số điện thoại, được chưa? Quần xích này bao nhiêu lâu, sáng nay hàng mới về, tối qua hàng chưa có đâu. Chị Vân Hoan lên số điện thoại giúp em, được chưa? Áo ren kèm màu kèm số, quần xích kèm size kèm số, hoặc sao áo ren trắng lại bán được nhiều thế? Em không nghĩ là bán được nhiều thế luôn ấy. Nó là một cái áo kiểu dáng thông bình thường, nhưng nó khác biệt ở cái chỗ chất liệu nó khác. Chất liệu của nó kiểu sọc sọc ren ren, có những cái kiểu như mũi tên ấy, thế nên em mới gọi nó là áo ren nha. Nhận đầm đó rồi, đẹp lắm em ơi. Đầm này thì là đầm hình mới về, nhưng mà nói chung là form dáng giống như mấy cái đầm mà các chị đã mua rồi ấy. Nó giống như váy gấu, nó giống như V22, nó giống như V23. Về form dáng và chất liệu là y xì, nó chỉ khác hình in và bảng màu thôi. Thì con này hôm nay là em về cái bảng màu là bảng màu là ba màu này, và hình của nó sẽ là hình chú hề. Mã của nó sẽ là váy chú hề và cách số điện thoại. Em bảo rồi, nếu ảnh em up lên, ảnh mẫu em up lên cái váy này mà sai ở đâu so với hàng em livestream, em đền tiền cho các chị ở đó, được chưa? Bởi vì ảnh đấy là ảnh thật 100%. Một thời gian nữa thị trường sẽ ra hàng rẻ rất là nhiều, nhưng em sẽ chỉ bán một loại này và một nhà sản xuất này thôi. Bởi vì các chị mặc 150.000 một cái váy là quá rẻ, không cần phải rẻ hơn nữa. Đối với cái chất lượng này là quá rẻ rồi. Quần chị mặc mã là gì vậy? Quần em đang mặc mã của nó sẽ là quần xích. Và như em đã nói là cái xích này nếu mọi người không thích thì mọi người tháo ra bình thường, không bắt là phải đeo đâu ạ. Cái này không phải cố định đâu. Đây, không thích thì tháo cái xích này ra thì nó bình thường như này, như cái quần viền bình thường thôi, nó không cần phải có xích. Nhưng mà của nhà sản xuất thì khi các chị nhận hàng là chắc chắn sẽ có cái xích này rồi. Các chị không thích đeo thì các chị vứt đi, các chị bỏ đi, hoặc các chị phối vào quần khác tùy các chị, được chưa? Quần xích này của em sẽ có 3 size SML và em chốt trong line để cho các chị là 145.000 đồng, bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Quần này của em là có 3 size và size to nhất thoải mái là 63 64 cân đổ về mặc được. Nên là nếu biết size gì rồi thì ghi là quần
quần xích kèm size. Nếu chưa biết size gì thì ghi là kèm quần xích kèm cân nặng nhân viên cho size. Còn áo em đang mặc thì sẽ gọi là áo ren trắng và áo ren đen hai màu 84.000 đồng. Túi em đang đeo thì gọi giúp em là túi vip nâu 248.000 đồng. Đó, thế thôi, đơn giản nguyên set đây. Nguyên set em có bán từ đầu đến cuối luôn. Ok chưa? Qua mẫu tiếp theo nha mọi người nha. Đưa em qua mẫu quần xích ở đây này. Áo ren trắng đen thì Trần Vân ơi lên số điện thoại giúp em nha. Ok. Em bảo sau cái này em sẽ lên váy chú hề cho mọi người nhá. Sau váy chú hề lên lại váy xoắn cho mọi người nhá. Ok, chị Hằng Giang lên số điện thoại giúp em. À, quần suông có kiểu khác không? Như vậy có kiểu khác không? Tạm thời thì nhà em chưa có chị ạ. Hôm nào có thì em sẽ bán sau nhá. Còn tạm thời thì chưa có chị nhá. Quần này mà 1m7 mặc được, quần này mà 1m7 mặc không ngắn đâu, bởi vì nó là dáng suông dài. Như em mặc là em mặc trùm chân luôn. Còn ví dụ chị nào 1m5 thì mặc quần này sẽ là hơi dài thì có thể mang cắt đi đây này mọi người thấy chưa? Hàng chuẩn tăng mát, em đang mặc CS ở đây, 145.000 đồng một quần. Em qua mẫu luôn nhá. F21 có size không? F21 bắt buộc phải có size mới mặc được. Bởi vì nó là quần legging có size chứ nó không phải là free size như cái chất này nó là chất dẻo thì nó giãn nhiều. Còn cái chất bình thường thì bắt buộc phải có size mới mặc được các chị ạ. Nhá, áo ren đen chị Nguyễn Trang lên số điện thoại giúp em, rồi bây giờ em lên cho một cái váy chú hề. Bây giờ em sẽ mặc cho một màu đen, lúc nãy em mặc nâu với cả em mặc nâu rồi, bây giờ em sẽ mặc đen nhá. Có quần đùi cặp cao không? Quần đùi vải cặp cao, quần đùi vải cặp cao em có đấy. Em có mã Q6 đấy. Không biết là còn hàng không? Em xem lại đầm chú hề em mới vô. Đây bây giờ chị đang mặc đây này. Thì đầm chú hề thì em mới chỉ mặc một lần đầu livestream thôi, từ đấy mặc lại nhá. Quần xích size L chị Đinh Ngọc Ánh lên số điện thoại giúp em. Ghi hiểu em mã này sẽ là váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại. Form nhà em, cái thứ nhất là form hài, form dài. Cái thứ hai là chất zip giãn chứ nó không phải là chất cốt tông đâu ạ. Và cái bảng màu của em ấy, cái hàng rẻ nó không bao giờ giống được bảng màu này. Hàng rẻ thì bảng màu nó sẽ không bao giờ giống được cái bảng màu này đâu. Nên mọi người yên tâm, nhìn phát là mọi người biết luôn, không cần phải sờ. Và em chỉ bán duy nhất một loại này và một nhà sản xuất này cho các chị thôi, không bán hàng loại khác, cũng không độn hàng chất khác. Đây mọi người nhìn giúp em này, váy em đang mặc sẽ ghi cho em là váy chú hề. Nói chung là các chị mặc mấy cái váy này của nhà em các chị nghiện. Các chị có biết tại sao không nghiện không? Bởi vì nó cực kỳ mát luôn. Và ví dụ như váy này mà các chị đi cà phê, đi du lịch, đi ăn uống nó thoải mái và nó vẫn đẹp ấy. Và kể cả ở nhà đi ngủ váy này cũng đẹp luôn, các chị thấy chưa? Váy này mình sẽ ghi cho em là váy chú hề. Và váy này nhá, đi đẻ 75 cân vẫn vừa, các chị nhìn thấy chưa? Chất của nó là chất zip giãn thì nó mới giãn như thế này, chứ hàng cốt tông không bao giờ giãn được như thế này. Cái thứ hai đó là bảng màu của chất zip giãn này nó rất là đẹp, cái màu nâu nó cũng khác biệt cơ, không phải như màu nâu chất cốt tông đâu. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy chú hề màu đen, váy chú hề màu nâu và váy chú hề màu sữa. Váy chú hề em có tất cả là 3 màu, 156.000 đồng. Áo trắng em vừa cởi ra mã là áo ren trắng nha chị ơi, 156.000 đồng, free size 75 cân đổ về mặc được. 75 cân không vừa, quay ở đây hoàn hàng cho em được chưa? 75 cân đổ về thoải mái. Váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại. Chị cao nặng bao nhiêu? Em cao 1m6 và em nặng 49 cân. Váy chú hề màu em đang mặc sẽ là màu đen. Váy chú hề màu này cho em sẽ là màu sữa. Và váy chú hề màu này cho em sẽ là màu nâu. Cái màu nâu này siêu đẹp luôn, các chị nhìn thấy chưa? Nâu vừa phải, không bị đậm quá, đẹp chưa? Lúc nãy em mặc cả nâu rồi nhưng bây giờ em mặc đen đó các chị. Đấy, lên váy chú hề một phát nổ đơn luôn. 156.000 đồng. Nếu như sai với ảnh mẫu em up lên, em sai ở đâu em đền tiền ở đấy mà chị Hoàn Phạm lên số điện thoại giúp em. Đẹp chưa? Còn kính này cho em sẽ là kính đen 102.000. Set chip của em là 68.000. Và quần ngố thái em mặc bên trong là 38.000. Các chị chỉ dồn đơn mỗi thứ một loại, trải nghiệm một lần, đẹp quay lại mua tiếp, được chưa? Váy chú hề báo lệch vai ok. Trời ơi, nổ đơn chú hề, chắc là em phải mặc thêm một màu nữa quá. Màu này sẽ là màu sữa và màu này cho em sẽ là màu nâu. Em mặc lại cả màu nâu nữa các chị nhá. Màu nào cũng đẹp. Em đang bảo là màu nào cũng đẹp. Kính đen em đang đeo là 102.000, gần hết rồi các chị ơi. Em về tổng là hơn 1.700 kính và gần hết rồi đấy. Và khả năng hết là em dừng mẫu luôn, em nhập mẫu khác, em không nhập lại mẫu này nữa đâu. Vì kính mà một mã mà em bán 1.700 đối với em là quá thành công rồi. Thế là em nhập mẫu khác, nên là mọi người tranh thủ chốt khi mà em đang còn hàng nhá. Hết là em hủy đơn, không nhập thêm đâu. Vì kính ấy, khi mà em phải nhập số lượng cực kỳ lớn thì mới được giá tốt. Và khi mà nhập số lượng lớn thì lại phải chịu rủi ro cao. Bởi vì bây giờ nhập một chuyến nữa, chuyến đầu thì có thể là hết, chuyến thứ hai chắc gì lúc đấy các chị mua mẫu khác rồi. Kính làm gì có ai mua hai cái giống nhau, người ta chỉ mua một cái thôi. Thế nên là thành ra là thôi để em nhập sang loại khác, rất là nhiều loại kính khác nhau. Nên là nhưng mà cái kính này thì basic và dễ đeo, nó là hàng nói chung là hàng này, hàng hot, bản thân em Linh cũng đã có một chiếc như này lâu rồi. Nhưng mà nói thật là với cái giá tiền em mang đến cho các chị quá rẻ. Ngày hôm trước cả nhà em ngồi soạn đơn kính cho khách, cứ ai em thốt lên trời ơi sao một cái kính mà nó có thể rẻ được như vậy. Kính này, rồi hộp giấy này, rồi túi da này, rồi bill à, rồi giấy tờ này, rồi giấy lau kính này, quá xịn sò luôn. Ai em ngồi tấm tắc và sắp bán được cái kính này 102.000. Thế nên là mọi người không mua là tiếc đấy. Kính đen và cách số điện thoại đây,
Em đang mặc ở đây sẽ là váy chú hề nâu. Váy chú hề của em có tất cả là 3 màu nhé. Váy chú hề của em là có 3 màu. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Màu thứ hai là màu em vừa cởi ra, tức là váy chú hề đen. Và màu cuối cùng cho em sẽ là váy chú hề sữa, tổng 3 màu. Em chốt trong line là 156.000 đồng. Em bảo không mua váy này phí đấy. Phí đấy, túi em đang đeo hết sạch hàng rồi ạ. Được chưa ạ? Chị nào lấy nó chốt luôn rồi, em và em bảo rồi. Sai với cái hàng em ảnh mẫu em up lên ở đâu là em đền tiền cho các chị ở đấy, mà bởi vì chuẩn ảnh mẫu. Hàng này không có gì ạ, chưa có ảnh hot girl mặc đâu. Nha, ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Váy chú hề nâu như em đang mặc là màu nâu. Màu thứ hai là váy chú hề sữa và màu cuối cùng cho em sẽ là váy chú hề đen. Và em bảo rồi, bầu bí đến lúc đi đẻ mặc vẫn vừa, các chị thấy chưa? Form của nó đây này, cái chất nó như thế này này. Co giãn thoải mái, bụng to mặc đến cỡ như thế nào cũng có thể mặc được. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 156.000 đồng. Váy xoắn đi em, ok. Lúc nãy giờ không biết là bao nhiêu cái phản hồi về váy xoắn, không bắt biết là bao nhiêu người khen nữa. Không biết là còn ai ở đây mà đã nhận cái váy xoắn này nhà em rồi, cho em xin câu phản hồi. Các chị phải chia sủ xẻ đủ cho em ít nhất là 2.000 lượt, không cần 2.000 mốt đâu. 2.000 lượt để em tặng đúng như quy định, bởi vì đúng quy định mới làm được. Không lần sau ấy lại ấy hết, cho nên là mọi người cứ đúng quy định bên em. Ví dụ như là bây giờ đang là 1.400 lượt chia sẻ, mọi người chia sẻ lên đủ 2.000 là em tặng đúng 3 người như em đã hứa. Còn nếu mà 1.400 chỉ được 2 người thôi. Chị vừa nhận kính bộ B5 áo phông, trời ơi đẹp quá trời đất, chất đã mà rẻ quá trời, em cảm ơn chị yêu nhá. Chị yêu này lúc nào cũng rất là yêu đời nhá. Rất chi là yêu đời em, là em vẫn theo dõi Facebook của chị đều đấy. Rất chi là yêu đời luôn đấy. Váy chú hề đen ok chị Tuyết này. Có chân váy bò dài không xốp dạ em có. Em có cái CV5 ấy, cũng rất là đắt hàng. Bây giờ để em lên cho mọi người cái mã váy xoắn này một tí đã. Vẫn phải lên lại. Nói chung một live chị cũng phải lên cho được 2 lần. Không lên được con váy này 2 lần là không yên với em đâu. Bán được thì chả lên, miễn là em không cần biết là em lên bao nhiêu lần. Những cái lên cái gì mà đắt hàng thì kể cả lên 10 lần em cũng lên. Và quan trọng là xác định là có hàng để giả cho các chị. Như cái váy xoắn này hiện tại là em đã đặt lên gần 3.000 váy rồi và đang giả dần dần rồi. Đây quần Ngô Thái, các chị thắc mắc đây quần Ngô Thái này, riêng cái quần này em phải mặc đến không biết là bao nhiêu tháng. Mình nhận xét chip đẹp lắm ạ, nên lại đặt thêm mấy set nữa. Em cảm ơn chị Phùng Ánh Nguyệt nhá. Nay mình nhận xét chip đẹp lắm ạ, nên lại phải đặt thêm mấy set nữa. Đấy khách comment đấy. Một cái set chip 68.000 khách cũng khen các chị ơi. Mối quần Ngô Thái 38.000 khách cũng khen đây. Quần Ngô Thái đang mặc là 38, áo dây Thái đang mặc là 25. Cái nguyên cái set này 3 năm nay livestream nào em cũng mặc. Bởi vì em mặc để em đứng thay đồ trước mặt các chị, cho nên là livestream nào cũng mặc. Mặc đến lúc nào mà nó nát em lại thay sang set khác. Cứ mặc như thế đến lúc có những cái quần nó sờn quá rồi thì em lại vứt đi, em lại thay sang quần khác. Và chỉ mãi mãi có nghĩa là đến khi nào em không ăn hàng livestream nữa thì em mới không mặc cái set này trong livestream thôi. Bởi vì nó thoải mái và để thay đồ nó dễ mọi người. Đây mọi người nhìn giúp em này, váy xoắn này. Chỉ cần đấy kéo lên một phát là nhìn đã đẹp rồi, chứ cần phải làm gì các chị thấy chưa? Đấy, mặc này, mặc cái váy nó đỉnh như này, mặc lên nó đã như thế này, thế nên nhá. Như cái váy hoa này chẳng hạn đúng không? Quá nhiều hot girl bán và trên thị trường hiện tại váy này đang rất hot. Nhưng mà ở nhà em bán hết sức bình thường. Hàng của em vẫn là chuẩn hàng hot girl nhưng bán cực kỳ bình thường, tức có nghĩa là bán không kiểu như là mấy nghìn chiếc đâu. Nhưng cái váy xoắn này của em chả có hot girl nào bán hết. Chỉ có mỗi ảnh chụp ở trên cái gương thôi mà em bán hai livestream hơn 2.000 chiếc. Thế em mới nói là hot girl bán hot không có nghĩa là em bán đắt hàng, mà em bán đắt hàng thì không có nghĩa là hot girl bán. Có nghĩa là cái nào mà phù hợp với khách hàng của em thì em sẽ bán nhiều, chứ mã này không nhất thiết là hot girl có bán hay không bán, không quan trọng. Mọi người nhìn giúp em đang mặc ở đây là váy xoắn đen và váy xoắn nâu của cách số điện thoại, mặc lên đã đẹp, không cần phải điều chỉnh một cái gì. Em mặc trước mà các chị cùng nhìn thấy đó là gì, mặc này eo ót chưa. Và cái váy xoắn này cái điểm nhấn của nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái chỗ này này, để làm gì ạ? Tạo độ eo cho mọi người. Còn nếu như cũng là một cái váy trơn mà mặc chỉ như này bình thường thì chỗ này chắc chắn nó sẽ lộ. Các chị có biết tại sao không? Bởi vì nó sẽ không có cái chỗ này làm tạo độ eo thì nó sẽ lộ cái phần bụng ở đây. Tạo độ eo ở đây sao cái chỗ này nó sẽ xuông. Còn thực tế bụng của em cho các chị nhìn này, các chị thấy chưa? Bụng mỡ bình thường chứ không phải là eo đâu. Nhưng mặc cái váy này nó không lộ, mà đây là em đang mặc màu nâu nhá, còn mặc màu đen nó còn đẹp nữa, tức là nó còn eo nữa. Nhưng mà như em thấy thì màu nâu mặc sẽ nổi hơn và nhìn cảm giác nó kiểu như là không bị tồi quá. Còn ví dụ nói chung là tùy theo sở thích, nhưng mà tỷ lệ mà em bán được thì màu đen sẽ là gấp đôi màu nâu. Màu nâu không hề ế, nhưng so với màu đen thì chỉ bán được một nửa. Ví dụ 1.000 cái màu đen thì bán được 500 cái màu nâu theo tỷ lệ như vậy á. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn đen và váy xoắn nâu cách số điện thoại. Và các chị hỏi em là nhìn em mặc sát như thế thì các chị có mặc được không? Ví dụ chị nào 6 mấy cân có mặc được không? Và chị nào bầu bì có mặc được không? Thì các chị nhìn và có trả lời nhá. Các chị này, em đứng ngang này, được chưa?
nó là dạng suông và tính từ cái điểm này đổ xuống là nó xòe rồi. Thế nên là thoải mái cho các chị bầu bí, cái điểm này là dưới ngực một chút thì từ đây đổ xuống là nó là xòe rồi, thì các chị mặc kiểu gì chả mặc được, bầu bí cỡ nào chả mặc được, các chị thấy chưa? Thế nên là nhìn mặc thì rất là eo, lại tưởng là chị những người eo mới mặc được nhưng không hề. Eo của em 72 hay chị nào 82 thì vẫn mặc bình thường. Váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại 148.000. Và váy này các chị mặc cũng chả đụng với ai, bởi vì làm gì có hot girl bán. Còn ví dụ như mấy cái váy hoa này quá nhiều người bán. Một thời gian nữa là ngập tràn thị trường luôn. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy xoắn màu đen. Thì thật ra là hot thì em vẫn nhập, nhưng mà để mà nói bán về số lượng thì không có tuổi gì để so sánh với những mã này luôn. Váy này sẽ ghi cho em là váy xoắn đen và màu em đang mặc cho em sẽ là váy xoắn nâu. Hai màu đen nâu 148.000 đồng. Các chị cần đeo thêm một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh này, nó là quá đỉnh rồi. Đỉnh của chóp rồi. Ghi là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại 148.000. Hôm trước có một khách của em và comment bảo là thấy một chị này bán thấy 199.000 là rẻ rồi. Đấy là chị bán, có một chị thì bảo là thị trường bán 189 là thấy rẻ rồi. Một chị nữa là bảo 179.000, nhưng không biết chất gì cả. Trong khi hàng của em, các chị nhìn cái chất này, chuẩn như ảnh mẫu ép lên, không phải là chất zip đâu nhá. Chuẩn như ảnh mẫu ép lên này, tăm dày này, được chưa? Bao nhiêu ạ? 148.000 đồng, nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Thích thì ướm vào người xem kỹ càng đúng chuẩn chất này. Đằng sau may 2 ly chuẩn như em link livestream ở đây thì hãng nhận hàng. Không chuẩn như em livestream thì thôi đừng nhận hàng, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn đen và váy xoắn nâu cách số điện thoại. Váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại 148.000. Một livestream mà không mặc được hai lần cái váy xoắn này là không thể chịu được. Mặc cả đen đi em ok, mặc luôn đen đi, đằng nào thì các chị cũng chốt nhiều. Cứ chốt nhiều là em mặc 10 lần cũng được chứ không phải hai lần đâu. Mặc xoẹt vào một phát đã đẹp rồi, bây giờ cởi ra xoẹt phát xong. Đây này, cái điểm nhấn của nó là ở đây. Nó mặc cái này may cực kỳ đơn giản, một phát bên này một phát bên này xong. Nhưng quan trọng là phải có cái mẫu thiết kế này để mà gì ạ? Để mà tức là tìm được một cái mã này mà mình cảm thấy phù hợp với khách mới bán thôi. Chứ còn mẫu này thì không có khó, may không có khó bình thường. Nhưng đẹp là đẹp, thứ nhất là cái form, thứ hai là cái chất. Chứ mẫu này thì nó chả có gì cầu kỳ, bình thường. Và nhưng em thấy nhá, càng đơn giản càng đẹp, cầu kỳ quá nhiều khi cũng khó mặc lắm. Nhiều nhiều những mã nhá, bồng bồng, ren ren, bèo bèo, bùng bùng. Em nói thật, những cái hàng này em chẳng bán được nhiều đâu. Chị này like vui, cảm ơn em nhé. Có lộ bụng không? Đây em mặc đây, em mặc cho các chị bụng em này. Mọi người thấy chưa, bụng này. Em đã bảo là em bụng mỡ mà, chứ không phải là không bụng đâu. Em đẻ rồi mà lại không tập tành gì thì bụng mỡ là chuyện bình thường. Lại còn ăn đêm ăn đồ, nó làm sao mà gầy được, làm sao mà bụng nhỏ được. Đây này, mà mọi người nhìn này, mặc cái màu đen vào nhìn eo nhiều 65 ấy. Eo em là hơn 70cm mà mặc cái màu đen này, đấy. Mặc lên một phát là đẹp, cũng phải chỉnh sửa cái gì đâu. Đây mọi người thấy chưa? Em đang mặc ở đây là màu đen váy xoắn đen và cách số điện thoại. Hai màu đen nâu, váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Có thể cầm cái túi kia cũng được, có thể đeo cái túi xích này cũng được. Váy này nhá, nếu như từ trừ những chị nào mà cơ quan bắt vào đồng phục thôi. Còn nếu không á, mặc đi làm thoải mái. Đi uống cà phê, đi ăn, đi chơi, đi du lịch, đi ngủ, ở nhà, ở đâu cũng mặc được. Dài, kín đáo, lịch sự và đẹp. Thấy bé này like đầy năng lượng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại, các chị thấy chưa? Mặc xe này chả sang, đeo một kính đen, mặc một cái váy đen, đi một cái sục đen, xong rồi làm một cái túi màu khác làm điểm nhấn nữa, đỉnh của chóp luôn. Váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này cho các chị là 148.000 đồng. 148.000 đây, cái em vừa cởi ra các chị nhìn đi, nhận hàng kiểm hàng đúng thế này thì nhận, không đúng là hoàn hàng lại. 148.000 thấy chưa? Thế nên em bảo một livestream đầu tiên em tung ra em bán được 1.400 chiếc, mà livestream ngày hôm đấy còn là livestream bán ế, không hề đắt hàng nếu mà so với những livestream khác của em. Livestream thứ hai em bán được 800 chiếc và hôm nay đang là livestream thứ ba, từ tối qua bây giờ đang là livestream thứ ba đấy mọi người. Ghi hiểu em, mã này sẽ gọi cho em là váy xoắn đen và váy xoắn nâu cách số điện thoại. Hàng này nếu mọi người thích em có thể làm khóa ở đằng sau, nhưng thực ra mẫu này không cần thiết phải có khóa. Bởi vì khi mà có khóa sản xuất sẽ lâu hơn, đội giá thành lên cao hơn. Thế nên là khi mà em chui ra chui vào ấy là thoải mái, cho nên là em không làm khóa. Chứ còn các chị thích khóa thì đơn giản chứ có gì đâu. Khi mà em đã đặt may những cái sản phẩm này rồi á thì rất là đơn giản, kể cả các chị thích một khóa chứ hai khóa cũng được. Nhưng với cái hàng tăm này giãn rất là nhiều thì không cần phải có khóa. Cái thứ nhất là nó lâu hơn, cái thứ hai là độn giá thành lên. 148.000 đẹp như thế này, mà nếu như khi mà em mặc mẫu không cần phải thiết phải có khóa thì không cần. Còn những mã nào có khóa, những cái mã là bắt buộc nó phải kiểu như là nó không co giãn nhiều, nó không thể chui được khi không mở khóa thì bắt buộc mới phải làm khóa thôi. Còn khóa hay không khóa không có gì quan trọng vì nó chỉ là đằng sau thôi chị. Đây ly eo hai bên đằng sau đây, thích khóa thì đơn giản thêm khoảng 15.000 là có khóa thôi ạ. Đơn giản thôi mà, nhưng không cần thiết. Mọi người nhìn giúp em này, mã này sẽ ghi giúp em là váy xoắn đen và xoắn nâu cách số điện thoại.
Và đây, bầu bí này, các chị thấy chưa? Bầu bí đến lúc đi đẻ vẫn mặc được luôn. Quan trọng khách của em nhận váy này khen nhiều kinh khủng khiếp luôn. Thôi em qua mẫu luôn nhá. 60kg eo 82 vừa chứ chị nhìn hộ em này. Form nó như thế này cơ mà. Bầu bí mặc vô tư. Chị tư vấn bột tắm đi á, bột tắm chắc là phải thử quy xe tím đi em, chị biết không? Ngày hôm qua hai màu em bán đắt hàng nhất là màu tím và màu bò. Thế nên là ngày hôm nay em không hề đả động gì đến màu tím. Bởi vì ban đầu em không nhập nhiều màu tím, nhưng em không nghĩ được rằng là màu tím lại đắt hàng cơ. Thành ra là bây giờ em đang đặt gấp màu tím, nên là hôm nay em mới không dám mặc màu tím ấy. Chân váy bò đi em, ok cho em xin cái áo đá với anh. Em sẽ mặc với chân váy bò. Chân váy bò của em, mã của em sẽ là CV5. Mã của em sẽ là CV5. Đây, CV5 này các chị ơi, CV5 này. Đấy, mã này của em ai nhận rồi cho em xin câu phản hồi. Mặc với áo đá. Đấy, em sẽ mặc với áo đá trắng hoặc đá đen nhá. Đá trắng hoặc đá đen. Em đã bảo là không mặc váy xoắn thì thôi, mà đã mặc lên là khách chỉ có chốt đơn. Thế nên là dù em có mặc hơi nhiều váy xoắn thì mọi người cũng đừng chửi em. Tại vì là thứ nhất là mọi người được mua váy đẹp rẻ, thứ hai là em bán được nhiều váy. Thế nên là dù một livestream mà em mặc có 3-4 lần thì cũng thông cảm giúp em nhé. Tại vì hot mà. Mới là có 1.600 thôi, chia sẻ lên đủ 3.000, 2.000 lượt thôi. Chỉ cần 2.000 lượt là em giữ lời hứa tặng mọi người 3 người chia sẻ like nhiều nhất, người đầu tiên 150, 2 người tiếp theo mỗi người 100, được chưa? Còn set chip của em đây, CV5 và sơ mi gấu tuyệt vời em. Em cảm ơn chị rất là nhiều, CV5 đẹp. Em cảm ơn chị Thiết Mi Nail rất là nhiều. Áo đá 10 điểm chị ơi, cảm ơn Hà Phạm rất là nhiều. Chị ơi cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Mua đồ cho em này, ủng hộ cho em kiếm tiền này. Để còn quay lại đây feedback cho em. Tại vì sao? Tại vì những nền tảng xã hội khác khi mà người ta bán hàng ấy, nếu như các chị quay lại feedback là hình như các chị sẽ được tặng sao hay là được giảm giá hay được cái gì đó. Cái đấy thì em không hiểu rõ về cái đấy lắm, bởi vì em không mua hàng trên những cái trang đấy. Nhưng em chỉ biết là hình như là nếu mà có đánh giá 5 sao hay đánh giá gì gì đó là sẽ được ưu đãi gì gì đó, đúng không? Nhưng riêng em bán hàng ở đây này, các chị đã mua cho em rồi, đã giúp em kiếm tiền còn quay lại khen nữa. Đấy, mà các chị khen đâu được gì đâu. Nên cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Đây, quên, trời ơi, ngu người. Đây, không cần phải mặc áo đá. Mặc áo này này. Đều ơi. Đây này, trời ơi này, lại bảo với em mà không đẹp. Đây này, đây mới là chân ái cuộc đời này. Vừa nãy suýt nữa bị lừa đặt hàng xong, shop điện thoại lên nhận ngay tin nhắn đặt cọc tiền hàng. Vừa đặt hàng xong cho shop. À, thế chắc là bọn nó xem live stream trực tiếp đây này. Bọn nó xem live thế này xong rồi khi mà các chị comment mã cách số điện thoại ấy, là bọn nó lấy số điện thoại rồi add Zalo các chị rồi là bắt cọc cùng gì đúng không? Phải không? Mọi người phải hết sức là tỉnh táo đấy nhá. Bây giờ lừa đảo rất là nhiều đấy. Nhà em ấy là mọi người lưu ý này, là chỉ gọi điện và nhắn tin chốt đơn. Và qua tất cả các khâu, kể cả là bọn lừa đảo nó có xin các chị địa chỉ, mình cũng bị luôn đấy. Thấy chưa? Hình như là mình đang like thế này là nó đọc comment, là nó lấy số điện thoại của khách, nó vào nó inbox Zalo ở mọi người. Hay là đã nhận quần và áo chất rất đẹp. Đây này, khi mà mọi người xem live stream của em đây này, ví dụ như ở đây là đang có số điện thoại của chị Phan Loan này, chị Ngân Phạm này, cái Kiều Trinh, chị Phương Thảo, là bọn nó sẽ lấy từ đây. Bọn nó lấy từ đây, bọn nó áp các chị rồi là bọn nó bảo cọc. Nhớ nha, mình phải là người đấy, chuẩn rồi. Sau chị xem lại số điện thoại trên tường của em không có số đó. Thật ra thì như thế này này, đấy, may mà mấy mình nhớ giúp em này. Mình chỉ nhớ duy nhất một điều để mình không bị lừa này. Mình nhớ này, là em chỉ có một cái page này em bán hàng. Và cái page này của em là tận 300 mấy chục nghìn người theo dõi, đúng chưa? Đây, 371.000 người theo dõi. Đây, mọi người nhìn giúp em. Thấy chưa? 371.000 người theo dõi. Mọi người nhìn vào đây giúp em. Đúng cái page này. Và chị cũng nhận được tin nhắn bắt cọc. Chị bảo inbox Messenger, không thì lừa thì nó không inbox em ơi. Đấy, mình cũng có vừa tin nhắn cọc tiền. Úi trời ơi, chứng tỏ là chuẩn luôn. Mình cũng bị nhé, gửi tin nhắn điện thoại link nhé, cọc số tài khoản tên người khác luôn ý. Nếu như mà số điện thoại lạ nhắn đến rồi, số tài khoản tên người khác mà mọi người vẫn bị lừa thì là do mọi người không tỉnh rồi. Mọi người phải tỉnh táo lên chứ, bây giờ là thời đại 2023 rồi. Có phải là cái thời cách đây 10 năm đâu. Xém chút bị lừa rồi đấy, mọi người thấy chưa? Chết mẹ rồi. Cái con nào, thằng nào mà đang xem live stream của tao lấy số điện thoại khách tao báo chuyển khoản đấy. Điên rồi mọi người ơi. Chắc là đợt này mới có đấy, chứ còn đợt trước là không có đâu. Còn nhà em nếu mà ví dụ như đơn hàng của mọi người bị hoàn về, hay đơn hàng của mọi người giá trị lớn thì phải cọc. Nhưng chỉ một số tài khoản duy nhất mang tên em ở trên ảnh bìa. Duy nhất đúng số tài khoản đấy thì mới chuyển, mà sai số tài khoản là lừa đảo. Thế thôi, kể cả là tên ai đi chăng nữa cũng không phải số trên tài, chỉ có duy nhất một số này. Đây nhìn vào đây giúp em. Đây, ảnh bìa nhà em đây đúng không? Số tài khoản duy nhất, bên em đã ghi hai chữ duy nhất. Đây, 101 822 222 237 Phan Thị Thùy Linh, Ngân hàng Việt Tin Bạch.
duy nhất đúng số tài khoản này thì mọi người mới chuyển. Còn không phải thôi, vừa đặt cài nó nhắn tin luôn, chị cũng thắc mắc mọi khi có bắt cọc đâu. Đấy, nói chung là trò này là mới đấy. Đấy, trò này là mới đấy, khách mới kêu ngày hôm nay thôi là mới đấy. Nhưng mà lừa làm sao được, các chị làm sao mà lừa được. Vừa mới nhắn cho em đấy chị Linh ạ, nhưng không lừa được đâu. Em chuyên mua của chị Linh rồi. Các chị mua của em nhiều, các chị không bao giờ bị lừa được đâu. Mọi người phải yên tâm. Là gì ạ, hàng nhà em là không bắt cọc. Trừ khi các chị có một đơn nào đó bị bom về, hoặc các chị đơn hàng giá trị lớn, ví dụ như 1 triệu đổ lên, thì nhà em mới bắt các chị cọc 200.000. Và cũng chỉ một số tài khoản duy nhất ở trên hành bìa, còn lại là không phải cọc tiếp gì hết. Và một cái vấn đề nữa này, kể cả bọn nó có lừa ấy, các chị cứ cho nó địa chỉ, cho nó ship đến. Kiểu gì thì nó cũng không ship quần áo, nó ship cái quái thì chắc là rẻ rách gì đó thôi. Đến, xong rồi bom, không lấy nữa, cho nó mất tiền ship, đúng không? Chứ tội gì, bây giờ thời đại nào rồi, các chị nhận hàng này. Đấy, chủ tài khoản Vũ Đình Văn Việt Tinh Banh, bố khỉ gió. Cái bọn nào mà định lừa đảo khiếp, khôn ăn người chắc, ăn làm sao được. Thời đại này làm gì mà khôn ăn người được, đúng số tài khoản tên em thì chuyển, không thì thôi, đừng có chuyển. Trời ơi, cái set này này, trời ơi sao mình thông minh dữ thần này. Áo này mặc cái chân váy này hợp dã man. Hôm trước là chưa có cái áo này để mặc, hôm nay có cái áo này phát nghĩ ra luôn cái set này, mọi người thấy chưa? Quá đẹp luôn, đẹp vãi trưởng luôn đúng không? Xìa sục em đang đi thì chị mới, nó mới kêu chị cọc tiền rồi em đấy, các chị thấy chưa? Chắc là hôm sau live stream phải ghi một cái tin nhắn đi nhỉ? Bắt đầu là có tình trạng lừa đảo rồi đấy. Tại vì khi mọi người là, nó thì nó không ấy được, nhưng nó không ăn nâng cấp được đơn. Nhưng mà nó làm sao ạ? Nó khi mà em live stream như thế này này, khi mà em live stream như thế này là nó sẽ vào nó đọc comment, và nó sẽ lấy những cái số điện thoại mà comment đó, rồi là bắt đầu là đây này. Đây này, khi mà em live vuốt comment là sẽ thấy là lấy những cái số điện thoại đó và inbox cho các chị bắt cọc. Chị cũng vừa nhận tin sẵn. Nói chung là tất cả những chị xem live em này đều bị hết ấy. Nhớ nhỉ, không cọc kiếp gì hết. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là khi nào mà nhân viên của em ở cái page của em đề nghị các chị cọc đúng cái page mà 370.000 thành viên, bởi vì cái page này không ai làm giả được, làm giả page chỉ có ít theo dõi thôi, còn page 370 mấy người làm sao mà làm giả được các chị. Thế thành ra là nhớ nha, và phải đúng số tài khoản tên em ở trên ảnh bìa, chỉ có một số tài khoản duy nhất, đúng số tài khoản đấy thì mới chuyển, không mà thôi không chuyển. Nghe kỹ giúp em ở chỗ đấy nha, mình phải thông thái lên chứ. Ghi cho em mã này sẽ là áo G6 màu nâu, áo em đang mặc sẽ là áo G6 màu trắng. Và màu này cho em sẽ là áo G6 màu đen. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu nhỉ? 89.000 đồng một áo. 89.000 đồng một áo. Và ngôi sao này của em là thêu toàn bộ, thêu 100% toàn bộ. Các chị nhìn rõ không? Thêu to đùng thế này này. Màu nâu, màu đen và màu trắng như em đang mặc. Tuy nhiên là màu trắng vẫn là món bán được nhiều nhất. Còn chân váy em đang mặc sẽ gọi là CV5. CV5 của em là chân váy bò. Mua hàng 5 năm rồi nên lừa thế nào được chị. Em cảm ơn chị nhé. Thực ra có những khách mới người ta chưa mua hàng như em bao giờ, người ta dễ bị lừa ấy. Mọi người phải hết sức tỉnh táo lên. Chân váy này của em sẽ là CV5. CV5 này của em sẽ có 3 size SML. CV5 nhà của em sẽ có 3 size SML. Mọi người nghe kỹ nhé. Em ghim luôn số tài khoản lên trên màn hình cho khách xem. Ok, anh ghim cho em cái số tài khoản duy nhất lên đấy, thì để khách nào vào xem là sau người ta cũng thấy, để cho người ta không bị lừa. Mọi người nhìn giúp em này, CV5 của em sẽ có 3 size ML, 48, 49 cân đổ về, như em đang mặc là mặc size S. Từ 49, 50 đến tầm 54 mặc giúp em size M. Từ tầm 55 đến tầm 58, 59 mặc giúp em size L. Chân váy này của em là chân váy bò, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là CV5. Em chốt trong line này 128.000 đồng. 128.000 đồng, nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Còn áo em đang mặc sẽ gọi cho em là gì ạ? G6 kèm màu và kèm số điện thoại. G6 màu này cho em sẽ là màu trắng, G6 màu này cho em sẽ là màu đen, và G6 màu này cho em sẽ là màu nâu. G6 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 89.000 đồng. Áo này tối ngày hôm qua bán được hơn 500 chiếc, rất là đẹp luôn. Và em thấy cái áo G6 này mặc với cái chân váy này siêu hợp. Thật sự là mặc cái set này nói thật lòng là không muốn cởi đâu. CV5 kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. G6 kèm màu và kèm số điện thoại. Sục NI 94.000 đồng, 94.000 đồng một chiếc sục NI. Còn túi em đang đeo thì tạm tới hết hàng, hôm nào hàng về em sẽ nhận đơn sau, được chưa? CV5 mặc với G6 đỉnh của chóp, trừ khi chị nào không mặc vừa thôi. Còn mặc vừa thì nên mua, và em lúc nãy lại bóc ra thêm một cái G6 nữa rồi đấy mọi người này. Đây, một cái G6 màu trắng này. Các chị nhận hàng cứ đúng chuẩn như em livestream như thế này thì các chị nhận, thấy chưa? Rất là xịn sò. Chứ không phải mỗi cái em mặc thì mới xịn sò đâu. Kể cả các chị màu đen này, các chị mặc với chân váy này cũng đẹp. Nhưng mà để mà đánh giá trong 3 màu này của con G6 này thì cá nhân em Linh thấy màu trắng này là đẹp nhất. Trong 3 màu này em thấy màu này đẹp nhất. G6 màu này sẽ là màu đen, G6 màu này sẽ là màu trắng, và G6 màu này cho em sẽ là màu nâu. Em chốt trong livestream này là 89.000 đồng. Còn
CP5 của em là 128.000 đồng. Nếu biết size gì để lại size, nếu không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên bên em chốt size. Được chưa? Em qua mẫu ở đây nhá. Lên quần kẻ đi chị. Ok, quần kẻ ngày hôm nay em chốt cho các chị có 75.000 đồng thôi. Em có 3 màu. Quần ủi, cái size này đẹp quá. Thật sự không thể nào mà cưỡng lại sự sung sướng. Đẹp quá. Quần kẻ này bình thường em bán là 79.000 đồng. Và hôm nay em đang giảm cho các chị là 75.000. Lý do đây sẽ là chuyến cuối cùng rồi, em không nhập thêm quần này nữa vì em bán quá nhiều rồi. Chị Trương Quỳnh Trang ơi, lên số điện thoại giúp em nhá. G6 kèm gì ạ? Kèm G6 kèm màu, còn Q5 kèm size hoặc kèm cân nặng nhưng mình chút size. Cái set này mặc siêu trẻ, siêu đẹp và siêu rẻ các chị ơi nha. Bây giờ shop ghim luôn số điện thoại chốt đơn á. Số điện thoại chốt đơn thì nhà em thay đổi liên tục, không ghim được tại vì là đợt này đã cố định chứ, đợt này hình như đỡ bị khóa đúng không? Đỡ rồi, để chiều anh cập nhật. Thế thì anh chiều anh cập nhật lại đi vì đợt này em thấy ít bị khóa hơn rồi đấy. Chiều nay bên em sẽ cập nhật lại số điện thoại chốt đơn một lần nữa. Tại vì đợt vừa rồi là thay đổi khá là nhiều. Nhưng chỉ duy nhất một số tài khoản em đang ghi ở đây, các chị đọc thấy anh chưa ghi mà, có thấy đâu? Không thấy. Xem nào, xem bên máy này xem được chưa nào. Ghi số tài khoản duy nhất nha mọi người nha, bên em ghi số tài khoản duy nhất để các chị không bị lừa nhá. Anh chỉ cần ghi số tài khoản duy nhất thôi, chưa thấy ghim đâu, cả hai máy đều chưa thấy đâu, chưa được, ghim lại đi. Số tài khoản duy nhất ở trên hành bì ấy, nhưng mà em sẽ ghim, bây giờ mỗi một live stream em sẽ ghim vào để các chị không bị lừa, bọn này bắt đầu giở trò rồi đấy. Làm không muốn làm, muốn có ăn có mà ăn ướt. Em qua mẫu nhá, áo này sẽ là G6. Chị Mai Phương lên số điện thoại giúp em nhá. Váy xoắn của em là 148.000 đồng. Quần bò có mấy mẫu? Quần bò nhà em chỉ có 2 mẫu duy nhất. Một là mẫu quần bò Q5 và hai là mẫu quần bò gì nhỉ? Hai là mẫu quần bò gọi là xích. Hiện tại em chỉ có 2 mẫu quần bò đấy thôi. Đấy, số tài khoản duy nhất em ghi rồi đấy. Các chị bắt đầu nhìn thấy chưa? Em ghi rồi. Số tài khoản duy nhất bên em đấy. Để như thế này mà để bị lừa là thôi này, kệ các chị đấy. Em là em ghi như thế này là không thể để bị lừa nữa đâu nhá. Mình mua hàng online kể cả không phải mua shop em, bởi vì chắc chắn là mình còn mua nhiều shop khác nữa và mua nhiều mặt hàng khác nữa. Mình phải tỉnh táo lên nhá. Không có cọc kích gì hết trơn á. Nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán. Và nhận hàng phải có cái bill bên ngoài ghi shop LinkedIn. Và nói chung là cứ bóc ra đúng như em like thì nhận. Shop khác mà nó giả mạo mà nó giống được đúng như hàng em gửi thì các chị cũng nhận. Còn nếu mà lừa đảo thì bóc ra cái là biết liền. Đây, quần em đang mặc sẽ ghi giúp em là quần kẻ. Quần kẻ này của em sẽ có tất cả là 3 màu. Còn ví không, dạy em còn nhất chân váy em đang vừa mặc là CV5. Ví của em đây, giới thiệu luôn ạ. Ví của em có tất cả là 3 màu. Ví này, ai đang xem live stream của em mua ví nhà em rồi cho em xin câu phản hồi. Áo ngoài cùng gần giống áo chị vừa mặc, mã là gì? Áo này nhá, áo này gọi là áo ngôi sao. Còn áo này gọi là G6 em nhá, mã này sẽ là ngôi sao. Mọi người nhìn giúp em này. Ví nhà em ai nhận được rồi cho em xin một câu phản hồi. Em có ví đen này, nhưng mà gần hết rồi. Em có ví nâu này và em có ví kem. Hàng Quảng Châu full hộp. Khi các chị nhận được hàng, mỗi một cái ví là sẽ trong một cái hộp như thế này. Em chốt trong line để cho các chị là 102 và bây giờ đang giảm cho mọi người là 99. Thì em cũng chỉ giảm được mấy nghìn vì ví này em lãi rất là ít. Các chị nhìn giúp em, hãng này thì các chị quá biết rồi đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là ví đen, ví kem hoặc ví nâu. Và mọi người yên tâm, mọi người mua ví của em Linh là trộm vía lúc nào cũng là đồ chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị nhá. Hơi bị trộm vía, hơi bị may mắn nhá. Ghi cho em mã này sẽ là ví nâu, ví kem và ví đen. Em chốt trong line này hôm nay nốt cho các chị là 99.000 và hàng này thì bán nốt và không về thêm nữa. Quần mặc mã bao nhiêu? Quần em đang mặc sẽ ghi giúp em là quần kẻ. Quần kẻ này em chốt trong live hôm nay cho các chị là 75.000 và là chuyền cuối, em không về nữa đâu nha các chị nhá. Quần kẻ nâu và đủ màu luôn, mình phải comment cả màu. Quần dép em đang đi hôm nay em chốt cho các chị là 91.000. Quần kẻ màu em đang mặc sẽ là quần kẻ nâu. Màu thứ hai cho em sẽ là quần kẻ xanh và màu thứ ba cho em sẽ là quần kẻ đen. Quần kẻ kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này cho các chị là 75.000 đồng. Áo ngôi sao của em là 79.000 đồng. Ví dụ như quần kẻ này mà mặc với áo ngôi sao nâu cũng sẽ rất là hợp. Áo ngôi sao đây. Áo ngôi sao của em là chất len hàng Quảng Châu, 79.000 đồng. Em có áo ngôi sao màu này cho em là gì? Nó kêu chị cọc tiền, chị mới nói cho một chặng. Các chị chửi chết chúng nó đi. Không có làm vậy muốn có ăn. Khổ ghê, ghi cho em mã này sẽ là áo ngôi sao nâu. Úi dồi ôi, ngôi sao nâu này mặc với quần kẻ nâu là hợp lý luôn này. Hợp lý luôn này. Dép không có màu đen tại vì màu đen em bán ế chị ạ. Năm ngoái là em có nhập màu đen nhưng mà bán ế, thành ra là không năm nay không nhập màu đen nữa. Em chỉ bán được mỗi màu trắng thôi. Cho em 3 quần thì em ghi là quần kẻ 3 màu và cách số điện thoại em nhá. Đó, hợp chưa? Em mặc áo ngôi sao nâu và mặc với quần kẻ nâu này. Đó, hợp chưa? Áo ngôi sao và quần kẻ nâu và cách số điện thoại. Quần này đang mặc bao nhiêu ký? Vừa 65 cân đổ về thoải mái, trời ơi mặc mát lắm. Mặc mát cực kỳ luôn. Quần kẻ nâu chị Vân Hoan lên số điện thoại giúp em 75.000. Còn áo này sẽ là áo ngôi sao. Áo này của em là hàng Quảng Châu. Áo ngôi sao 3 màu, quần kẻ 3 màu. Thích mã nào comment mã kèm màu và kèm số điện thoại. Em đọc lại bảng màu nhá.
Quần em đang mặc sẽ là quần kẻ nâu. Màu thứ hai cho em sẽ là quần kẻ xanh. Và màu thứ ba cho em sẽ là quần kẻ đen. Quần kẻ kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này cho các chị là 75.000 đồng, được chưa? Giá cũ là 79. Còn áo em đang mặc thì sẽ là áo ngôi sao. Áo ngôi sao màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Áo ngôi sao màu này cho em sẽ là màu trắng. Và áo ngôi sao màu em đang cầm ở đây sẽ là màu đen. Em có tổng là 3 màu, em chốt trong live cho các chị là 79.000 đồng. Đó, 79 cộng 75 là cả set em đang mặc. Tức là cả set chỉ có hơn 150 một tí tẹo thôi, đúng không ạ? Cả set hơn 150 một chút xíu thôi, được chưa? Chị nào lấy nữa chốt luôn giúp em là áo ngôi sao và quần kẻ nâu. À, quần kẻ và cách số điện thoại. Áo ngôi sao và quần kẻ cách số điện thoại. Quần này có 75.000 thôi. Mua mặc ngủ thì nói thật là giá rẻ quá còn gì. Ví dụ nhá, nhiều chị ở nhà nhưng mà không phải lúc nào nhà nào cũng mặc được quần đùi thoải mái. Có những nhà mọi người ở chung với bố mẹ nữa không thoải mái, thì mình mặc những quần này nó vẫn thoải mái và nó vẫn mát và nó vẫn lịch sự chứ không phải là quần đùi, đúng không? Hoặc là mặc quần mùa thái đến đây thì nó cũng lịch sự chứ không phải là ngắn hẳn đến đây, đúng chưa? Ghi cho em mã này sẽ là áo ngôi sao và quần kẻ nâu cách số điện thoại. Lên áo QC đi em. Trời ơi, lại áo QC nữa đây này. Và kể cả nhá, ví dụ như quần này các chị mặc với áo QC cũng đỉnh luôn này. Áo QC mà mặc với quần này thì lại là đỉnh của chóp. Ok, em lên nốt một lần nữa. Sáng nay ngủ dậy nghe tin là về 500 áo là mừng rớt nước mắt. À không phải sáng đâu, trưa. Trưa mới dậy, em là phải trưa em mới dậy chứ không bao giờ dậy buổi sáng. Mọi người cứ lên like, mọi người cứ bảo là like của em nhìn năng lượng thế này thế kia, nhưng mà em dồn hết năng lượng vào livestream rồi. Còn ngoài livestream là lúc nào ủ rũ và mệt mỏi các chị, không có sức lực luôn ấy. Chị lên quần bò đi ạ. Ok, mọi người nhìn giúp em này. Áo QC của em mặc với quần này thì chắc chắn là đẹp luôn rồi. Đây này, nhìn nhá. Đấy, áo QC em đang mặc ở đây sẽ là màu đen này. Đó. Và mặc cái quần này này, hợp chưa? Áo QC này thì ở nhà ví dụ mặc thế này đi chơi thay cái quần bò bên dưới. Áo QC này của em là hàng Quảng Châu và hình như đây là lần đầu tiên em mặc màu đen. Hôm qua giờ toàn mặc màu tàu lao gì ấy, không mặc màu đen. Bây giờ mới mặc màu đen đây này mọi người. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Đẹp quá. Áo QC kèm màu và kèm số điện thoại, quần kẻ nâu đấy, mặc cái set này nhá, em đeo thêm một cái túi trắng nữa. Đây cái túi vít trắng mà nữa, nhìn cho nó nổi nha mọi người. À thôi, không phải đeo túi nhỏ nhỏ xinh xinh này cũng được. Túi vít tối qua giờ các chị chắc muộm hết rồi. Dép em đang đi giúp em là dép trắng. Dép trắng này của em là 91.000 đồng, em bán là 94 đang giảm là 91. Bây giờ em đọc lại bảng màu áo QC nhá. Áo QC của em là hàng Quảng Châu, nó là một cái áo trơn đơn giản nhưng quan trọng nó đẹp ở cái chất liệu và cái form dáng của nó, nhưng nó chỉ là áo trơn thôi. Và ở mỗi cái phần tay này nó gập sẵn lên cho các chị rồi, khi mặc lên là nó gập nhẹ luôn, mình không cần phải gập nữa nhá. Em rơi cho một bảng màu. Áo QC của em có tất cả là 5 màu. Ui nhưng mà set này mặc đẹp đấy các chị. Set này em thấy mặc đẹp ấy, quần này có 75 chứ. Hôm nay là 75.000 nhưng mà quá đẹp chắc phải nhập thêm. Bây giờ em mã này sẽ là áo QC đen là màu em đang mặc này. Áo QC tím này, áo QC trắng này, áo QC bò này và áo QC đại xanh. Áo QC của em có 5 màu và hàng Quảng Châu. Em bảo rồi, phát hiện ra ở xưởng Việt Nam kể cả các chị giặt mặc chán rồi em vẫn cho các chị hoàn hàng lại. 136.000. Còn ví dụ như nó chỉ là cái áo trơn mà chất cốt tông khô bình thường hàng rẻ như con này chẳng hạn thì em chỉ bán có 50.000 thôi, đúng không? Cho nên là như con này bán đến tận 136.000, nó cũng là áo trơn nhưng mà nó có zip và có rát, nó có nhiều loại khác nhau, rẻ em cũng có, đắt em cũng có, loại nào cũng có để phục vụ các chị hết. À, áo này lấy mấy màu nổi về bán đi Linh thì như màu tím là màu nổi rồi đấy chị. Với là nó có cả bảng màu của nó là có cả nâu đậm nữa, nhưng mà nâu đấy em thấy hơi già cho nên là em không nhập. Em trừ cái màu nâu đấy ra với cả với trừ cái màu gì nữa, nói chung là em trừ lại 3 màu em không nhập. Áo trễ vai là áo gì chị ơi? Ghi váy ngủ nhà em không có nhá. Quần này sẽ là quần kẻ nâu 75.000, quần kẻ xanh 75.000 và quần kẻ sữa 75.000. Còn áo QC này khi mà mọi người mặc thấy thế em mặc cái áo đen thì mọi người nhìn nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mặc những màu khác lên thì nhìn nó sẽ khác ấy, nhìn nó kiểu nó nổi hơn ấy. Còn màu đen thì giống như là nhìn qua like thì mọi người cũng thấy ừ áo này sao tận 130.000 sao đắt thế. Nhiều khi là các chị sẽ suy nghĩ như vậy tại vì nhìn nó cũng đơn giản, nhưng mà cầm một cái áo màu khác lên thì các chị sẽ thấy nó khác ấy. Đây này, các chị nhìn giúp em này, đây nhìn cái áo đây này. Em bảo là trước khi em bán cho các chị em đã mua hai cái cất vào tủ rồi mà. Đây này, màu bò này mặc cái quần này cũng đẹp, hay kể cả mặc áo QC trắng cũng đẹp, nói chung là đẹp lắm. 136.000 cứ lấy hai cái mà mặc hàng đến kiểm tra hàng, cảm thấy hài lòng hãng nhận. Em nói thật đấy, cảm thấy hài lòng hãng nhận, không hài lòng thì thôi. Mọi người nhìn thấy chưa, áo QC em đang mặc ở đây là màu bò, mặc với quần này cho em là quần kẻ nâu, đẹp chưa? Và ví dụ như áo QC này các chị mặc với quần bò, mặc với chân váy bò, đang like hay phát lại vậy chị nhà em? Có bao giờ phát lại livestream đâu, like chỉ có like trực tiếp, còn phát lại là shop khác, trừ khi là người khác lấy like của em phát lại. Như đợt trước có một đợt ở trên Top Top ấy, em bị ăn cắp like xong phải phát lại ở trên đấy đấy. Nhưng đợt này thì không thấy khách kêu thì chắc là không có, không biết như thế nào nữa. Nhưng mà like nhà em là livestream trực tiếp, em tương tác với mọi người trực tiếp là mọi người biết chứ. Mọi người bảo em cái gì lên cái gì, hỏi giá bao nhiêu mà em trả lời lại thì có nghĩa là em đang tương tác. Ví dụ nhá,
Chị Như cho em chốt đơn, chị Nhung Hoàng em chốt đơn, chị Phượng Moon em chốt đơn, chị Vân, chị Huỳnh Gia em chốt đơn, chị Thảo Nguyên em chốt đơn, chị nói chung là đấy, các chị đang chốt đơn em đọc tên có đúng các chị không? Chị Phúc Hàng em, chị Phùng Hàng em chốt đơn, chị gì ạ? Chị Thương em chốt đơn, chị Thương lên số điện thoại 2 áo QC lên số điện thoại giúp em. Đó. Đây là em đang livestream trực tiếp nhé, khỏi phát lại đâu. Chị Hân Võ, chị Vũ Yến em chốt đơn nha. Quần này sẽ ghi giúp em là quần kẻ đen em chốt trong live là 75.000, còn áo em đang mặc sẽ là áo QC, áo QC 136.000. Đây, màu em đang mặc sẽ là màu bò. Màu này sẽ gọi là màu bò nha các chị nhá. Quần là 75, áo là 136.000 hàng Quảng Châu. Quần là có kẻ nâu, quần là có kẻ xanh và quần là có kẻ đen, có 3 màu kẻ, 75.000 đồng. Chị cao mét bao nhiêu? Em cao 1m6 và nặng 49 cân. Được chưa? Còn áo này thì sẽ có 5 màu. Áo QC này sẽ có 5 màu, màu tím nữa, thật bây giờ em không dám sắm mặc đâu, bao giờ về nhiều mới mặc. Đen, tím, trắng, bò và xanh, bởi vì màu tím siêu đắt hàng. Màu tím đắt hàng ở top 1 luôn. Tím với bò là hai màu đắt hàng nhất. Chị Lài Nguyễn ơi lên số điện thoại giúp em. Còn ví dụ như màu trắng, màu đen là đắt hàng tiếp theo. Còn màu xanh là màu bán được ít nhất. Áo này nó là chất kiểu như thế này này. Nhìn kỹ giúp em nhé. Em chả biết gọi là chất gì. Đẹp lắm. Quần kẻ nào ok, chị Lê Vân lên số điện thoại giúp em nha. Váy suông là các chị muốn lên váy gì nhỉ? Áo trắng có cổ bao nhiêu em? Áo trắng có cổ là áo gì ta? Áo trắng có cổ. Em không biết chị nói áo nào luôn đó. Đọc mã hộ em được không? Áo này thì là A50 này, con này thì là sơ mi gấu này. Còn con này chắc là sơ mi ong gì đó này, còn con này là sơ mi ngựa này. Đấy. Dép về rồi, dép ngày hôm qua về được hơn 500 đôi đủ size rồi đấy. 35 36 37 38 và 39 em chốt trong live là 91.000, giá cũ em bán là 94.000, đưa đang chốt là 91.000. À có những màu gì? Dạ áo có 5 màu. Áo QC bò, QC đen, QC tím, QC trắng và QC xanh. Màu bò là màu em đang mặc, được chưa? Áo quần có màu gì? Quần em có 3 màu, em vừa lên xong đấy ạ. Váy hoa bao nhiêu? Váy hoa của em là 188 và 189 tùy mẫu. À 198 và 188 tùy mẫu. Thử màu trắng đi bạn. Lên V4 đi em. À đúng rồi, V4 em về được hàng rồi đấy. Ok. V4 em về được hàng rồi đấy mọi người. V4 này của em sẽ có tất cả là gì ạ? Có 2 màu. V4 của em có màu bò và V4 của em có màu đen. V4 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em nhá. Dép không bán màu đen, tại vì dép đợt trước em nhập màu đen rồi bị bán ế. Nhìn thấy em không chị Phương Anh ơi, có thấy nhá, lên áo cổ U, ok. À để em lên nốt cổ U, cổ U em vẫn chốt trong live cho các chị chỉ có 59.000 đồng thôi. 59.000 đồng cho tất cả các chị dồn đơn hoặc lấy từ hai áo cổ U nhá. Còn một áo em không đi đơn được đâu, mọi người không chia sẻ lên 2.000 em chỉ tặng 2 người thôi nhá. Em hứa là tặng 3 người nhưng mà nếu lượt chia sẻ không đủ thì em chỉ tặng 2 người thôi. Em nói luôn trên livestream là như vậy nhá. Lên áo cổ U đi chị, đây em lên áo cổ U xong em sẽ lên V4 tay cổ U của em đây. Cổ U đủ màu và em vẫn chốt trong live cho các chị chỉ có 59.000 đồng một áo cổ U thôi. Ai mua cổ U nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi. Áo là em phải bán lên đến hơn 5.000 con, siêu đắt hàng luôn. Nó chỉ có 59.000, đợt đầu em bán là 63. Bây giờ em đang giảm cho mọi người 59 nhưng nó rất là dễ mặc, nó là dáng ngắn vừa phải này, cổ U như này. Còn ví dụ như dòng này thì đắt hơn này, dòng này đắt hơn 10.000 một áo. Mã này sẽ ghi giúp em là U bò, U hồng, U đen, U xanh, U trắng và U nâu. Em sẽ mặc luôn cho các chị màu ngoài cùng với U nâu này đi. 59.000 đồng. Và khách của em là hay lấy cái set cổ U với quần kẻ này mặc với nhau rất là hợp, với em mặc rất nhiều lần rồi. Còn áo em đang mặc thì sẽ gọi là áo QC bò. Giá bột tắm thì nửa cân sẽ là 85.000, còn một cân thì sẽ là 150.000 hay sao, em nhớ băng máng là như thế. Lên V4 đi chị, ok, sau mã này em sẽ lên V4, chờ em một chút nhá. Em lên con cổ U này xong em lên V4. Đây. Mọi người nhìn giúp em này, đó. Cổ U này của em này chỉ có 59.000 đồng một áo thôi. Nên không có lý do thì các chị không lấy hai áo. Lấy hai áo để đi đơn chứ một áo bên em không đi đơn được, hoặc các chị dồn đơn với sản phẩm khác. Cổ U màu em đang mặc sẽ là màu nâu và em đang mặc với quần kẻ nâu. 75.000 cộng 59.000. Giá cũ là 79 và 63 đấy mọi người. Em đọc cho mọi người bằng màu cổ U. Cổ U màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Cổ U màu thứ hai cho em sẽ là màu bò. Cổ U màu thứ ba cho em sẽ là màu hồng. Cổ U màu thứ tư cho em sẽ là màu đen. Màu thứ năm sẽ là màu xanh và màu cuối cùng sẽ là màu trắng. Thật ra xanh với trắng chỉ là hai cái màu gọi là bán kèm. Còn những màu chủ đạo em bán là màu bò, chủ đạo em bán là màu bò, màu đen, màu trắng và màu nâu thôi. 59.000 đồng một áo cổ U kèm màu và kèm số điện thoại. Áo bún là cái gì chị ơi? Áo dây thái này, còn áo bún là áo gì ạ? Ghi giúp em mã này sẽ là quần kẻ nâu và cổ U. 59.000 đồng một áo và 75.000 đồng một quần. Cổ U hai màu xanh, chị Nga Trương ơi lên số điện thoại giúp em. Chị An Phạm cổ U nâu đen lên số điện thoại giúp em nhé. Các chị đặt hàng vui lòng lên số điện thoại giúp em với. Ghi quần là phải ghi rõ quần kẻ nâu. Ok, chị Bảo Ngọc lên số điện thoại giúp em. Được chưa? Chị nào nữa lấy nữa chốt giúp em là
quần kẻ nâu và áo cổ U, cách số điện thoại. Sau mã này em sẽ lên cho mọi người váy V4, và sau váy V4 em sẽ lên cho mọi người chân váy và mặc về lại mấy cái áo sơ mi này một lần nữa nha các chị nha. Lên thun đi chị. Áo phông thì đợt này em cũng không có quá nhiều mẫu đâu. À ngoài ra em có cái váy áo gấu kẻ trưa nay chưa lên. V4 đi chị. Ok, chị nào lấy quần kẻ nữa chốt giúp em này. Chị nào lấy áo cổ U nữa chốt giúp em nhá. Cổ U kèm màu và kèm số điện thoại 59.000 đồng. Quần kẻ này là bao nhiêu ạ? 75.000 đồng. Em nói thật là không có một cái lý do gì các chị bỏ lỡ đâu. Nó rất là đẹp luôn. Và cái chân váy CV9 của em nữa, trời ơi, toàn hàng hot thôi. Cổ U nâu, cổ U bò, cổ U đen, cổ U hồng, cổ U đen, cổ U xanh và cổ U trắng. CV9 của em đây, 97.000 đồng. Bán đi bán lại mới có 2 livestream. Livestream trước là bán được 900 mấy và livestream này ít nhất cũng phải 500 chiếc nữa đây này. Mọi người thấy chưa? Ví dụ như đơn giản mọi người mặc cái CV9 này với cổ U nó đã đủ đẹp rồi. Chưa cần phải mặc cái gì khác. Áo chị đang mặc là cổ U 59.000 ạ. Áo em đang mặc là cổ U nâu 59.000 đồng. Cổ U là em có 6 màu em vừa đọc rồi đấy. Bây giờ em sẽ lên V4. V4 này là em về được hàng rồi nhá. V4 này là em về được hàng. V4 này em bán siêu đắt hàng luôn. Ngày đầu tiên tung ra em bán được màu bò, hiện tại đang hết. Màu bò chưa về đâu, màu đen nhá. Nhưng màu đen là màu em bán được nhiều hơn. Màu bò gì? Ngày đầu tiên em tung cái váy V4 này ra em bán được hơn 700 chiếc. Bây giờ em sẽ lên V4 luôn nhá. Dép của em là full size 35, 36, 37, 38 và 39. Dép của em chỉ có 91.000 đồng thôi. CV9 mặc với áo ngôi sao được không chị? Quá được luôn em. Quá được luôn chứ phải được em. Mặc được mà, quá là đẹp luôn á, em đóng thùng vào cũng được, em bỏ ra cũng được luôn. Và em đang mặc sẽ là V4, V4 này em chốt trong like cho các chị là 174.000 đồng. Siêu đắt hàng luôn, em bảo siêu đắt hàng, cái chất này đẹp lắm. Chất này em bao có thể giặt máy, không bai, không xù, không xão, không nhăn, không phai màu. Cam kết luôn, chất là đẹp lắm luôn. Ghi cho em mã này sẽ là váy V4 đen và cách số điện thoại. V4 của em có tất cả là hai màu là màu bò và màu đen, nhưng mà màu bò tạm thời đang hết, chắc là mai ngày kia là sẽ về thôi. Mã này thì em vẫn bán trường kỳ luôn. Bán trường kỳ rất là lâu luôn, tại vì đắt hàng thì vẫn cứ bán thôi. V4 màu em đang mặc sẽ là màu đen và V4 màu em đang cầm ở đây sẽ là màu bò. Em có tất cả là hai màu đen bò. Form này thì co giãn, không phải không, form này thì rộng rãi thoải mái cho các chị đến 70 cân đổ về mặc được. Ghi cho em mã này sẽ là V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Rồi sau mã này em sẽ lên một loạt chân váy và rìa và áo sơ mi một lần nữa. Ghi cho em mã này sẽ là V4 màu rìa màu đen và kia cho em sẽ là V4 màu bò. Em có tất cả là hai màu. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 174.000 đồng. Thật sự váy này không mua tiếc đấy. Váy này mặc đẹp lắm luôn. Em bảo ngày đầu tiên em tung ra em bán được 700 chiếc mà. Và từ hôm đấy giờ em bán nhiều lần lắm rồi. Số lượng rất nhiều, đến mấy nghìn con rồi. Chị nào lấy nó chốt luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên CV8 CV8 nhá. CV8 đi. CV8 màu đây. CV8 của em đây. Em mặc CV8 sau đó em sẽ mặc với sơ mi ví dụ như là A50 trước đi. A50 là một, lấy cho em một loạt cả A50 này cả kẻ nâu đây cho em luôn. Khách của em bảo là A50 là cái sơ mi đáng mua nhất ở nhà em. Em bảo tại sao khách có thể khẳng định được như thế? Thì bạn ấy bảo là em đã mua hết tất cả mã sơ mi nhà chị rồi. Thì em mới đưa ra cái đánh giá như vậy. Đấy, khách bảo như vậy. Quên mất tên khách là cái gì rồi, nhưng mà khách quen. Không nhớ tên nữa vì khi lúc nãy lướt qua nhanh quá. Rồi bây giờ em sẽ lên một loạt sơ mi với chân váy này cho các chị luôn nhá. Được chưa? Và em đang mặc sẽ là V4 đen 174.000 đồng. V4 đen và V4 bò, tuy nhiên là màu bò hình như đang hết rồi. Gấu kẻ ok, bây giờ mặc chân váy rồi em sẽ mặc cả gấu kẻ luôn cho các chị nhá. Chờ em một chút thôi. Đầm đang mặc bao nhiêu và em đang mặc sẽ là V4 đen. V4 đen và cách số điện thoại. Hai bên của túi này 174.000. Nghe kỹ giúp em nhá. Túi em đeo thì hiện tại đang hết hàng rồi chị ạ. Ok, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người. Túi chị đem ạ. Túi chị đeo mã là gì? Túi em đang đeo mã là hết hàng. Lúc nào về thì em sẽ đọc mã, chứ bây giờ đọc mã rồi hết hàng mọi người vẫn comment thì cuối cùng lại vẫn không có hàng cho mọi người. Thế nên là tốt nhất là em sẽ không đọc mã. Khi nào mà hàng về được lúc đấy em mới đọc mã, gì lúc đấy mọi người hãng đặt nhá. Bây giờ em đang mặc ở đây sẽ là CV gì ạ? CV8 màu ghi. CV8 màu ghi. Dép em đang đeo chị ghi giúp em là dép trắng kèm ghi là dép thôi, dép kèm size thôi chị ạ. 91.000 đồng. Đầu tiên em sẽ mặc cho mọi người mã này này. À, em hứa là lên gấu kẻ trước. Ok, đầu tiên em lên con gấu kẻ đã. Gấu kẻ của em không biết áo mẫu đâu, được lấy luôn cái này nhá. Gấu kẻ à, ok, bên kia. Gấu kẻ em chốt trong like cho các chị là 97.000 đồng. 97.000 đồng. Gấu kẻ và cách số điện thoại. Form nhà em là form to dấu quần nha các chị. À không phải, con này là ấy rồi. Form nhà em là form to dấu quần. Gấu kẻ và cách số điện thoại nha các chị nha. Chị ơi, váy xoắn mã là gì? Váy xoắn mã là váy xoắn luôn. Chỉ cần ghi là váy xoắn. Anh nghe điện thoại kia. Quần vải cặp chung đằng sau là cái gì ta? Đây mọi người nhìn giúp em. Quá đẹp luôn. Đây nhá. Gấu gì ạ? Gấu. Đây mọi người nhìn giúp em đẹp chưa? Gấu kẻ và cách số điện thoại. Đây.
Gấu kẻ và cách số điện thoại em chốt ở trong live stream này cho các chị là bao nhiêu? Gấu kẻ đẹp, em cảm ơn chị, con này năm ngoái em bán cực kỳ nhiều, 97.000 đồng. Mà năm ngoái em bán trăm mấy, năm nay là rẻ hơn, năm nay nhập được rẻ hơn nên bán rẻ hơn. Và thật ra là năm nay em lời ít hơn, mỗi một năm em lại lời ít hơn một tí. Tại sao ạ? Tại vì mỗi một năm khách của em lại nhiều hơn một trộm vía. Mua rồi mặc đẹp, em cảm ơn chị, khách của em mỗi một năm trộm vía lại nhiều lên một tí. Thì mỗi một năm em lại bán rẻ xuống một tí. Tại vì sao? Khi mà số lượng khách lớn ấy, thì em sẽ làm được số lượng lớn. Khi làm được số lượng lớn thì em sẽ được giá tốt. Và khi được giá tốt thì em lại càng bán rẻ. Đấy, ví dụ nhé, hot girl người ta phải lãi một cái hàng trăm nghìn. Nhưng người ta có thể mã đó, người ta chỉ bán được mấy chục con. Một cái của em có những cái em chỉ lãi 10.000, 8.000, tối đa là 13.000, 15.000. Nhưng một cái em toàn bán mấy nghìn chiếc. Tính ra thì nói thật là em vẫn kiếm tiền bình thường ạ. Chứ cũng chả phải là bán hàng vì đam mê đâu. Nhưng chỉ có là mình mất công hơn thôi, mình vất vả hơn thôi. Nhưng mà tóm lại là khách mua được đồ đẹp, rẻ và ủng hộ thì em vẫn cứ là ok thôi. Chứ nói thật bán cao làm sao bán được số lượng nhiều. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là CV8. Và áo này sẽ là áo gấu kẻ. Gấu kẻ này em chốt trong line là 97.000. Còn CV8 của em thì có 3 màu, em chốt trong line là 128.000, hàng Quảng Châu, được chưa? CV8 này của em sẽ là màu ghi, CV8 này của em sẽ là màu nâu, và CV8 màu này cho em sẽ là màu đen. Em chốt trong line cho các chị là 128.000, full 3 size SML, từ 45 cho đến 45, 8, 59 cân là có thể mặc được CV8 nhá. V4 em vừa lên xong rồi, chắc là chị vừa thoát ra đấy chứ. Em vừa lên V4 xong rồi đấy ạ. Ok, vậy em lên một loạt sơ mi luôn. Chị nào lấy gấu kẻ em đang mặc ở chốt luôn giúp em nhá. Nhớ giúp em chia sẻ đủ 2.000 lượt đi để em tặng 3 người như em đã hứa. Còn nếu không thì vẫn tặng 2 người bình thường. Nói chung là cứ đúng quy định đủ là em tặng. Mắt thì đã đủ rồi nhưng mà lượt chia sẻ thì chưa đủ. Bởi vì chia sẻ là phải 2.000 mốt thì cứ cho là 2.000 đi. Nói chung là buổi chiều thì cũng ít người chơi game lắm. Thì thôi, em tặng 2 người cũng được, tùy các chị thôi. Em cứ đủ điều kiện là em tặng. Được chưa? Em lên cái sơ mi này live stream em bán rất là đắt hàng. Sơ mi này các chị ghi giúp em là sơ mi kẻ nâu và cách số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là 128.000, siêu đắt hàng luôn. Thật ra cái họa tiết kẻ này á, thì năm nào cũng bán. Nhưng cái họa tiết kẻ này á, thì không năm nào hết hot được. Nó là cái họa tiết, thật sự là cái họa tiết sơ mi kẻ nâu này á, không năm nào hết hot được. Dù 10 năm nữa thì chắc chắn họa tiết này vẫn sẽ hot. Và thật ra họa tiết này đã có đây cách đây từ mấy chục năm trước rồi, chứ không phải là mới đâu. Nhưng cái họa tiết này mỗi năm thì may một kiểu áo khác nhau thôi. Năm thì cổ tàu, năm thì cổ bẻ, năm thì cổ vét, kiểu như vậy á. Ghi cho em mã này sẽ là sơ mi kẻ nâu và cách số điện thoại 128.000 đồng. Sơ mi kẻ nâu và cách số điện thoại 128.000 đồng giúp em. Cho mình xem lại bằng một áo lệch vai. Ok, để em lấy cho chị áo lệch vai, là một cái áo đỉnh của chóp của nhà em. Thật sự là rất là hot. Lệch vai nhà em đây. Em chốt trong line nó chỉ là 68.000. Thật sự là em chỉ dùng từ thôi, đỉnh của chóp. Bởi vì cứ lên là chốt, và chốt rất là nhiều. Em cứ lên là khách chốt rất là nhiều. Thế nên mà thật ra là nó đẹp. Và so với giá tiền thì nó rẻ. So với giá tiền 68.000 thì là quá rẻ đấy. Lệch vai trắng, lệch vai sữa, lệch vai đen và lệch vai nâu 68.000 đồng. Chân váy em đang mặc là 128.000 đồng. Em qua mẫu sơ mi ở đây. Sơ mi em đang mặc sẽ là sơ mi kẻ nâu. Bây giờ em sẽ lên sang cái con A50 nhá. Và em lên luôn sang con A50 cho các chị nhá. Bộ Mickey còn không? Bộ Mickey là bộ nào? Bây giờ hỏi như thế, nói thật em không nhớ được ấy. Bây giờ em lên cho mọi người mã A50. Khách em bảo là đây là cái áo đáng mua nhất ở nhà em. Khách bảo như vậy ấy. Nhưng mà bản thân em thì thật ra là lúc đầu là hơi ngạc nhiên vì cái số lượng mà em bán được. Thật ra là trong suy nghĩ thì em cũng chỉ nghĩ là áo bán áo này thì chắc là cũng vừa vừa, không nhiều đâu. Cũng chắc là khoảng một line 500 chiếc là cũng gọi là giỏi rồi. Nhưng cuối cùng like đầu tiên áo này em bán là 1.400 chiếc. Và hôm đấy là cái sản phẩm, đây là cái sản phẩm mà bán được nhiều nhất. Cái áo em đang mặc ở đây này là sản phẩm bán được nhiều nhất. Chị Giang Lê ơi, lên số điện thoại giúp em. Ghi cho em mã này là A50 và cách số điện thoại. Set này thì chỉ dùng một từ thôi, trẻ. Siêu trẻ luôn. Thôi hai từ đi, siêu trẻ. Mặc set này vào khách bảo là mà em mặc A50 với CV8 như sinh viên luôn, như học sinh luôn chứ, khách bảo như vậy á. Khách bảo là khách mặc mà nhìn như học sinh luôn ấy. Mọi người nhìn giúp em. Còn em Linh năm nay 32 tuổi thì mặc nhìn cũng trẻ hơn ít nhất là phải được 3 tuổi so với tuổi thật của em, đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là A50 và cách số điện thoại. Còn chân và em đang mặc sẽ là CV8 kèm màu kèm size, hoặc CV8 kèm màu kèm cân nặng, nhân viên bên em chốt size, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là A50 và chân váy này sẽ là CV8 ghi. A50 và CV8 ghi, cách số điện thoại giúp em. Túi em đang nào hiện tại hết hàng rồi, được chưa? CV8 ghi của em có tất cả là 3, CV8 này của em có 3 màu, màu ghi, màu đen và màu nâu. Còn áo này sẽ là A50. A50 của em là 107.000 đồng thôi. Em bảo mọi người, 107.000 một áo, bán một live bán được 1.400 chiếc, bán livestream tiếp theo bán được 500 mấy. Tóm lại áo này đến giờ phút này em bán được hơn 2.000 chiếc rồi, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là CV8 nâu, CV8 ghi và CV8 đen. Túi em đang đeo tạm hết, lúc nào hàng về em sẽ thông báo sau nhé.
túi này tặng hết. Được chưa? Túi này của em là túi nhỏ nhưng mà hết rồi. Và túi này không được được điện thoại đâu. Chỉ được được son phấn rồi thẻ rồi tiền linh tinh, như điện thoại thì không để được. Ghi cho em mã này sẽ là A50 và CV8000. Cứ mặc lên là khách chốt đơn, mặc áo này em nó thuộc set này hai từ. Siêu trẻ. Được chưa? Rồi nhìn giúp em, nhìn từ đằng sau này, nhìn ra đằng trước này. Mọi người búi tóc lên rồi mọi người đeo thêm một cái kính, hoặc là nói chung là rất là trẻ luôn. Không, chân váy này bắt buộc phải có quần bên trong chị ơi. Này, một cái quần như quần đùi bình thường đó, bởi vì chân váy này nếu như không có quần ở bên trong á thì các chị chỉ cần hẩy nhẹ lên một cái là lộ luôn à. Không thể nào những chân váy này không có lót quần bên trong được. Em vừa nhận được áo phông và váy xoắn chất đẹp lắm chị ơi. Em vừa nhận được áo phông và váy xoắn chất đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn Nguyễn Thị Tình, các chị thấy chưa, váy xoắn nhà em không có một chưa đến giờ phút này là chưa có một khách nào chê cái váy xoắn này. Cứ lên là chốt đơn, lên là chốt đơn. Em nghĩ váy này chắc phải bán nửa tháng đến một tháng rồi mới bỏ mẫu được mất ấy. Thật luôn ấy. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Sơ mi A50 và cách số điện thoại. Được chưa? Em qua mẫu luôn nhá. Bây giờ em lên cái gì nào? Chân váy bao nhiêu ký vừa? Chân váy này tối đa 58, 59 ký. Chân váy này phải có size chứ chị. 3 size SML. Biết size gì để lại size. À quên, line này chưa lên Q99. Trời ơi. Một cái mã quần đỉnh cao như thế mà em có thể quên được. Chán em thật đấy các bác ạ. Q99 đỉnh cao như thế cũng thể quên không lên được. Q99 nhà em đây, em lên luôn cho các chị xem. Q99 hôm nay nhận được áo với chân váy đẹp lắm em. Em cảm ơn chị Hằng Nguyễn rất là nhiều. Và con Q99 này hôm nay mặc cho mọi người với áo lệch vai cũng đẹp, chứ không phải là lệch vai thì chỉ có thể mặc với chân váy đâu. Sơ mi A50 em đang mặc đây này chị à, nước, hoa nước ơi. A50 lên số giúp em nha chị. Eo 90 em không biết. Eo 90 chị hỏi mẫu nào? Mẫu em đang mặc á hay mẫu nào? Mẫu em đang mặc với eo 90 chắc không vừa đâu. Ok, cái phông trơn này em xả cho các chị luôn này. Phông trơn này em còn ít không đủ màu đâu. Bây giờ chỉ còn những màu này thôi này. Màu trắng là hết rồi này. Đây. Phông trơn này bây giờ em còn 4 màu này, trắng đen là 2 màu chủ đạo, cả đỏ nữa em bán được thì bây giờ hết rồi. Chị vừa đã nhận đến shipper, nhà em shipper còn bảo shop này bán hàng chuẩn, anh không thấy em bom hàng bao giờ, thề con gì đấy. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Shop này bán hàng chuẩn, không thấy em bom hàng bao giờ, em cảm ơn chị nha. Ghi cho em mã này sẽ là phông trơn, em xả cho các chị luôn. 40.000 không chọn màu giúp em. Mình chỉ ghi là phông trơn và cách số điện thoại thôi, anh nhớ nốt vào này. Phông trơn, một là mọi người sẽ nhận được màu ghi, hai là mọi người sẽ nhận được màu hồng, ba là sẽ nhận được màu nâu, và bốn sẽ là màu cam. Bốn màu này, chỉ còn bốn màu này thôi đúng không? Em xả luôn là 40.000. Các chị sẽ nhận được một trong bốn màu này. Thì ghi là phông trơn và cách số điện thoại 40.000. Lấy hai áo thì ghi là hai phông trơn, và lấy ba áo thì ghi là ba phông trơn. Bởi vì bây giờ màu trắng hết, màu đen hết, màu đỏ hết, rồi là màu xanh, xanh gì cũng hết. Tóm lại là bây giờ em chỉ còn bốn màu này thôi. Thì em xả 40.000 cho các chị dồn đơn thôi, chứ còn chị nào đơn mới mà mình áo này thì em cũng không ship đâu nha. Sơ mi chị đang mặc bao nhiêu? Sơ mi em vừa cởi ra là con này là A50, được chưa? Phông trơn và cách số điện thoại, không chọn màu giúp em. Một là màu này, hai là màu này, ba là màu này và bốn là màu này. Em xả với giá là 40.000 một áo. Mình nghe kỹ giá nha. 40.000 một áo không chọn màu. Không chọn màu, ai cảm thấy ok về cái xả lỗ không chọn màu thì mình đặt. Còn nếu mà thích chọn màu thì thôi, mình không đặt. Không phải đến lúc nhận hàng là ủa sao mình chị thích màu này, sao em lại ship cho chị màu này là thôi luôn đấy nhá. Đây quần em đang cầm đây. Q99, bác nào mua Q99 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi có được không ạ? Bác nào mua Q99 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi có được không ạ? Phông trơn cốm. À phông trơn 42 cái, ok chị. Q99 nhà em bảo năm ngoái em bán hơn 10.000 chiếc. Năm nay em tiếp tục bán lại và ra đầu tiên tung ra bán hơn 1.500 chiếc. Khủng khiếp luôn. Áo đầm xoắn eo, treo free size sao phải xốp. Đúng rồi chị ơi, đội đầm váy xoắn eo đấy của em là free size 70 cân đổ về mặc được. À, áo caro vừa mặc áo vừa mở cởi ra là áo này này, gọi là A50 không phải caro đâu ạ. Nha, bây giờ em sẽ mặc sang cho mọi người. Áo lệch vai và mặc với quần Q99. Hợp lý luôn. Áo lệch vai và mặc với quần Q99. Các chị nhìn giúp em này. Đó, đẹp chưa? Áo lệch vai em đang mặc là màu nâu và mặc với Q99 màu đen. Nguyên set này. Cái like đấy hôm nay em bán cái số lượng khủng khiếp cả áo và quần luôn. Q99 năm ngoái em bán là 128.000. Năm nay em chốt cho các chị là 118.000 đồng một quần. Và nhà em là 2 size ML, dưới 55 cân mình lấy giúp em size M. Từ 56 đến tầm 68 cân, 70 cân mình lấy giúp em size L. Em có Q99 màu đen, em có Q99 màu nâu và em có Q99 màu trắng. Em có tất cả là 3 màu và có tất cả là 2 size ML. Dưới 55 cân mình lấy giúp em size M. Và từ 56 đến 68, 70 cân mình lấy giúp em size L. Chất này là rất u mì hàn, co giãn và quần chun, cho nên là em không bán size S. Tại vì là quần này phải mặc to mới đẹp, cho nên là em không bán size S. Q99
Q99 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Còn áo này cho em sẽ là áo lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại, 68.000 đồng một áo. 68.000 đồng một áo lệch vai, em có đủ màu. Lệch vai màu em đang mặc sẽ là màu nâu, 65 cân mặc được chị ơi. Màu này sẽ là màu đen, màu này cho em sẽ là màu sữa và màu này cho em thực ra bên ngoài nó hơi hồng hồng ấy. Em gọi nó là màu sữa và màu này cho em sẽ là màu trắng. Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này cho các chị là 68. Các chị dùng phép tính đi. Quy chỉ nhìn chị đã mua đủ màu quá ok. Em cảm ơn chị Thúy Phương rất là nhiều. Thật ra là một cái mã quần mà bán năm ngoái hơn 10.000 mà năm nay bán lại đến bây giờ là hơn 4.000 chiếc rồi. Thì các chị biết nó phải hot như thế nào, nó phải hot lắm ấy. Chứ gần như mà không có mã nào năm ngoái bán 10.000 mà năm nay bán lại đâu. Ví dụ con Q44 năm ngoái em bán hơn 10.000 nhưng năm nay em dừng mẫu. Bởi vì năm nay bán cũng không bán được nữa, mọi người mua hết rồi. Nhưng Q99 này mọi người mua rồi mới quay lại mua đủ màu luôn. Thậm chí có những người còn mua square để sợ sau này em bỏ mẫu là không mua được nữa, bởi vì cái mẫu này mặc sướng quá. Thật sự luôn, Q99 màu nâu, Q99 màu đen và Q99 màu trắng như em đang cầm ở đây. Q99 kèm màu kèm size hoặc Q99 kèm màu kèm cân nặng như em đi chốt size. Em chốt trong livestream này cho các chị là 118.000 đồng. Còn lệch vai em đang mặc, nếu như mà để mà nói mặc đẹp nhất á thì phải mặc lệch xuống như nó mới đẹp nhất này. Đó. Đó, nhưng mà không phải ai cũng thích mặc kiểu này và không phải ai cũng mặc được. Chị Duy Đức Nguyễn 2 lệch vai lên số điện thoại giúp em đi ạ. Thì mọi người mặc như thế này cho em, bình thường như một cái áo cổ thuyền thôi. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai kèm màu kèm số điện thoại. Q99 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên bên em chốt size. Được chưa? Túi này thì hiện tại em đang hết hàng rồi, lúc nào hàng về thì em sẽ thông báo sau. Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại. Ngoài ra thì mọi người có thể mặc kèm với cái cổ Đức này cũng sẽ rất là đẹp. Cổ Đức này của em có bao nhiêu, để check lại giá, 68 hay 69 thế nhỉ? 68 hay 69 này, cổ Đức mặc với cái quần này cũng sẽ rất là đẹp luôn. Em sẽ mặc cho mọi người màu cam con cổ Đức này đi, có 60.000 thôi. Nói chung là toàn hàng vừa rẻ vừa đẹp. Không mua là này, cái màu cam này đỉnh vãi trưởng luôn. 69.000 đồng, em qua mẫu luôn nhá. Nói chung là con lệch vai này không lên, chứ còn lên là chỉ có chốt đơn thôi. Không lên chứ lên là chốt đơn. Mình mua Q99 rồi màu nâu 70kg mặc vẫn xinh. Em cảm ơn chị rất là nhiều, các chị thấy chưa? Mình mua Q99 rồi màu nâu 70 cân mặc vẫn xinh đó mọi người. Mà em tư vấn là đến 68-70 được cái size to nhất. Bởi vì form nhà em là form to. Các chị thích form nhỏ hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà em bán form to nhà em ý. Kể cả bản thân em có thích bán form to nhỏ cũng không bán được. Không bán được. Cứ mẫu nào form nhỏ là y như rằng bán ế mọi người ạ. Thế là nó không thể bán được, cái số phận là không bán được form nhỏ ấy. Chỉ bán là form to. Từ đó là em cũng thành cái thói quen là chỉ bán hàng form to thôi. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Ui, con này mặc vào đỉnh vãi luôn trời. Con cổ Đức cái này 69.000 đồng mà mặc như thế này. Chịu luôn, mọi người nhìn thấy chưa? Có giãn thoải mái, 60 cân đổ về mặc được. Mã này sẽ ghi giúp em là cổ Đức cam. Cổ Đức này em có đủ màu, 69.000 đồng một áo. Trời ơi là trời. Thật là muốn xỉu, mọi người thấy chưa? Cổ Đức này 69.000, quần này 118.000, cả set này chưa đến 200.000. Em bắt các chị kiểm hàng trước khi các chị giật tiền. Em ơi, không mua thì phí cuộc đời. Em có cổ Đức màu này cho em sẽ là màu cam. Cổ Đức màu này sẽ là màu xanh ngọc. Cổ Đức màu này sẽ là màu đen. Và cổ Đức màu này sẽ là màu xanh lá. Trời ơi, nhìn vào móng tay kinh quá cơ. Cổ Đức chị xinh hip 1A50 lên số điện thoại giúp em nha. Túi em đang hết hàng, lúc nào hàng về em sẽ bán sau. Quần này của em là vải u mì Hàn. Và quần này của em có size thoải mái đến 68-70 cân. Không vừa em cho chị hoàn hàng lại. Dưới 5 cân lấy S, từ 56 đến 70 cân lấy M. Bởi vì nó là quần chun nên nó giãn rất là nhiều. Cho nên là tỷ lệ giữa các size không phải như những quần khác. Mà người thấy chưa, nó là quần chun. Nó là quần chun mà chất lại còn chất u mì co giãn nữa. Cái chất nó cũng co giãn mà cái quần nó cũng là quần chun giãn. Thành ra là quần này em chỉ bán ML không bán S nha. Ghi cho em mã này sẽ là Q99 trắng, Q99 nâu và Q99 đen giống như em đang mặc. Em chốt trong làn để cho các chị là bao nhiêu ạ? 118.000 đồng. Chị Jerry Hằng một lệch vai lên số điện thoại giúp em. Chị Thảo My lệch vai lên số điện thoại giúp em. Kim Anh Phạm Samyong lên số điện thoại giúp em. Còn cổ Đức em đang mặc là 69.000 đồng. Cổ Đức màu em đang mặc sẽ là cổ Đức cam. Cổ Đức màu này sẽ là cổ Đức xanh ngọc. Màu này sẽ là cổ Đức đen. Và màu này sẽ là cổ Đức xanh lá. Em có 4 màu ở đây. Em chốt trong làn để cho các chỉ là 69.000 đồng một cổ Đức thôi. Được chưa? Em qua mẫu rồi ở đây nhá. Chị nào lấy Q99 đã chốt luôn và cổ Đức nữa thì comment nó giúp em là cổ Đức nhá. Và ví dụ như với quần này các chị mặc với con áo ngôi sao cũng siêu đẹp luôn. Con áo ngôi sao hàng tàu mà 79.000 đồng ấy. Hai quần này các chị mặc với con G6 này cũng đẹp luôn. Em đã bảo là toàn những cái hàng cực kỳ hợp lý về giá tiền, về mọi thứ luôn ấy. Hợp lý về mọi thứ luôn. Ví dụ như quần này nhá, các chị đóng thùng với áo này này cũng siêu đẹp này. Em chưa cần thử em cũng biết là đẹp rồi đấy này. Đóng thùng với quần này. Hoặc mọi người mặc với cái áo ngôi sao nâu, hoặc là ngôi sao đen, hoặc một ngôi sao trắng đều được. Ok, chị lấy Q99 nặng 64, cao 1m59. Chị Tâm Vũ ơi, chị lên số điện thoại giúp em nhé. Nói chung là điều bắt buộc ấy, là mọi người phải lên số điện thoại. Đó là điều bắt buộc.
sau khi lên đố điện thoại lúc đấy muốn thêm, muốn bớt, muốn dồn, muốn hủy gì thì tính sau nha. Chân váy nhăn em còn ạ. À. Đây này, mọi người mặc này cho em này. Túi này của em sẽ gọi là túi VIP. Em có 3 màu chứ. Đây này, mặc không này. Đây là em mặc không này. Bây giờ em đóng thùng với quần này, em bảo em chưa cần thử, em cũng biết set này mặc lên sẽ đẹp. Bởi vì nó là cái set dễ mặc. Áo này dễ mặc, quần này dễ mặc. Thành ra là nó tóm lại là rất là hợp lý. Chị Phương spa lên số điện thoại giúp em. Đây mọi người thấy chưa? Áo này là 89.000 đồng, mã là G6. Quần này là 118.000 đồng, mã là gì ạ? Q99. Còn túi này của em sẽ có 3 màu. Túi này của em sẽ là túi VIP nâu này. Màu này cho em sẽ là túi VIP đen này. Và một màu cho em nữa sẽ là túi VIP trắng. Túi VIP này của em là có tổng 3 màu. 3 màu có cả màu trắng nữa. Em chốt trong line là 248.000 đồng nha các chị nha. Còn áo em đang mặc sẽ là G6. Quần em đang mặc sẽ là Q99. Đấy, cả bộ đấy 89.000 cộng 118.000 thì là cả bộ chỉ có hơn 200.000, một tí tẹo tẹo teo thôi, một tí tẹo tẹo teo thôi. 3 ngày đặt không thể shop gọi thì đặt lại luôn giúp em nhé. Ghi cho em mã này sẽ là G6 trắng, G6 đen và G6 nâu. G6 kèm màu kèm số điện thoại, hình thêu to đùng trà bá lửa, chất zip co giãn thoải mái đến 70 cân, 89.000. Còn quần em đang mặc sẽ là Q99, 118.000. Q99 của em là 118, em có đủ 3 màu, màu đen này, có màu nâu này và có màu trắng này, tổng 3 màu như em đang cầm ở đây, được chưa? Đây là mặt sau của nó, có cái nắp túi giả đây này, được chưa? Em chốt trong line này cho các chị là 118.000. Thì ghi là Q99 kèm màu kèm size hoặc Q99 kèm màu kèm cân nặng như bên chốt size. Còn áo này sẽ là gì? G6 màu trắng này, G6 màu đen này và G6 màu nâu, tổng 3 màu như em đang mặc ở đây này là 89.000 đồng, được chưa? 89.000 cộng 118.000 là cả bộ em đang mặc. Trời ơi, và phải kiểm hàng rồi mới thanh toán. Đẹp thì mới lấy, nghe rõ giúp em nha. Váy hoa chắc là like này em sẽ không lên đâu, bởi vì váy hoa em không xác định bán số lượng này, thôi chắc em chả bán nữa. Bán thế thôi, bán chơi chơi 100-200 thì là nghỉ mẫu không bán nữa. Bây giờ em bảo mọi người, ví dụ như là cũng set này, bây giờ em mặc với cái áo ngôi sao này, cũng cái quần này mặc với áo ngôi sao này cũng quá đẹp luôn này. Em nói rồi, nhiều sự lựa chọn, nhiều cách phối đồ, quan trọng là mình thích phối như thế nào và mình thích như thế nào và mình phù hợp như thế nào thôi. Nhiều cách lắm mọi người, mà toàn là rẻ thôi. Giá toàn là cứ mấy chục hoặc là hơn 100.000 một tẹo. Chứ còn cũng nhà em còn chả có nhiều mẫu hơn 150 cơ. Toàn chủ yếu là hơn dưới 150 cơ. Kể cả một cái áo Quảng Châu, một cái chân váy Quảng Châu cũng toàn dưới 150 thôi. Thành ra là đến nhà em gần như là khách có một cái thói quen là không cần hỏi giá. Thích mã nào là chốt thôi, không hỏi giá. Áo em vừa cởi ra là cái áo này là G6, còn áo em chuẩn bị mặc vào này gọi là áo ngôi sao nha. Túi hộp á, túi hộp là túi gì? Nhà em làm gì có túi hộp nhỉ? Nhà em có túi hộp á? Túi hộp về chưa chị? Túi hộp là túi gì? Đây mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Áo này sẽ ghi giúp em là áo ngôi sao và đang mặc với Q99 cũng rất là hợp luôn. Áo ngôi sao nâu, áo ngôi sao trắng và áo ngôi sao đen cũng 3 màu. Và con này là chất len hàng Quảng Châu. Hai quần nâu đen phải ghi rõ là Q99 nâu đen, chị Kim Ảnh ơi. Ok, set chip của em là 68.000 đồng cho tất cả các chị dồn đơn. Set chip của em là hàng tàu nhé. Set chip của em là 68.000 đồng cho tất cả các chị dồn đơn. Váy chú hề em lên 2 lần rồi chị. Còn quần này sẽ ghi giúp em là quần ngố thái. Quần ngố thái là 38.000 cho các chị dồn đơn. Set chip này là 68.000 bao gồm 3 quần. Lên CV9 đi chị. Ok, em sẽ mặc CV9 luôn. CV9 mặc với áo này cũng hợp lý luôn này. Từ từ để em tìm cái CV9 xem nó ở đâu ạ nhá. Vừa nãy mới thấy ở đây mà. CV9 à. Anh có treo CV9 không? Ở đây, đây. CV9 của em đây các chị ơi, còn đây là CV8 này, đây sẽ là CV9 này. Các chị nhìn giúp em này. Đây, CV9 này em chốt trong line là đây này, em đóng thùng. Lúc nãy chị nào hỏi em là áo này có mặc được với CV9 không? Đây, quần ngố thái là cái quần em đang mặc đây này, 38.000 này, mặc sướng lắm. 3 năm nay là em đều mặc là gì ạ? Gì nhỉ? Em 3 năm nay là em đều mặc cái gì nhỉ? Chết rồi. À, Q99 đúng không? Đúng rồi nhỉ, quần này nhà mình là Q99 còn gì? Tự nhiên em bị nhầm, em bị loát nhầm. Em bị tưởng là em nhớ nhầm mã. Ngào ngáo. Đây này. Vì là khách vừa bảo Q100 là em lại bị loát. Bị loát chậm, bị tưởng là em nhầm. Quần sóc ngắn bao nhiêu? Quần sóc ngắn là mã gì chị nhỉ? Đây. Áo ngôi sao 64 cân thoải mái chứ chị? Thoải mái luôn, chứ không phải là vừa hay không mà là thoải mái luôn. Đây mọi người mặc như này giúp em. Chân váy em đang mặc ở đây sẽ là CV9. Chị nào lúc nãy hỏi em là chị ơi, à Linh ơi, CV9 mặc có hợp với cả ngôi sao không? Ở đây em mặc luôn cho các chị xem. CV9 của em nó đẹp ở cái chỗ này này. Úi dồi ôi, và cái CV9 này mặc với cái áo lệch vai này, nhà em cũng đỉnh của chóp luôn. Lúc nãy mặc không biết 3 hay 4 lần rồi ấy. Mấy lần trong mấy live stream rồi. Ok, Kim Ảnh lên số điện thoại giúp em. Cái chân váy của em mọi người nhìn thấy chưa? Nó có một cái độ xòe bổng và nó là giá kiểu chữ A.
chứ nó không phải là xịt 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 như thế này, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, ghi cho em mã này sẽ là CV9 kèm size và kèm số điện thoại. CV9 này của em có 3 size SML và size to nhất thoải mái cho các chị 60 cân đổ về mặc được. Còn áo nước mặc thì sẽ là áo ngôi sao. Ngôi sao này là chất len hàng Quảng Châu, có 3 màu, màu đen, màu trắng và màu nâu. Em chốt trong live stream để cho các chị là 79.000. Còn chân váy em đang mặc thì sẽ là CV9. CV9 em chốt trong live cho các chị là 97.000. Các chị lấy 97 cộng 79 là ra cả bộ em đang mặc. Thì cả bộ này tính ra là có 176.000 thôi đúng không? 176.000 cả bộ em đang mặc. Có phải quá rẻ không? Áo ngôi sao nâu là 79, còn chân váy CV9 là 97. Chân váy này thì có 3 size SML, 49 cân đổ về nha em, mặc thì mặc size S. Và tất nhiên là có lớp lót quần ở đằng trong nhá. Nhiều chị cứ thắc mắc, em chả chưa thắc mắc thì em cũng trả lời luôn, bởi vì chắc chắn sẽ có người thắc mắc. Và cái này là 49 cân đổ về là mặc size S như em đang mặc. Từ tầm 50 đến tầm 55 cân, 54 cân là mặc giúp em size M. Và từ tầm 56 đến tầm 60 cân, 59, 60 cân là mặc giúp em size L. Ghi cho em mã này sẽ là CV9. CV9 44 cân và 1m50 thì mặc size S là ok nha. Là ok, cardigan xanh là cái gì, làm gì? Mùa này làm gì có cardigan đâu. Mùa này nhà em làm gì có cardigan gì, đồ gì đâu. Áo ngôi sao mấy màu Linh ơi, áo ngôi sao của em có 3 màu. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Màu thứ hai cho em sẽ là màu trắng. Và màu thứ ba cho em sẽ là màu đen. Không biết là nó lạc trôi đi đâu rồi. Em có 3 màu tất cả áo ngôi sao. Ở trên này này, chị nhìn ở góc này là sẽ thấy này, 3 màu này, màu đen, màu trắng, màu nâu và màu đen như em đang mặc. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Ví dụ em là áo ngôi sao kèm màu và kèm số điện thoại. CV9 cho chị Trần Vân, ok, lên số điện thoại giúp em nhé. Bữa thấy chân váy nó ra dáng A. Bữa thấy chân váy nó ra dáng A. Đây, nó là dáng A đây này chị. Nên nó hơi xòe ra dáng A này. Còn bình thường là nó phải như thế này này. Nếu mà mã bình thường mà bỏ sát vào người ấy. Còn chân váy này nó hơi xòe ra. Mọi người nhìn rõ không ạ? Nó hơi xòe ra một chút. À, quần tăm mã là gì chị ơi? Quần tăm á. Quần tăm của em mã là cái quần mà quần này á. Quần này thì sẽ gọi là... Quần này sẽ là Q100. Quần này của em sẽ là Q100. Có đủ màu. Chất nó là chất tăm. Q100 này em rớt trong ai là 118.000 đồng. Siêu hot. Quần này là quần đắt hàng tối ngày hôm qua. Siêu hot luôn. Quần tăm này là 118.000 đồng. Em có mã không phải quần tăm đâu nhá. Mã của nó sẽ là Q100. Q100 em có màu này sẽ là màu đen. Q100 em có màu này cho em sẽ là màu nâu. Q100 em có màu này cho em sẽ là màu sữa. Q100 màu này sẽ là màu hồng. Và Q100 màu này cho em sẽ là màu kem. Q100 này em chốt trong live cho các chị là gì ạ? Là 118.000. Còn chân váy em đang mặc thì sẽ là gì ạ? CV9. CV9 này là 97.000 đồng. Đó, hai mã đó mọi người nhá. Còn áo em đang mặc thì sẽ là áo ngôi sao. Chị nào lúc này giờ cứ hỏi mã váy này. Váy này sẽ gọi là váy chú hề. Váy này sẽ gọi cho em là váy chú hề. Váy chú hề này em chốt trong live stream này cho các chị là 156.000 thôi. Chắc chắn là cái váy đắt hàng ngang ngửa với, tức là trong line này thì nó ngang ngửa với con váy xoắn, chứ để mà nói về tổng thì không bao giờ nó ăn được con váy xoắn luôn. Chắc chắn là như vậy. Kể cả mã này là mã mới và váy xoắn là cái bán được 2 livestream rồi thì em đảm bảo cuối cùng thì chắc chắn con xoắn vẫn sẽ là con bán được số lượng nhiều hơn. Cái con váy xoắn này nó đỉnh lắm, mặc lên nó đỉnh vô cùng là đỉnh luôn. A50 bao nhiêu vậy? A50 của em là 107.000 đồng chị ạ. 107.000 đồng. Nhớ nhá, có đơn dồn set chip vào giúp em. Set chip của em là một là đang định đọc 168.000 đồng một set chip, bao gồm 3 quần 3 màu như thế này. Siêu xịn luôn. Khách bảo là nhận hàng set chip mặc mát quá nên bây giờ vào đặt thêm. Lúc nãy có khách comment như vậy ạ. Nhận hàng mát quá nên vào đặt thêm. Bây giờ em mặc lại váy chú hề cho mọi người nha. CV9 ok, ngôi sao đen chị Thanh Trúc lên số điện thoại giúp em. Cái này bao nhiêu cân cũng vừa, nhìn em kéo là mọi người biết rồi. Bao nhiêu cân vừa hết. Giãn lắm luôn ấy. Em like thêm tí nữa nha mọi người nha, khoảng 10 phút nữa. Áo chị mặc bao nhiêu một cái? Áo em vừa cởi ra ghi giúp em là áo ngôi sao. Áo em vừa cởi ra thì ghi giúp em là áo ngôi sao. Ồ, 1.900 được chia sẻ rồi, đủ rồi nè. Đủ 2.000 là tặng 3 người như em đã hứa. Được chưa nào? Đủ 3.000 là tặng 2 người như em, 3 người như em đã hứa. Người đầu tiên là 150, 2 người tiếp theo mỗi người 100. Chip cạp bình thường chị ạ. Chip này cạp bình thường. Đây này, em bóc một cái cho các chị xem đây này. Bóc ra đây rồi này. Không biết cái này gọi là cạp cao hay là cạp bình thường, nhưng không phải là cạp thấp. Chắc là cái này gọi là bình thường. Chip nếu mà trừ khi đi biển, chứ bình thường thì cọc tiền hay sao em. Trời ơi, lại cái bọn lừa đảo đấy mọi người ơi. Không có cọc cái gì hết á. Chờ bên em chốt đơn. Và mọi người có đọc cái bình luận mà em đã ghi ở đây không? Số tài khoản duy nhất không đúng số tài khoản này có nghĩa là lừa đảo rồi. Từ nãy đến giờ rất nhiều chị là bị bọn nó. Cái này được tính là cạp cao rồi còn gì, không phải cạp thấp đâu. Có đứa nó nhắn tin cho nhiều khách của em. Có đứa, mấy cái đứa lừa đảo ấy, nó nhắn tin cho khách của em rồi, nhắn cho rất nhiều khách của em rồi là bắt cọc kiếc này kia, nó là lừa đảo đấy mọi người. Em chỉ có một số tài khoản duy nhất ở trên hành bìa thôi, nhớ giúp em nha. Không mà bị lừa đấy, các chị mua hàng các chị phải thông thái và tỉnh táo lên. Thời đại bây giờ lừa đảo lắm, lắm trò lắm, việc lắm.
rảnh quá mà làm không lo làm, không lo đi lừa đảo làm sao được. Đấy, thế nên là các chị lưu ý nhất, chỉ có một số tài khoản duy nhất ở trên ảnh bìa của em thôi. Và thứ hai nữa là nhà em là ship code, không có bắt cọc kiếp gì hết. Không bắt cọc nha, ship code nhận hàng, kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền thì cọc để làm gì. Trừ khi những đơn hàng nào mà mua nhiều quá trên 1 triệu hay những đơn hàng mà đã từng hoàn đơn của bên em rồi thì mới phải cọc 100 hay 200 nghìn thế thôi. Còn không là không có cọc kiếp gì hết, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như trên livestream mới thanh toán tiền. Nhớ giúp em điều đấy, được chưa? Chốt đơn để chốt thêm cho chị cái sọc cổ bèo đi, chị thích lắm cơ. Em xem Q6 với chị, Q6 là cái gì ta? Ghi cho em mã này sẽ là váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại, mã váy mới nhất của bên em đây. Váy chú hề của em có tất cả là 3 màu. Và để về form dáng này, về chất liệu thì nó y xì như cái con váy gấu ấy. Như cái con váy gấu rồi V22, ôi trời ơi, rơi luôn. V22 và V33 ấy, nhưng mà cái này là hình in khác và bảng màu nó khác. Mã này cho em sẽ là váy chú hề màu gì ạ? Váy chú hề màu đen. Mà này cho em sẽ là váy chú hề màu nâu. Và mà này cho em sẽ là váy chú hề màu sữa. Và em nói rồi, ảnh mẫu up lên như thế nào thì hàng này em like là như thế. Đối với cái mã này, sai ở đâu em đền tiền các chị ở đấy. Bởi vì ảnh đấy là ảnh thật và hàng này còn chưa có hot girl mặc mẫu cơ. Nhưng mà hàng nghe em được cái là cái nào mà hot girl mặc thì bán bình thường, mà cái nào hot girl không mặc thì là em bán đất hàng. Không hiểu kiểu gì luôn ấy. Ghi cho em mã này sẽ là váy chú hề kèm màu và kèm số điện thoại. Và sục này sẽ là sục NI 94.000 đồng, đủ size SML. À quên nhầm, đủ size 35-39. Ngáo. Chị nhâm lưu một váy chú hề đen lên số điện thoại giúp em nhé. Chú hề kèm màu và kèm số điện thoại đấy, cứ mặc lên là các chị chốt, mặc lên là chốt. Váy gấu em hết hàng rồi ạ, và em nghỉ mẫu váy gấu bởi vì bán nhiều quá rồi. Đây màu này cho em sẽ là chú hề, màu này sẽ là màu nâu. Váy gấu là nói chung là like gần như là đầu tiên khi mà chưa có ai bán luôn ấy. Về sau mãi hot girl thì như cũng có bán váy gấu. Màu này cho em sẽ là váy gấu màu sữa này cũng xinh này, ướm lên người lại thấy xinh rồi. Tuy nhiên là chắc chắn không thể đắt hàng bằng nâu và đen, bởi vì nâu và đen dễ mặc hơn. Chị Mẫn Mẫn một váy chú hề, chị bé xinh hai váy chú hề, vui lòng lên số điện thoại giúp em nhé. Váy này của em là 156.000 đồng. Báo cho chị xem cái áo sọc caro đằng sau màu đen trắng ấy. Cái này á chị, cái này gọi là sơ mi xinh. Cái này đúng không? Cái này là sơ mi xinh 129.000 như hình như đang hết hàng rồi. Chị Tuyết Bùi một váy chú hề đen lên số điện thoại giúp em. Váy này em bao vừa thoải mái đến 70-75 cân. Các chị nhìn form này, 70-75 cân là thoải mái. Váy này là free size chị ơi, bởi vì chất nó siêu giãn, giãn vô cùng luôn. Thế nên không cần phải có size nha chị. Thoải mái đến 70-75 nên không cần phải có size. Ok, chị bé xinh một váy chú hề nâu lên số điện thoại giúp em. Chị có mã quần đùi cặp cao không chun không ạ? Quần đùi cặp cao không chun có Q6 đây. Hình như là bây giờ mới lót được con Q6, nãy khách là nói Q6 rồi còn không biết là Q6 là cái gì. Đây. À không, đây vẫn là CV ấy, Q6 đâu rồi nhỉ? Q6 là cái quần sóc cặp, là quần đùi cặp cao mà không có ấy, không có chun ấy, đúng không? Em có mà. Em có luôn nhưng mà em không biết là em để đâu rồi nữa. Không có ở đây nhỉ, không thể treo. Hay nhân viên hạ mẫu rồi, không thể treo ở đây. Nhưng mà em có cái quần đấy, em biết cái quần đấy mã là Q6, chú hề bao nhiêu tiền? Váy chú hề của em là 156.000 đồng, 156.000 đồng, quá đẹp. Váy chú hề nâu, váy chú hề đen và váy chú hề sữa. Set chip của em là 68.000 đồng, set chip của em là 68.000 đồng một set 3 quần. Váy 14 em lên rồi. Nha, chị nào lấy váy gấu nó chốt giúp em là váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Còn váy xoắn của em sẽ là bao nhiêu? Váy xoắn của em là 148.000, phải nói đây là một cái váy, chắc là cái váy mà em bán được nhiều nhất từ đầu năm ấy rồi. Tại vì đầu năm bây giờ thì không có mã váy nào gọi là nó bùng nổ cả. Trước Tết thì rất nhiều nhưng mà từ ra Tết bây giờ thì hình như là mã này là mã bán được nhiều nhất. Từ lúc ra Tết đến bây giờ đối với váy ấy, thì mã này bán được nhiều nhất, gọi là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. À, phông gấu, phông mặt gấu là cái gì ta? Con này á chị, con này không phải phông đâu, con này là bộ, dãy này là bộ nhưng mà cũng đang hết hàng hết rồi. Chị Hà Mít lên số điện thoại giúp em nhé. Chị Trần Đình Toàn một chip 68k lên số điện thoại giúp em. Váy hoa mã là gì? Váy hoa ghi giúp em là váy hoa rút. Hai mã, một váy hoa rút và một váy hoa tầng, hai mã khác nhau. Túi bao nhiêu tiền? Túi em đang đeo hiện tại đang hết hàng rồi chị ạ. Rồi chị nào lấy mã này đã chốt giúp em là váy xoắn nâu và váy xoắn đen, cách số điện thoại nhé. Váy chị mặc giá bao nhiêu? Váy em đang mặc là váy chú hề. Váy chú hề em chốt trong line này cho các chị là 156.000 đồng. Còn váy xoắn này em chốt trong line cho các chị là 148.000 đồng. Cho chị xem váy xoắn thôi. Em xin phép mặc một màu nữa thôi nhé. Em sẽ mặc màu nâu đi nhé. Một màu váy xoắn để kết thúc cái live stream này ở đây nhé. Nghỉ thôi mọi người ơi. Đủ đơn là em nghỉ thôi. Dù đông người xem hay ít người xem thì đủ đơn là nghỉ. Kể cả có những thời điểm mà đây, ví dụ như bây giờ là 900 người, gần 900 người đang xem livestream. Nhưng mà em mà đủ đơn rồi là em nghỉ, bởi vì em mà live thừa ra đến lúc là nhân viên làm không kịp. Nhân viên làm không kịp và đến lúc chốt cho các chị không kịp rồi là khách là người ta kêu ấy, nên là thôi. Live đủ thôi mọi người ạ.
nha. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn. Váy xoắn em chốt trong like này cho các chị là bao nhiêu ạ? Chứ em không like cố đâu. Đủ là thôi. Em không like cố đến lúc hết người xem thì biết bao giờ mới được nghỉ luôn ấy. Khách của em mà xem mà có những nếu mà buổi tối mà like phải 1 giờ sáng vẫn xem. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy xoắn. Nên để like sau mình lại like tiếp nha các chị. Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn này. Mã váy hiện tại mà nếu mà nói từ ra Tết bây giờ thì đây là mã đắt hàng nhất trong các loại váy em bán. À không, quên mất có cái váy gấu đắt hàng mà. Ừ em quên đấy, không chưa. Chưa thể bán số lượng nhiều bằng váy gấu được, em quên. Cái váy gấu em bán số lượng cực kỳ nhiều và váy này thì mới bán được có 2-3 like, chưa bằng được đâu. Chưa bằng được đâu. Nhưng mà để mà ý đang nói là chốt hôm đầu tiên á thì váy gấu hôm đầu tiên chỉ bán được có 800 thôi, còn váy này hôm đầu tiên bán được 1400. Đấy là trong mỗi like ấy. Còn thời gian thì con này bán chưa bằng thời gian váy gấu được, váy gấu bán được gần tháng rồi. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy xoắn đen và váy xoắn nâu. Kèm màu và kèm số điện thoại 148.000 đồng. Chỉ một từ thôi, đỉnh. Đỉnh của đỉnh luôn mọi người. Váy xoắn 148.000, chưa có một hot girl nào bán. Một mình các chị mặc hàng độc luôn. À nhiều mình chứ khách của em đông lắm, nhiều mình nhưng mà nói chung là không tràn lan trên thị trường mà không quá nhiều người bán. Ghi cho em mã này sẽ chọn cho em là váy xoắn đen và váy xoắn nâu cách số điện thoại. Xoắn đen và xoắn nâu cách số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là 148.000 đồng. Nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Chị Giang Nguyên, váy xoắn lên số điện thoại. Em thấy là khi mà em mặc váy xoắn lên là đơn lại cứ nhảy loạn xạ lên. Cứ chỉ cần mặc cái váy xoắn này lên là đơn lại nhảy loạn xạ lên. Cái váy này dễ mặc và ai cũng mặc được. Hai màu đen nâu 148.000. 70 cân lên bàn đẻ vẫn mặc được. Yên tâm là như vậy. Nói chung là nó suông và nó giấu bụng này. Người mà không bầu bí thì nó giấu bụng này, không bị lộ này. Rồi tạo độ eo này, cảm giác rất là eo ót này. Còn người bầu bí thì mặc thoải mái đến tận 60 mấy cân. Nè em giờ đặt hàng like nhà em cứ có mấy bọn lừa đảo nhắn tin đòi cọc tiền như thế này. Đúng rồi các chị lưu ý nhá, lừa đảo đấy, trời ơi đừng có bị lừa nữa. Phải tỉnh táo lên cho em. Bọn nó lừa đảo đấy các chị ơi, mọi người phải tỉnh táo lên nha. Như ngày hôm nay là bắt đầu cái vấn nạn này xảy ra rất là nhiều. Bởi vì từ khi nãy giờ em like rồi nhiều người kêu lắm. Thế nên là mọi người phải hết sức tỉnh táo. Tí nữa em sẽ đăng một status để mọi người có thể nhớ lưu ý giúp em. Và nhà em chỉ có một số tài khoản duy nhất ở trên ảnh bìa. Nhớ một số tài khoản duy nhất em đang ghi ở bình luận này. Ngoài ra chúng nó có gì đi chăng nữa thì cứ số tài khoản khác là giả mạo. Nhớ giúp em, tại vì khi các chị đặt như thế này là bọn nó là gì ạ? Là cắp luôn cái số điện thoại khi mà em đang like, chứ còn em tắt like là bọn nó không lấy được nữa đâu. Nhưng mà khi mà em đang like này là bọn nó cắp số điện thoại của mọi người ấy. Thôi bây giờ em tắt like luôn đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Ai có đơn rồi nhớ chú ý để ý nghe điện thoại, chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào cái page này giúp em và để ý nghe điện thoại giúp bên em để nhân viên bên em chốt đơn cũng gọi điện hoặc nhắn tin chốt đơn gửi hàng đối với tùy trường hợp khách hàng. Còn chị nào mới vào sau chưa chốt được sản phẩm nào có thể xem lại livestream, tua lại livestream, thích mã sản phẩm nào comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Nếu sản phẩm đấy còn bên em vẫn sẽ chốt đơn nha. Còn nếu hết thì thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Lưu ý là đừng để bị lừa nhá. Một số tài khoản duy nhất ở trên ảnh bìa và chỉ bán duy nhất tại cái page em đang live trực tiếp này, 370 mấy nghìn người theo dõi. Tất cả ngoài ra đều là giả mạo. Nhớ kỹ giúp em một điều như vậy, mình phải thông thái và ấy lên nhá, đừng có để bị lừa nhá các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.